vì tranh đoạt vị trí gia chủ trong gia tộc. Anh họ tôi đã dụ tôi làm ông ấy, Yến Khinh thành mỹ nhân số 1 kinh thành. Nếu không có ông nội tôi can thiệp, tôi đã bị Yến gia giết tàn nhẫn từ lâu rồi. Để dập tắt cơn tức giận của Yến gia, tôi bị nhốt vào ngục tội ác thành phố. Đây là nhà tù nghiêm ngặt nhất thế giới. Người trong đó đều từng phạm tội lớn, nhưng vì đặc quyền đặc thù của họ, không một quốc gia nào có thể thi hành án tử. Họ chỉ có thể bị giam cầm vô thời hạn. Ở đây, tôi đã gặp ba vị sư phụ. Họ đã truyền cho tôi yên bác cả đời của họ, biến tôi từ một thiếu gia vô dụng thành người khác. Và hôm nay là ngày tôi ra tù. Bên ngoài nhà tù, hàng dãy siêu xe đã đậu sẵn. Sư phụ, tôi không muốn ra ngoài. Đồ nhi ngoan, đêm qua thầy đã bói một quẻ, dự đoán hôm nay là ngày phù hợp nhất để ra tù. Vì thế, hôm nay hãy ra ngoài đi. Nếu tôi đi rồi, sẽ không ai phục vụ ba vị sư phụ nữa. Đệ tử không thể bất hiếu. Tiểu tử thối, bây giờ chúng ta liên thủ không thể đánh bại cậu. Không còn khả năng nào để dạy cậu nữa. Cậu mà chăm sóc cho chúng tôi. Có thời gian, cậu quậy rồi mấy lão già như chúng tôi chưa đủ sao? Tôi thấy cậu muốn chúng tôi qua bên kia sớm thôi. So với thế giới ngoài đấu tranh và mưu mô, nơi đây chắc chắn là thiên đường. Vì vậy, tôi đã quyết định sẽ ở bên cạnh ba vị sư phụ suốt đời. Tiểu tử thối, cậu có ý làm chúng tôi tức chết à? Không được, hôm nay bất kể thế nào, cậu cũng phải ra ngoài cho tôi. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Tiểu Húc, cậu có biết cô nàng Yến gia sắp kết hôn chưa? Một đêm làm vợ chồng, bách nhận ân tình. Đừng để trở thành người vô tâm. Cô ấy sắp kết hôn, điều này tốt đấy. Tôi đi tù có vui gì đâu. Đồ nhi ngoan, mọi việc xảy ra đều có lý do. Năm xưa, cậu hủy hoại thanh danh của người ta, cậu nên cưới cô ấy để giúp cô ấy thoát khỏi nguy khốn. Đó là những gì cậu nợ. Những lời này khiến tôi trở nên lạnh lùng. Xuất thân từ một đại gia tộc nên tôi hiểu rõ hơn ai hết. Đại gia tộc không có cái gì gọi là hạnh phúc của con cháu cả. Hôn nhân chỉ là công cụ trao đổi lợi ích của gia tộc. Năm xưa, cha cậu được mệnh danh là chiến thần số 1 Hoa Hạ, nhưng đã trúng độc ở chiến trường miền Nam. Còn mẹ cậu thì tính cách lạc quan, vui vẻ. Dù có tình cảm nồng nàn với cha cậu, nhưng sao có thể bỏ lại con thơ chưa cài sữa để chết vì tình yêu chứ? Bây giờ cậu có khả năng này, lẽ nào cậu không muốn làm rõ sự thật ngày xưa? Lời của sư phụ Linh Lung đã xé toạc vết thương trong tim tôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ quên việc tìm sự thật. Bây giờ đã đến lúc phải làm sáng tỏ mọi thứ. Ba vị sư phụ bảo trọng, Đồ Nhi, có thời gian sẽ quay lại thăm ba người. Bên ngoài trại, Thiên Long Thổ Hổ và những người khác đang cung kính đợi tôi. Cả hai họ đã cùng tôi lớn lên từ bé, trong mắt mọi người là theo dõi tôi, thực sự họ là bảo vệ của tôi. Nhìn thấy tôi, cả hai anh em liền phấn khích. Thiếu gia, những năm không có ngài, tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Cảm ơn trời, cuối cùng thiếu gia đã trở lại rồi. Hu hu hu, thiếu gia, tình cảm nhớ nhung đối với ngài như dòng sông chảy xiết không ngừng. Mỗi ngày tôi đều lại ba cái chiếc ảnh của thiếu gia. Chỉ mong ông trời đưa thiếu gia trở về bình an. Dừng lại, lên xe trong 3 giây. Nếu không, các người cứ quay về. Thiên Long, thiếu gia bị làm sao vậy? Anh ấy trước đây không phải rất thích hai anh em ta nịnh hót sao? Chắc chắn là vì cậu nịnh hót không đủ tốt. Cái gì mà hàng ngày đứng trước ảnh của thiếu gia lại ba lại? Cậu đang thờ cúng à? Cậu cái dám? Rõ ràng là cậu nịnh hót không phô trương nhưng lại dở và kinh tởm, mà cậu dám đổ lỗi lên tôi. Hai người các cậu có ý định đi bộ về à? Đến đây thiếu gia. Thần gia là gia tộc số 1 ở kinh thành, còn tôi là dòng dõi trực hệ duy nhất của gia tộc. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn được chú ý, vì cha mẹ qua đời sớm, ông nội và ông cố yêu thương tôi từ bé. Điều này khiến gia đình anh họ tôi không hài lòng. Cái sự cố 3 năm trước, người đứng đằng sau là anh họ thần tú của tôi. Bởi vì một khi tôi mắc sai lầm, anh ta sẽ trở thành lựa chọn duy nhất để thừa hưởng gia tộc. Khi anh ta thấy tôi, anh ta rất sợ hãi và người đầy mồ hôi. Anh họ, lâu rồi không gặp. Em họ, cậu trở về lúc nào? Hi hi, chuyện này thì dài lắm. Cứ để tôi có thời gian, chọn một thời điểm tôi từ từ kể anh nghe. Nhìn tôi đơn giản như vậy, nội tâm của anh run rẩy lo sợ. Trực giác mách bảo, lần này tôi trở về không để chuyện đó trôi qua. Lúc này một giọng nói vang lên, "Tiểu Húc, người đến là ông nội Thần Định Quốc, đương thời là gia chủ thần gia, chỉ huy của quân Hồ Hiếu. Ông nội, mấy năm không gặp vẫn giữ phong thái như cũ. Tiểu Húc, cậu trở về như thế nào?" "Tất nhiên là bằng máy bay rồi, không thể đi bộ về được chứ." "Đừng nói xạo với tôi. Tôi đang hỏi cậu là làm sao mà ra khỏi nơi đó." "Ông nội, đừng đe dọa con nhé. Tin hay không con sẽ đến nói với ông cố về ông. Tiểu tử này, cậu dám uy hiếp ta sao? Xem hôm nay tôi làm thế nào đánh nát mông cậu." "Ông cố, con trai ông muốn đánh con rồi. Mau cứu con." "Tiểu tử thối, có gan thì đừng chạy." "Ha ha ha, con đã trở về thật rồi." "Vâng ạ." "Không tệ, vài năm không gặp đẹp trai hơn rồi." "Tiểu tử khốn nạn, đứng lại cho tôi." "Mẹ cậu, cậu muốn đánh cháu trách yêu quý của tôi đúng không?" "Không phải thế, ba nghe con nói, tôi không nghe bất kỳ giải thích nào. Nếu cậu dám động vào chắc tôi một sợi lông, tin hay không tôi sẽ lột da cậu." "Vâng, vâng, vâng, đúng rồi. Tiểu tử, con đã trở về từ nơi quỷ dữ đó bằng cách nào?" "Con vừa mới nói với ông nội rồi, con đã trở về bằng máy bay." "Ông cố, sao lại hỏi lại con?" "Được rồi, con đừng cứ nói nhiều nữa. Ta vừa mới đính hôn cho con. Con hãy đi gặp cô gái đó." "Cái gì? Con đã được đính hôn rồi?" "Ông nội, với cái khuôn mặt và điều kiện như con, ông sợ con sẽ sống cô đơn hả? Tôi đã xem qua ảnh cô gái đó, trông là một người vợ tốt, có thể cưới được. Đó là phúc của cậu trong kiếp trước." "Ông cố, từ lúc nào ông biết xem bói vậy?" "Tôi nói với cậu, việc kết hôn này đích thân ông cố của cậu đồng ý. Dù cậu cưới hay không thì cũng phải cưới. Não cậu có phải bị hư không? Hay cậu còn nghĩ mình mang trên vai 5 ngôi sao? Tiểu tử, cậu tưởng tôi không dám đụng cậu sao?" "Không dám, không dám, cháu trai ngoan, ông cố từ lâu luôn giữ lời. Vì ông cố đã đồng ý." "Con xem, được rồi ông nội. Chuyện này để con tự giải quyết." Sau khi nói xong, tôi quay lưng rời đi, nhìn tôi từ phía sau, ông nội có vẻ lo lắng. Vào thời điểm như vậy, Tiểu Húc bất ngờ trở về. "Thật là đáng lo." Thần Định Quốc ngập ngừng nói.
liên hôn giữa Yến Gia và Giang Gia sắp diễn ra, mà tôi lại xuất hiện vào thời điểm này, sẽ gợi nhớ đến mọi người mối tình lãng mạn gây chấn động toàn kinh thành 3 năm trước. Vì vậy, nhiều người sẽ nghĩ rằng đây là âm mưu của thần gia, mục đích là làm cho Yến Gia khó xử. Thần viên Sơn Lịch nhìn con trai, bá đạo ngang ngược. Chắc tôi về nhà mình thôi mà, ai dám nói nửa chữ không? Khi sư họ muốn đưa tôi vào ngục chết, ông cố đã không ngừng đau lòng. Nếu không có sự trấn an của ông nội, chỉ đưa tôi vào nơi đó cải tạo, 3 năm sau ông sẽ đón tôi trở về an toàn. Ông cố sẽ không bao giờ đồng ý. Dù có chết cùng với Yến Gia cũng không từ mọi giá. Nhưng hơn thế, tôi muốn biết rằng tiểu tử này làm thế nào để trở về từ cái nơi ác quỷ sớm như vậy. Mối quan hệ tôi đang tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Thiếu gia, người năm xưa lừa anh vào tù, 80% là thần tú. Đúng, chắc chắn là tên đạo đức giả đó. Hai người thật sự là tay sai đắc lực nhất của tôi. Tôi quả thật không nhìn sai. Thần tú đặt sang một bên. Ông nội đã sắp đặt cho tôi một cuộc hôn nhân, hãy cùng tôi đến Huyền Thanh. Trên máy bay, một người phụ nữ làm tôi chú ý. Ngoại trừ Yến Khuynh Thành có mối quan hệ với tôi, cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp. Anh chàng đẹp trai, anh đang nhìn trộm tôi à? Cô đang nói chuyện với tôi à? Không sai, tôi quả thật nhìn cô. Trần Thanh Giao có chút sốc. Cô không ngờ tôi lại mạnh mẽ thừa nhận. Nếu cô không thích tôi lén nhìn cô, thì tôi sẽ nhìn cô một cách trực diện. Tôi đã thấy người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như anh. Trần Thanh Giao vừa muốn gọi tiếp viên đổi chỗ, người đàn ông bên cạnh bất ngờ đặt súng ngăn lại. Trần tiểu thư, tôi khuyên cô không nên hành động tùy tiện trước khi xuống máy bay. Người của tình gì các? Nghe đồn Trần tiểu thư rất thông minh. Quả nhiên như lời đồn, Lâm Trung Hồ đưa anh bao nhiêu tiền, tôi có thể đưa cho anh gấp đôi. Mặc dù tôi rất thích tiền, nhưng tiếc là tôi không đủ can đảm phản bội tổ chức của chúng tôi. Vì vậy, Trần tiểu thư tốt nhất đừng nên mơ tưởng. Đợi đã, tôi cảm thấy hai người đang coi thường tôi. Chàng trai trẻ, tôi khuyên anh không nên lo chuyện bao đồng. Nếu không, anh sẽ không có kết quả tốt đâu. Nếu tôi cứ quản thì sao? Haha, chàng trai trẻ, tốt nhất là anh đừng quá kiêu ngạo. Nếu không anh sẽ không biết mình chết như thế nào. Chàng trai trẻ mà không kiêu ngạo à? Chưa kịp nói hết, người đàn ông chỉ cảm thấy mắt mình mờ đi, súng trong tay anh ta biến mất. Làm sao có thể? Anh đã làm thế nào? Bây giờ anh nói cho tôi, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi? Anh đến từ đâu vậy? Tôi là người của tình gì các? Anh vẫn chưa nói cho tôi biết kết cục của việc này. Tôi dừng lại anh ta lập tức lùi về sau lo sợ. Anh ta lập tức kêu lớn, cứu mạng, tên này đánh tôi. Mẹ mày! Thiếu gia đánh anh là cho anh mặt mũi. Mẹ mày còn dám khóc à? Cái quái gì vậy? Nếu còn làm nhảm tôi sẽ ném anh ra khỏi máy bay. Thời điểm này, thiên long địa hổ, những từ kiêu ngạo, độc đoán được thể hiện sinh động. Các tiếp viên hàng không muốn ngăn cản đều từ bỏ. Còn các hành khách khác, không ai dám lên tiếng. Vào lúc này, Trần Thanh Giao nói, tên này định làm điều không tốt với tôi. Lúc quan trọng, tiên sinh này đã cứu tôi. Chứng trị kẻ xấu diệt giang trừ ác là nhiệm vụ của tôi. Người đẹp không cần phải lo. Đương nhiên, nhưng nếu cô muốn cảm ơn tôi bằng cách mời ăn tối và cùng xem một bộ phim chẳng hạn, tôi cũng không từ chối đâu. Nửa giờ sau, chúng tôi cùng nhau ra khỏi sân bay. Trần Thanh Giao đuổi theo phía sau. Này, chờ một chút. Thiếu gia, xem ra tối nay có người đẹp muốn ôm ấp anh. Thiếu gia thật là bá đạo, ở đâu cũng có thể gặp vận đào hoa. Các anh im miệng đi. Mỹ nữ, cô còn việc gì khác cần sao? Tên xấu xa đã bị người của sở cảnh sát đưa đi rồi. Thật sự cảm ơn anh, chỉ là một chút việc nhỏ, không cần phải bận tâm. Tôi tên Trần Thanh Giao, đây là số điện thoại của tôi. Khi anh có thời gian, đừng quên liên lạc cho tôi. Tôi mời anh ăn cơm, hiện tại tôi còn việc gấp, tôi đi trước. Trần Thanh Giao nói xong liền quay đầu lên một chiếc xe sang. Xem ra cô thật sự có việc gấp. Sáng hôm sau, tôi cùng Thiên Long Địa Hổ đến tập đoàn Vân Dương. Theo lời ông cố, người hẹn hò với tôi là ở công ty này. Người đó là ai vậy? Có phải là ngôi sao mới nổi gần đây không? Trời ơi, đẹp trai quá, tâm trí tôi đầy hình ảnh anh ấy. Chắc chắn tối nay tôi sẽ không thể ngủ. Soái ca, anh đến ứng tiền bảo vệ đúng không? Cô hiểu lầm rồi, tôi đến đây để Trần Thanh biết, nếu cô không thể cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, tin hay không tôi sẽ khiến cô hối hận ngay lập tức. Thiếu gia, đó không phải là người đẹp trên máy bay tối qua sao? Không phải, vì người phụ nữ này quá lạnh lùng, có thể là sinh đôi đấy. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy phấn khích. Chúng tôi đang vui vẻ nói chuyện ở đây, nhưng Lâm Đông Cường bên này không vui. Anh ta là thiếu gia của tinh gì các? Ở Huyền Thành, anh ta có thể nói là có gió có mưa. Người phụ nữ anh ta muốn, người khác chỉ cần nhìn là không tôn trọng anh ta. Quạ, đi qua kia móc mắt tiểu tử đó đi. Vâng, người đàn ông đáp lời và sải bước lại chỗ tôi. Địa hổ, tôi và cậu đã thấy rất nhiều kẻ đáng sợ. Hiếm khi thấy một người đến nạp mạng. Không phải đó sao? Trước khi Thiên Long Địa Hổ hành động, Trần Thanh Tuyết đã đứng ra chắn trước mặt tôi. Lâm Đông Cường, đây là công ty của tôi. Nếu anh còn dám quấy rối, tôi sẽ báo cảnh sát ngay. Tên mặt trắng này là người mà cô nuôi, miệng chó không nói lời tốt. Hiện tại đây vẫn là công ty của cô, nhưng chẳng bao lâu nữa, cô có thể bảo vệ tên mặt trắng này một lúc, không thể bảo vệ hắn cả đời. Quả, chúng ta đi. Đợi đã, tôi có để anh đi sao? Tiểu tử, cậu vừa nói cái gì? Địa Hổ, là cậu đi hay tôi đi? Loại khốn kiếp này không đáng để tôi ra tay. Anh cứ xử lý đi, cậu không giả vờ một lát thì sẽ chết hả? Lời nói vừa xong, Thiên Long chỉ còn lại dư ảnh. Tên quạ còn chưa kịp phản ứng, lập tức bị đá bay xa 100m. Anh Dô, tên ngốc. Lâm Đông Cường há hốc mồm không nói gì được. Anh ta biết rõ thân thủ của quạ, một mình đấu với mười mấy người bình thường không phải vấn đề, nhưng hiện tại thì bị một người đá gãy chân, bẻ gãy chân vứt anh ta ra ngoài. Vâng thiếu gia, đừng qua đây, tôi là thiếu gia của tinh gì các. Nếu cậu dám động vào tôi, cả gia đình mày sẽ chôn cùng. Ezo, cái danh xưng khá chất đấy. Sợ chết mất. Thiên Long đánh rất nhanh. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe tiếng xương gãy rất giòn.
Sau đó, thấy Lâm Đông Cường nằm dưới đất không thể đứng lên. Chân tôi. Chỉ một giây trước, thiếu gia Tinh gì các con kiêu hãnh, bây giờ lại khóc lóc như con chó chết. Thiên Long một tay cầm quạ, một tay cầm Lâm Đông Cường, ném ra khỏi cửa như một con gà. Sau đó Trần Thanh Tuyết dù đã chứng kiến nhiều cảnh lớn, nhưng vẫn bị cảnh tượng vừa rồi làm chấn động. Cậu là ai? Nghe kỹ đây, thiếu gia chúng tôi giản dị, im miệng, xin tự giới thiệu, tôi là Thần Húc. Nếu cô là Trần Thanh Tuyết, thì có lẽ tôi là chồng tương lai của cô. Trời ơi, tổng tài lại có chồng tương lai. Mặc dù tôi rất thích soái ca kia, nhưng phải thừa nhận, tổng tài vẫn hợp với anh ấy hơn. Cậu đã giúp tôi đuổi một con rùa phiền phức. Mặc dù tôi rất biết ơn, nhưng làm ơn hãy tôn trọng một chút, đừng nói lung tung. Cô không biết tôi là chồng tương lai của cô, tôi thấy cậu không phải người bình thường, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu, Lâm Đông Cường không phải người bình thường. Lấy tiền và rời khỏi Huyền Thành ngay lập tức. Biểu hiện của Trần Thanh Tuyết không giống giả vờ, xem ra cô ấy thực sự không biết tôi là chồng tương lai của cô. Bỏ đi, đi làm sáng tỏ việc này trước đã. Thiên Long, Địa Hổ, chúng ta đi, nhìn tôi bước đi. Biểu cảm của Trần Thanh Tuyết trở nên phức tạp. Chúng tôi cùng nhau ra khỏi công ty, liền có một đám người xông đến. Lâm Đông Cường được người dưới đẩy tới, mắt của hắn tát lên ánh lửa. Cặn bã, nói cho tôi biết cậu muốn chết như thế nào. Chưa bao giờ thấy người không biết sống chết đến thế, vừa bị đánh gãy đôi chân, vẫn dám đe dọa thiếu gia của kinh thành. Tên khốn, nói cho tôi biết cậu muốn chết như thế nào. Thiếu gia đừng sợ, bọn sặc sỡ này tôi và Địa Hổ giải quyết trong một phút. Tôi khi nào sợ? Thiếu gia tôi rất mạnh đấy. Cậu có tin tôi một cước làm cho bọn rác này tan tác không? Địa Hỏa, không gặp mấy năm, kỹ năng khoác lác của thiếu gia ngày càng lợi hại hơn rồi. Thiên Long, đầu xem chúng ta ai giải quyết nhiều hơn. Cả hai người nhảy tới như hai con hổ từ núi lao vào đám cừu. Xung quanh vang lên tiếng than khóc. Mỗi khi Thiên Long và Địa Hổ ra tay, luôn có một tên bị hạ gục. Chỉ trong vài phút, bọn lưu manh này đã bị đánh đổ không thể đứng dậy. Thiếu chủ, hai tên này không dễ xơi. Chúng ta đi trước đi. Nhanh lên, Lâm Đông Cường vừa nói xong, vài chiếc xe cảnh sát vừa hay chạy tới. Có vài người xuống từ trên xe. Lúc này, Trần Thanh Tuyết cũng đến. Rõ ràng là vì lo cho an toàn của chúng tôi, nên đã gọi điện báo cảnh sát. Mọi người không sao chứ? Tôi có vấn đề gì đâu. Đội trưởng Phùng, anh đến rất đúng lúc. Bọn họ đánh gãy chân tôi. Hãy mau bắt họ lại. Đội trưởng Phùng, tình hình hoàn toàn không phải vậy. Rõ ràng là anh ta tụ tập hàng chục người, định gây hại cho bạn của tôi. Bạn của tôi hoàn toàn chỉ tự vệ hợp pháp. Các người không cần phải nói thêm, việc này chúng tôi sẽ điều tra làm rõ. Đội trưởng Phùng nhìn thấy Lâm Đông Cường, trong khoảnh khắc bàng hoàng. Dù sao tại Huyền Thành chưa từng ai dám đụng vào Lâm Đông Cường. Là cậu đã đánh gãy chân ông Lâm. Cậu không đủ tư cách để nói chuyện với thiếu gia, hãy gọi giám đốc của cậu đến đây. Cậu định bênh vực bọn cặn bã xã hội đó. Xin lưu ý cách nói chuyện của cậu, chúng tôi sẽ không bênh vực bất kỳ ai. Chúng tôi chỉ thực thi công lý. Rất tốt, nếu vậy, cậu còn không mau đi bắt bọn cặn bã xã hội. Làm thế nào chúng tôi tự biết, không cần người khác dạy. Đội trưởng Phùng nói xong liền hạ giọng nói thêm, theo quan điểm cá nhân của tôi anh đánh rất hay, tên lươn lẹo đó nên bị trừng phạt. Tinh Di các ở Huyền Thành nổi tiếng xấu xa, nếu không phải vì chứng cứ trong tay còn hạn chế, tôi đã can thiệp sớm xử lý họ rồi. Lâm Đông Cường nhìn thấy anh ấy nói thầm với tôi, ngay lập tức anh ta nổi nóng. Đội trưởng Phùng, chính anh ta đã đánh gãy chân tôi. Lẽ nào anh định bao che tên này sao? Tôi nói rồi, chúng tôi sẽ làm sáng tỏ vụ việc này. Không phải là cậu nói thế nào làm thế đó. Đưa họ về tạm giam. Cậu dám động vào thiếu gia chúng tôi thử xem, còn tôn trọng luật pháp không? Lùi lại cho tôi. Vâng, thiếu gia. Đội trưởng Phùng, tôi cũng không muốn anh khó xử, nhưng cho tôi gọi điện thoại có được không? Tôi cũng muốn gọi điện thoại. Cho các người một phút. Lâm Đông Cường nhanh chóng lấy ra điện thoại và gọi. Sau đó, anh ta nói một loạt. Khi cuộc gọi kết thúc, anh ta nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Tên khốn, một lát nữa cậu sẽ khóc. Vậy hãy chờ xem mai sẽ khóc. Nói xong, tôi chỉ lấy điện thoại và nói một câu đơn giản. Người của cục cảnh sát Huyền Thành muốn đưa tôi đi, tự mình quyết định đi. Khi cả hai chúng tôi đã gọi xong, đội trưởng Phùng quyết định đưa chúng tôi về. Lúc này, thủ trưởng cơ quan gọi đến ông ta. Đội trưởng Phùng, hãy chờ khi cuộc gọi kết thúc rồi hãy quyết định. Kẻ nào cũng phải bị phạt. Tôi khuyên cậu đừng quá kiêu căng. Trần Thanh Tuyết, cô muốn tôi để tên mặt trắng của cô đi. Tối nay đến biệt thự riêng của tôi tìm tôi. Ui, chó cắn cô một cái, cô không thể cắn lại. Dù sao con người và thú vật là khác nhau. Yên tâm, tôi không để cậu gặp rắc rối đâu. Tôi hiểu ý tốt của cô, nhưng cô thực sự không biết tôi là chồng tương lai của cô. Đã đến lúc này rồi, còn nghĩ tới những chuyện lộn xộn. Tôi không có chồng tương lai, cũng chẳng biết anh là ai. Khi chúng tôi nói chuyện, đội trưởng Phùng cũng cúp điện thoại trong tay. Đội trưởng Phùng thế nào? Bây giờ, anh còn muốn đưa tôi về cục cảnh sát nữa không? Đội trưởng Phùng không để ý anh ta, thay vào đó, quay sang nhìn tôi trầm tư, ngay lập tức vẫy tay, ra lệnh, chỉ cần đưa họ về là được. Đội trưởng Phùng, anh có nhầm không? Cho đến khi Lâm Đông Cường bị đưa đi một lúc, Trần Thanh Tuyết mới hoàn hồn lại. Anh thật sự là ai? Hi hi, nếu nói ra danh tính thiếu gia của chúng tôi, có lẽ cô sẽ hoảng sợ. Sau khi nghe xong, mặt của Trần Thanh Tuyết phức tạp hơn. Trong tâm, cô ấy đã xem tôi như là người theo đuổi cô ấy. Một Lâm Đông Cường làm cho cô ấy phiền não. Do lại có một người có lý lịch mạnh mẽ hơn. Thần tiên sinh, tôi biết anh là người quyền lực, nhưng tôi nói cho anh biết tôi không thích nam nhân như thế này. Dù cho cậu là hoàng thái tử cũng vô dụng. Trần Thanh An, Trần lão gia là ai của cô? Ông nội của tôi, có chuyện gì sao? Vậy thì đúng rồi, đưa tôi đi gặp ông nội của cô, đến lúc đó cô sẽ biết chuyện gì xảy ra. Trần Thanh Tuyết lòng đầy nghi ngờ, đang chuẩn bị nói, điện thoại trên người cô ấy vang lên. Nghe xong cuộc gọi, khuôn mặt của cô ấy trở nên đen sì. Cô không phải muốn gặp ông nội tôi sao? Đi theo tôi. Dưới sự dẫn dắt của Trần Thanh Tuyết, chúng tôi đến một phòng bệnh. Một lão già nằm trên giường bệnh. Chị cuối cùng cũng đến. Ông nội thế nào rồi? Ê, là các người à? Thật là may mắn đấy. Các người quen biết sao? Tối qua khi em đang đi máy bay ở kinh thành về, chính là người này đã cứu em.
Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Hãy nhanh nói với chị về tình hình ông nội. Ông nội không có dấu hiệu khá hơn. Bác sĩ nói chỉ còn cách cuối cùng là thử nghiệm phẫu thuật ghép gan. Nhưng với tuổi tác và tình trạng sức khỏe của ông nội, thực hiện phẫu thuật này rất nguy hiểm. Có nhiều khả năng ông không thể qua được phẫu thuật. Vì vậy, trong vài ngày tới chỉ có thể điều trị bảo toàn. Trần Thanh Tuyết nhìn ông già trên giường bệnh, hốc mắt liền chuyển sang màu đỏ. Bà mẹ mất sớm, hai chị em họ đã được ông nội nuôi lớn. Tình cảm sâu đậm không cần phải nói nhiều. Lúc này, một bác sĩ đi vào. Người nhà bệnh nhân đã quyết định chưa? Trần Thanh Tuyết và Trần Thanh Giao nhìn nhau một cái. Hai người đều hơi do dự. Bệnh nhân chỉ còn một cơ hội là phẫu thuật. Mỗi phút trôi qua là thêm một phần nguy hiểm. Nếu thực hiện phẫu thuật ghép gan, tôi nghĩ là cách đẩy bệnh nhân vào quỷ môn quan. Tiểu huynh đệ, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói lung tung. Tôi lời đấu khẩu với anh ta, trực tiếp đến trước mặt ông già. Sau đó, tôi lấy ra một cây kìm bạc. Anh muốn làm gì? Nếu không muốn ông nội của cô gặp thần chết, thì đừng cản trở tôi. Anh có thể chữa bệnh. Hiểu biết một chút, Thiên Long, thiếu gia lại bắt đầu khoác lác sao đây? Thì để anh ấy khoác lác đi. Nhìn dáng vẻ thiếu gia, dường như anh ấy sẽ chữa bệnh cho người ta. Nhưng nếu anh ấy chữa sai, dù cho anh ấy chữa chết người lão gia cũng có thể bồi thường. Đừng có lo, không sai, điều này hợp lý. Vị tiên sinh này, tôi thấy anh đang nghi ngờ kết quả kiểm tra của bệnh viện chúng tôi. Tôi không nghi ngờ mà là phủ nhận. Bệnh viện chúng tôi có trang thiết bị y tế cao cấp nhất. Kết quả chẩn đoán không thể bị anh phủ nhận bằng vài lời nói. Tôi nói lời không được hay trước. Sau khi người khác điều trị, nếu bệnh nhân có chuyện không may, bệnh viện chúng tôi không chịu trách nhiệm. Ngừng nói lời vô nghĩa, có vấn đề tôi chịu. Anh thực sự có thể chữa khỏi cho ông tôi sao? Giao Giao, em, chị, cho anh ta thử đi. Tôi cảnh báo lần cuối đấy. Nếu có vấn đề bệnh viện chúng tôi không chịu trách nhiệm. Mẹ nó, Thiên Long địa hổ, đưa họ ra ngoài, trong vòng 10 phút không cho bất kỳ ai vào. Được rồi, vị bác sĩ này mời. Đừng ép chúng tôi phải đánh nhau. Giao Giao, em với người đó quen nhau thế nào? Còn nữa, sao em lại tin anh ta có thể chữa cho ông nội? Có thể do trực giác. Em đang đùa tôi à? Ông tôi thế nào rồi? Bây giờ thì ổn rồi. Bây giờ, các người có thể vào thăm Thiên Long địa hổ chúng ta đi. Ông nội, ông không sao chứ? Tiểu Tuyết, Tiểu Giao, các con đừng lo. Ông không sao. Không sao thì tốt, làm cho chúng con sợ chết. Tiểu Tuyết, thằng bé vừa nãy đâu rồi? Mau đi tìm cậu ta quay lại. Chị ở lại chăm sóc ông, em sẽ đi tìm. Ban đầu tôi muốn giấu công lao và danh tiếng, nhưng không ngờ Trần Thanh Giao đã tìm đến tôi. Ông nội của cô chắc đã tỉnh rồi đúng không? Đúng, thật sự cảm ơn anh. Nếu tối qua anh không dũng cảm can thiệp, tôi sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Hôm nay anh lại cứu ông nội của tôi. Tỉnh là được rồi, để ông ấy nghỉ ngơi thật tốt. Chắc sau mấy ngày có thể xuất viện. Được thôi, đúng rồi, anh làm sao lại có quan hệ với chị tôi? Chuyện này dài lắm. Tôi đến Huyền Thành mục đích là tìm chị cô. Tìm chị tôi? Ừ, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn thì tôi sẽ trở thành anh rể của cô đấy. Anh đang nói cái gì vậy? Nếu có sự cố xảy ra, anh sẽ trở thành anh rể của tôi. Và nếu không có sự cố xảy ra, thì giữa tôi và chị cô có một hôn ước. Tôi tìm cô ấy để nói việc hủy hôn. Vì vậy, trừ khi có sự cố, nếu không tôi sẽ hủy cuộc hôn nhân này. Tiểu tử thối, con đã tìm con bé của nhà họ Trần chưa? Đã gặp người ta chưa? Người đó xinh đẹp không? Trái tim có bị đập thình thịch không? Dáng dấp cũng ổn, vừa đạt với ánh mắt của con thôi. Tôi đã điều tra con bé Trần ra, là một cô nương tốt. Nếu cậu dám bắt nạt người ta, quay về xem tôi có đánh cậu không. Ông nội, đừng hiếp người quá đáng. Cuộc hôn nhân này là ông cố của cậu đồng ý. Nếu tiểu tử cậu dám làm trái ý cha ta, ta sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà. Liên hôn giữa Yến gia và Giang gia còn một thời gian. Ban đầu, tôi đã dự định giải quyết cuộc hôn nhân do ông cố sắp xếp. Tuy nhiên điều tôi không ngờ đến, ông nội lại kiên định như vậy. Đợi đã, mặc dù tôi không thể hủy hôn, nhưng tôi có thể làm cho Trần Thanh Tuyết hủy bỏ. Trời ơi, tôi là một tiểu tử thông minh. Thanh Giao, càng nhìn em, anh càng thấy em giống bạn gái đầu tiên của anh. Anh rể tương lai, anh đừng chơi đùa tôi nữa. Tôi không đùa cợt em. Tôi thấy những gì tôi nói đều là thật lòng. Có chuyện gì vậy? Tại sao lại cảm thấy tim đập mạnh? Không được, anh ấy là anh rể tương lai. Sao tôi lại có suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy? Anh rể, tôi đến đây tìm anh vì ông nội tôi muốn gặp anh. Được rồi, chúng ta quay lại thôi. Chàng trai trẻ, cảm ơn cậu đã ra tay cứu sống lão già tôi. Ông nội Trần nghiêm túc. Gọi tôi là ông nội, xin hỏi cậu là? Cháu tên là Thần Húc, Thần Viên Sơn là ông cố của cháu, hóa ra là hậu duệ của ông Thần. Quả nhiên là người giỏi giang, tốt, tốt, tốt. Ông nội Trần, đừng khách khí. Trần Thanh An càng nhìn tôi càng hài lòng. Trước đây ông ấy từng là cấp dưới của ông cố tôi trong quân đội. Hai người trải qua sinh tử, tham gia vào nhiều trận chiến. Có mối quan hệ sống còn, mấy hôm trước ông ấy cảm thấy sức khỏe yếu đi, nên trước khi ra đi, muốn gặp đại cựu lãnh đạo một lần. Thế là ông ấy một mình đến kinh thành. Không ngờ ông cố biết ông có cháu gái, lập tức muốn kết thành thông gia với ông ấy. Trần Thanh An lòng tựa như gương, với quyền lực hiện tại của Thần gia, cháu trai của cựu lãnh đạo, muốn cô gái nào đều được. Lý do sao phải kết thông gia với ông ấy? Không gì ngoài việc sợ ông ấy ra đi, hai cháu gái sẽ không có ai. Nghĩ tới đây, Trần Thanh An nước mắt tuôn trào. Đây là cháu gái lớn của tôi, chắc chắn các cậu đã quen nhau rồi. Vâng, ông nội Trần, Thanh Tuyết, tương lai cậu ấy là chồng của con. Khi ta xuất viện, tìm một ngày tốt, nhanh chóng làm lễ cưới cho cả hai. Ông nội, con không muốn. Từ xưa đến nay, lệnh của cha mẹ lời của bà mối. Ba mẹ của con đã không còn, lời của ông nội mà con không nghe à? Ông nội, con. Trần Thanh Tuyết rất phản đối cuộc hôn nhân này. Tôi cũng rất hoảng hốt. Cuối cùng, còn chuyện Yến Khuynh Thành. Lần này tôi đến để hủy hôn. Không kết hôn, không thể kết hôn. Ông nội Trần, người trẻ chúng con tôn trọng là tình yêu tự do. Hôn nhân sắp đặt là một hành vi không đúng. Còn nữa, con chỉ là một gã không tài không đức.
là một thiếu niên bảnh bao ăn chơi chờ chết, trong danh sách các công tử kinh thành thì tôi đứng top 1. Một cô gái tài năng như vậy, một bác cải tốt như vậy không thể để con lãng phí. Long sinh long, phượng sinh phượng. Con cháu lãnh đạo làm sao có thể là một kẻ vô dụng? Con phải lấy chồng. Không lấy cũng phải lấy, trừ khi con không nhận ông nội này nữa. Tôi không ngờ Trần Thiên An lại cứng đầu như vậy, bây giờ tôi như muốn khóc mà không ra nước mắt. Lúc này, trong một biệt thự sang trọng, Lâm Trung Hồ, người lãnh đạo của Tinh Di cắt mặt tái mét. Những thuộc hạ bên cạnh không dám thở mạnh. Người của cục cảnh sát chưa trả lại thiếu chủ à? Lão gia, họ cứ nhấn mạnh không trả lại người. Chân của Đông Cường bị đánh gãy. Cảnh sát chưa thả người ra. Đây không chỉ là khiêu khích tôi, mà là sự sỉ nhục trắng trợn. Lẽ nào Lâm Trung Hồ tôi không có quyền uy ở Huyền Thành sao? Nếu anh muốn tôi giúp anh cứu con trai, thì tôi khuyên anh rút ý định đi, Phó Thành Chủ Tống. Dù sao tôi cũng là một danh nhân nổi tiếng ở Huyền Thành, tạo ra nhiều thành tích cho anh. Anh cứ như thế bỏ rơi tôi sao? Tôi đã nói chưa đủ rõ sao? Con trai anh đã xúc phạm người quan trọng, còn nữa đừng dùng công ty của anh nói trước mặt tôi. Nếu anh cảm thấy Huyền Thành không tốt, anh có thể rời nhà máy đi. Đừng giả vờ là con sói to trước mặt tôi. Nghe xong lời của Phó Thành Chủ Tống, Lâm Trung Hồ không chỉ không tức giận, mà còn đổ mồ hôi đầm đìa vì sợ. Lẽ nào là người từ kinh thành đến không? Tiểu tử này không thể xui xẻo như vậy. Chị Ngưng, trước đó cậu đã nói thiếu gia bị cảnh sát bắt giam vì đã đòi đánh một người trẻ tuổi đúng không? Đúng vậy, anh đã điều tra nguồn gốc của đối phương chưa? Chưa điều tra. Vậy không cần tra nữa, đối phương chắc chắn không phải dạng vừa đâu. Điều tra cũng không có ý nghĩa gì, trực tiếp đưa tôi đi gặp anh ta. Nói đi, anh muốn nói gì với tôi? Tôi biết cô cũng không thích hôn nhân do người khác sắp đặt, nhưng tiếc là cả hai nhà chúng ta đều là lão cổ hủ, nên chúng ta phải tìm mọi cách để họ thay đổi quyết định. Anh không muốn cưới tôi, cô muốn tôi cưới cô. Nhưng cô đừng quên, tôi là một kẻ ăn chơi khét tiếng. Hãy hỏi thăm ở kinh thành, cô sẽ biết tôi không nói dối. Khi cưới tôi, cô chắc chắn sẽ hối hận. Phụ nữ đôi khi là như vậy, càng quan tâm đến họ, họ càng lạnh lùng, nhưng khi bị bỏ rơi, họ sẽ cảm thấy không thoải mái. Trần Thanh biết cũng vậy. Nếu tôi vẫn cố chấp muốn cưới anh thì sao? Đùa tôi à? Tôi không nghe nhầm chứ? Tôi không thể làm trái ý của ông nội. Tôi đã nói rất nhiều với cô rồi, cô vẫn không chịu từ bỏ. Còn ý của ông nội cô, tôi nghĩ chỉ cần cô quyết liệt phản kháng hoặc nói tự tử, ông ấy chắc chắn sẽ thay đổi quyết định. Tại sao anh không tự tử đi? Tôi sợ chết lắm. Cứ, còn việc gì khác không? Không có, anh hãy đi đi. Thực ra, tôi thích em gái của cô, vì vậy, cô thật sự không thể cưới tôi. Vậy anh nên nói với ông nội tôi, đề nghị ông ấy hứa hôn em gái tôi với anh. Tôi thấy khá bất ngờ với lời của Trần Thanh Tuyết. Nếu thật sự nói với ông nội Trần, ông ấy chắc chắn đồng ý. Đồ khốn nạn, tôi vừa đi ra ngoài, Trần Thanh Tuyết giận dữ run rẩy. Lần đầu tiên cô ấy bị một người đàn ông khinh thường. Tôi vừa mới rời khỏi công ty, Lâm Trung Hồ cùng một nhóm người đã tới. Mẹ nó, mau tránh ra, lão tử đang không vui. Các anh dám gây sự với tôi? Tiểu huynh đệ, đừng hiểu lầm, chúng tôi đến xin lỗi anh. Nếu xin lỗi có tác dụng thì cần luật pháp làm gì? Lão tử không chấp nhận lời xin lỗi của anh. Thiên Long địa hổ, xử hết chúng cho tôi. Thiếu chủ Tinh Di các bị một người đánh gãy chân buổi sáng, buổi chiều người đứng đầu bị đánh thành đầu lợn. Đây chắc chắn là tin tức lớn nhất ở Huyền Thành. Một thời gian ngắn, tất cả quý tộc ở Huyền Thành đều thắc mắc người đã mạnh mẽ như vậy là ai. Chim Ưng, liên hệ với Thập Tuyệt Môn, miễn họ có thể giết tên tiểu tử đó. Tôi sẵn sàng trả 100 triệu tiền thưởng. Thập Tuyệt Môn, tổ chức ám sát số 1 Hạ Quốc. Trong tổ chức có nhiều sát thủ hàng đầu, một khi bị tổ chức này nhắm đến, hiếm có ai có thể thoát được. Quan trọng nhất là Thập Tuyệt Môn không bao giờ tiết lộ thông tin của người thuê. Vì thế Lâm Trung Hồ không cần lo lắng sau khi tôi chết, sức mạnh ở sau tôi sẽ tìm đến ông ta. Ba, còn nhất định phải có được Trần Thanh Tuyết và em gái cô ta, con cũng không tha. Yên tâm, nếu không có sự cố xảy ra, tập đoàn Thanh Dương của ông nội con đã tấn công Trần gia trên thị trường chứng khoán. Thiên Long, vì sao trên đời này luôn có người thích mơ giữa ban ngày? Hi hi, ban ngày thì thoải mái hơn phải không? Ồ, là kẻ nào? Có vẻ anh mạnh hơn con quạ ban ngày. Không biết có thể ngăn được cú đấm của tôi không? Sáng sớm hôm sau, một tin tức chấn động nhanh chóng truyền khắp Huyền Thành. Tinh Di Các đã sụp đổ. Khi có bằng chứng chắc chắn, cục cảnh sát đã phái hàng trăm người bắt giữ hơn 20 thành viên cốt cán của Tinh Di Các. Ba con Lâm Trung Hồ đã bị bắt giữ, họ sẽ bị đưa ra xét xử theo luật pháp. Thiên Long địa hổ, cùng tôi đi tìm một người. Tu hành thư thái đủ rồi, đã đến lúc để hắn thấy khả năng của tôi. 3 năm trước, anh họ lừa tôi vào tù, nhưng tôi đã học được nhiều kỹ năng trong tù. Giờ đây, tôi muốn lấy lại tất cả của mình, và anh ta cũng đang tìm cách đối phó. Thần Tú, con dự định làm gì với em họ của con? Ba, thực ra ông cậu hai và ông chú đều rất tốt với chúng ta. Hiện tại, chúng ta khá ổn. Chết tiệt, người mạnh đi lên, nước chảy xuống. Làm sao cậu có thể thiếu tham vọng như vậy? Thần Tú, nếu không có ông cố của con đã hy sinh mạng sống, làm sao thần viên sơn kia có thể có ngày hôm nay? Vậy mà, ba con chúng ta lại xa vào tình cảnh này. Nghe lời này, Thần Tú đã dần trở nên bất mãn. Năm đó, thần viên sơn cùng ông cố ra chiến trường, có nhiều cống hiến cho đất nước. Tiếc rằng trong trận cuối để bình định thiên hạ, ông cố đã hy sinh để bảo vệ thần Đông Sơn. Mọi thứ của thần gia đều thuộc về chúng ta, đừng có áp lực tâm lý gì nữa. Đúng, tài sản của họ thuộc về chúng ta, còn nhất định sẽ chính tay mình lấy lại. Thực tế, tiểu tử đó bây giờ trở lại không hẳn là điều tốt. Ba ký của ba là hiện tại Kiến gia và Giang gia sắp liên hôn, tiểu tử đó lại xuất hiện vào thời điểm này. Hi hi, thật là thú vị. Năm đó Kiến gia đã nhận được lợi ích rất lớn từ nhà chúng ta, lẽ nào họ có thể thay đổi quyết định sao? Ta không đề cập Kiến gia, mà là Giang gia. Giang lão gia để có thể tiến vào kinh thành, đã không ngần ngại để cháu mình cưới chiếc giày gãy của Yến gia. Nhưng việc hắn quay trở lại lúc này, chẳng khác nào sát muối vào vết thương của Giang gia. Ngoài mặt, họ có thể không dám làm gì, nhưng phía sau thì khác. Nhưng Giang gia không có dũng khí tấn công đứa em họ này đâu.
cuối cùng cơn giận của lão già thần Viên Sơn, họ không thể chịu đựng, chúng ta cần thêm một mồi lửa. Chỉ cần vào thời điểm quan trọng giết thần Húc, chúng ta có thể đổ lỗi cho Giang gia, điều này sẽ giúp con trở thành người kế thừa một cách hợp lý. Vậy nên, con biết nên làm gì rồi đúng không? Con biết rồi, tin ta đi, tương lai con sẽ là gia chủ của gia tộc đứng đầu Hạ Quốc. Chiếc bánh lớn do ba vẽ khiến thần Tú vô cùng hài lòng. Và lúc này tôi cũng đã có kế hoạch. Thiếu gia, chúng ta đang đợi ai vậy? Là một người bạn tốt, chắc chắn hắn sẽ đến sớm thôi. Tôi vừa nói xong, một người đàn ông mạnh mẽ như con bò tiến đến. Đại đương gia, xin lỗi, tôi vừa tham gia một trận đấu quyền anh, làm anh phải đợi lâu. Hắc Lang, cậu là anh em tốt của tôi, nhớ rằng đừng bao giờ nói lời xin lỗi với tôi. Nhưng làm sao cậu lại rơi vào cảnh đánh quyền anh? Đại đương gia, tôi 3 năm trước có một người quyền thế muốn đoạt vị hôn thê của Hắc Lang. Trong cơn tức giận, anh ta đã tàn sát cả nhà đối phương. Có một nhân vật lớn đã để mắt đến khả năng của anh, hắn muốn thu phục anh ấy, vì vậy đã nghĩ mọi cách để bảo vệ mạng sống của anh ấy. Tuy nhiên, anh ấy cuối cùng vẫn bị đày đến ngục tội chết. Nửa năm trước, dưới sự điều hành của tôi, Hắc Lang đã ra tù an toàn. Anh ấy trở về nhưng biết được tin vị hôn phu của anh ấy đau khổ mà chết, nhưng để lại cho anh một đứa con gái. Nhưng đứa con gái của anh bị nhân vật lớn đó kiểm soát, vì con gái mà trở thành con rối của ông ta, cả ngày phải đánh quyền anh cho hắn. Dám đối xử như vậy với anh em tôi, không quản là ai, tôi sẽ giết hắn. Hắc Lang, cậu biết danh tính của hắn không? Tôi không biết. Thực tế, ngay cả con gái, tôi cũng chỉ thấy qua ảnh. Địa hổ, điều tra thông tin. Vâng, thiếu gia. Khả năng tình báo của thần gia phong vệ, ngay cả so với long tổ của quốc gia, cũng không thua kém gì. Miễn đối phương còn ở Hạ Quốc, thì không thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Yên tâm đi, Hắc Lang, tôi đảm bảo con gái của anh không sao. Còn nữa, tôi sẽ cho anh tháo đầu đối phương. Đại đương gia, cảm ơn. Được rồi, đàn ông trưởng thành không cần nịnh nọt. Đúng rồi, đại đương gia tìm tôi có việc gì không? Thực ra, có việc cần cậu giúp đỡ. Đại đương gia, vì anh, Hắc Lang tôi sẵn sàng lên núi đao xuống biển lửa. Nếu anh thực sự coi tôi là anh em, thì đừng bán rẻ tôi. Được, tôi cũng không trả tiền nữa. Anh giúp tôi bắt một người. Là ai? Anh họ tốt của tôi, thần Tú. Tôi sẽ xử lý nó. Lúc ấy, thần Tú đang mơ một giấc mơ hoàng kim, bất ngờ cảm thấy đầu nhức. Thức giấc thì phát hiện một người đàn ông to lớn đang đứng bên cạnh. Trước khi kịp gọi người, Hắc Lang đã đánh cho hắn bất tỉnh. Khi tỉnh lại lần nữa, thần Tú thấy mình bị trói trên sân thượng một tòa nhà. Tôi là người thần gia. Là ai đã cho anh dũng khí để làm vậy? Dám bắt cả tôi. Hắc Lang im lặng không trả lời, hoàn toàn không để tâm trí vào lời của hắn. Thần Tú bắt đầu nói nhẹ nhàng hơn. Miễn là anh thả tôi ra, tôi có thể cho qua. Ô nào, nếu anh còn nhiều lời, tôi không tiếc cắt đứt lời anh. Huynh đệ, chỉ cần anh thả tôi ra, tôi có thể trao cho anh quyền lực tối cao. Làm chủ một thành phố thì sao? Tôi là người thần gia, tôi có khả năng này. Vị trí chủ của một thành phố, thậm chí ngay cả gia chủ thần gia cũng không chắc làm được. Anh chỉ là con cháu của thần gia, có thể có khả năng này? Tôi có, tôi chắc chắn có. Không bao lâu nữa, tôi sẽ là gia chủ thần gia. Lúc đó, tôi sẽ cống hiến tất cả, chắc chắn có thể đặt anh lên vị trí cao nhất. Ha ha, vậy à, nói không bằng chứng. Anh có bằng chứng gì nói mình là gia chủ thần gia? Lúc này, thần Tú mới nhận ra mình nói sai, nhanh chóng im lặng. Vì chỉ để bảo toàn mạng, trong cơn hoảng loạn, đã nói ra tất cả bí mật sâu thẳm trong lòng. Nếu lời này bị ghi lại bởi đối phương, anh ta không dám tưởng tượng tới hậu quả. Hắc Lang đã ghi lại hết rồi chứ? Đại đương gia, tất cả đã xong. Em họ, sao lại là em? Người anh họ của tôi nhìn thấy tôi có vui không? Có ngạc nhiên không? Em họ, sự ngạc nhiên của cậu làm tôi thực sự sốc. Ha ha ha, tôi biết là cậu chắc chắn rất buồn chán, nên mới trêu chọc tôi đúng không? Anh cũng nhìn ra điều này sao? Anh họ, từ bé đến lớn anh luôn thông minh hơn tôi. Chán quá. Em họ thân mến của tôi, mau giúp tôi mở trời đi. Dù sao anh cũng thông minh, nhưng anh không thể nghĩ tôi ngu như thế chứ. Em họ đừng hiểu lầm, tôi thật sự chỉ đùa vui với cậu thôi. Cậu tin tôi trung thành với cả gia chủ và cậu. Đừng có dài dòng, tiếp theo tôi hỏi anh trả lời. Nếu dám lừa tôi, hậu của anh tự biết. Cậu hỏi, tôi nhất định sẽ trả lời thật, sẽ không có chút dối trá. Được, tôi hỏi anh. 3 năm trước, ai đã xúi giúp tôi quấy rối Yến Khuynh Thành? Không có ai xúi giúp cậu. Lúc đó cậu đã quá say và mất kiểm soát. Đó là lý do vì sao cậu phạm sai lầm lớn. Đại đương gia, người này không thành thật. Hay là tôi cho anh ta nếm thử xương gãy nhé? Không, em họ, em tin tôi đi. Tôi thật sự không lừa cậu. Anh muốn tôi tin cũng được. Anh chọn một người trong số họ. Nếu anh thắng, tôi sẽ tin anh. Anh, tôi nhớ ra rồi. Vừa nãy anh bị tôi đá một phát, bị thương rồi. Cậu rốt cuộc định làm gì? Anh họ thông minh như thế, lẽ nào chưa nghe câu tiêu cực tạo nên tích cực sao? Tôi mới đạp anh 2 phát. Có nghĩ là vết thương của anh không đáng kể? Cậu không thể như thế, tôi là anh họ của cậu. Anh cho rằng tôi không dám động anh sao? Tôi không kiên nhẫn đâu, nếu anh không chọn, tôi sẽ giúp anh chọn. Thần Húc, cậu đừng hơi quá rồi đấy. Cậu biết tôi không biết võ, không thể đánh bại Thiên Long, Địa Hổ và tên to con đó. Lão tử thích quá đáng đó, thì sao? Đừng đánh nữa, đánh tiếp sẽ có án mạng. Em họ, xin cậu đừng giết tôi. Tôi nói, cậu tha tôi đi. Nói đi, ai đã ra lệnh cho anh? Là ba tôi, ngoài ba anh ra, còn có Tần Hạo Nhiên sao? Làm sao cậu biết được? Mọi chuyện thực sự như dự đoán của tôi. Tần gia tuy không bằng Thần gia, nhưng ở Hoàng Thành cũng là một trong 6 đại gia tộc. Tần Hạo Nhiên và tôi từng có mâu thuẫn, tự nhiên muốn âm mưu chống lại tôi. Hơn nữa, Tần Hạo Nhiên chắc chắn có sự ủng hộ của người lớn Tần gia. Dù sao, nếu Thần gia và Yến gia đối đầu, Tần gia cũng như 3 gia tộc khác đều có lợi. Em họ, cậu có thể thả tôi ra rồi chứ? Tôi thề tôi sẽ tự mình đến gặp ông Cố Hai để xin lỗi. Lúc đó, dù bị đánh mắng thế nào tôi đều chấp nhận. Nhìn mặt của tôi xấu xa. Đột nhiên, Thần Tú có một cảm giác run rẩy.
anh ta quả thực không muốn đối diện với tôi giây nào. Cho dù quay trở lại thần gia và chịu trừng phạt cũng không sao, suy cho cùng thế hệ cũ vẫn hoài niệm. Dù sao đi nữa, ông cố cũng tha cha ba con họ đến gặp ông cố tôi để xin lỗi. Hai ba con cậu cũng xứng, nếu chỉ là âm mưu đối với tôi, vì đã từng cùng nhau lớn lên và vì mang trong mình dòng máu của thần gia, tôi có thể tha thứ cho anh. Nhưng ba con anh dẫn cáo cắn gà nhà, vậy nên ba con anh phải chết. Đại đương gia, sao không để tôi làm? Tên xúc vật này chỉ làm bẩn tay anh thôi. Đại lang, lỗi của người thần gia thì nên do người thần gia xử lý. Em họ, em định làm gì? Cậu không thể làm gì tôi, chúng ta là ruột thịt. Tôi sẽ sớm đưa ba của anh đi cùng, hãy yên tâm đi. Thiên Long, mấy năm không gặp, thiếu gia đã thay đổi rồi. Anh không cần nói những điều vô nghĩa. Trước đây, thiếu gia thấy máu cũng run sợ, bây giờ dám tự tay thực hiện hành động. 3 năm qua, không biết anh ấy trải qua những gì. Đa mấy ngày nay, thần tú không xuất hiện ở nhà. Ông cố dường như có linh cảm điều gì đó, ông gọi tôi trở về gia tộc. Ông cố, có việc gì tìm cháu vậy? Tiểu Húc, có phải con đã ra tay với thần tú rồi không? 3 năm trước, anh họ của tôi đã hại tôi vào tù, nhưng tôi đã bài 3 người thầy trong tù. Họ đã truyền cho tôi toàn bộ kiến thức của họ để tạ ơn người anh họ của tôi. Sau khi ra khỏi tù, tôi đã tiêu diệt anh ấy, chỉ vì anh ấy liên kết với người ngoài, âm mưu chiếm vị trí gia chủ. Tiểu Húc, con đã giết anh họ của mình đúng không? Không sai, con nói cái gì? Con thực sự đã giết thằng bé. Ông cố, bình tĩnh, hãy để con nói xong. Khi đó, ông đánh mắng con cũng không nói lời nào. Con có thể bắt đầu bào chữa, nhưng hôm nay con không nói cho ra lẽ. Ta cũng không dễ dàng tha thứ cho con. Nếu thần Đông Bình và thần Tú chỉ làm hại con, vì quan hệ gia đình con có thể tha cho họ một lần, nhưng họ, ba con họ đã thông đồng với người ngoài. Cái gọi là phản bội chỉ có 2 lần không lần nào và vô số lần. Nếu con tha thứ lần này, ai đảm bảo rằng họ sẽ không phản bội một lần nữa? Nhưng họ vẫn là người thần gia. Nếu năm đó ông cố của họ không cứu ta thì ta đã chết. Ông cố, ông nhớ đến ơn cứu mạng là không sai. Những năm qua, bất kể ông cố hay ông nội, có điểm nào có lỗi với ba con thần Đông Bình không? Đó là họ không thừa nhận tình anh em trước. Vậy nên, đừng trách con. Ông cố sau khi nghe xong, vẻ tức giận trên mặt cũng giảm dần, nhưng ông ấy vẫn rất buồn. Suy cho cùng, người lớn tuổi coi trọng tình cảm hơn hết. Hơn nữa, trước đây ông cụ đã cứu ông. Chuyện kết thúc ở đây. Đông Bình, con không được động vào nữa. Không, ông ta phải chết. Tiểu Húc, con. Ông cố, cùng một cội nguồn, không nên xung đột. Con cũng hiểu điều này. Lý do tại sao con phải giết hắn? Con có một lý do khác. Con sợ rằng thần Đông Bình sẽ tấn công phía sau ông và ông nội. Nếu ông và ông nội gặp chuyện gì, con sẽ ân hận suốt đời. Tiểu Húc, con thay đổi rồi. Con đi đi, ta muốn ở một mình một chút. Nhìn tôi rời đi. Ông cố cảm thấy nhẹ nhõm không giải thích được. Đứa cháu trai hồi trước luôn ăn chơi, cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Tôi thật sự không ngờ, thần gia của ông thật sự có một con rồng. Cậu vừa nói gì vậy? Tôi nói thần gia có một con rồng, và đó là một con hung long. Lúc này, tại một biệt thự tư gia, thần Đông Bình yếu ớt ngồi trên ghế sofa. Ông ta đã gọi cho con trai mình rất nhiều lần, nhưng điện thoại của anh ta luôn tắt. Ông ta đã có một linh cảm xấu. Thần Húc, sao cậu lại ở đây? Đại bá, tôi đã đến từ lâu rồi, chỉ là ông không để ý thôi. Cháu, đã muộn vậy cháu đến đây làm gì? Ban ngày tôi gặp ông cố của tôi, ông ấy nói rằng anh họ mất tích, nên tôi đến đây để xem đại bá. Cậu biết thần Tú ở đâu không? Tôi chắc chắn biết. Thần Tú ở đâu? Đại bá, muốn gặp anh họ à? Vậy tôi sẽ đưa ông đến gặp. Thần Húc, cậu định làm gì vậy? Tôi đưa ông đến gặp anh họ, cậu đã giết thần Tú. Thần Húc, cậu là tên khốn vô pháp vô thiên. Bây giờ cậu muốn chối bỏ người thân của mình à? Cái quái gì vậy? Ông coi tôi là cháu trai à? Ha ha, xem ra 3 năm trong tù làm tên ngốc cậu thông minh hơn. Tất cả điều này đều là nhờ ba con ông đấy. Nói thật, tôi còn muốn cảm ơn ông nữa. Ban đầu, tôi định lợi dụng Giang gia để loại bỏ cậu. Nhưng nếu cậu vội vã tìm chết, vậy thì tôi cũng chịu. Đại bá, 16 vệ sĩ trong nhà ông đã bị tiêu diệt. Bây giờ tôi sẽ đưa ông đến gặp thần Tú. Sau khi giải quyết 3 con thần Tú, tôi trở lại Huyền Thành. Sau một hồi thăm khám của tôi, ông Trần Thanh An đã phục hồi hoàn toàn. Khoảng 2-3 ngày nữa có thể ra viện. Nhà đầu, con có thể đoán xem, tại sao con chuột không lên nổi mặt bàn lại ngã không? Ông nội ông là nói, tình gì các bị sụp đổ? Do anh dễ tương lai đã làm. Nhà đầu, con đoán đúng rồi. Ông nội, anh rể tương lai của con là chất của chỉ huy cũ của ông à? Vậy họ có xuất thân thế nào vậy? Kinh thành thần gia. Ôi trời, anh rể của tôi xuất thân từ nhà giàu nhất Hạ Quốc. Nghĩa là, sau này, tôi có thể tự tin tự tại trong Hạ Quốc. Ông nội, con sẽ gọi y tá đến chăm sóc ông. Con sẽ ghé qua công ty một chút. Con cứ đi, đừng lo cho ông nội. Có chuyện gì ta sẽ gọi điện cho con. Nửa giờ sau, khi Trần Thanh Giao đến công ty Vân Dương, lập tức cảm thấy bầu không khí căng thẳng. Mọi người trong công ty đang bận rộn, như thể đang trải qua một cuộc chiến kinh doanh lớn. Thư ký Trương, có chuyện gì xảy ra? Phó tổng Trần, không biết tại sao tập đoàn Thanh Hào đang tấn công chúng ta trên thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ thấy có vấn đề, họ đã bán tháo cổ phiếu của chúng ta một cách điên cuồng. Chỉ trong một đêm, giá trị thị trường của tập đoàn của chúng ta đã giảm 1/5. Chị tôi đâu? Trần tổng đang ở trong văn phòng. Chị, em nhớ tập đoàn Thanh Hào là của Lâm Đông Dương. Không cần đoán, chắc chắn là do tên khốn đó. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Chị, chúng ta phải bảo vệ công ty này. Đây là tài sản mà ba mẹ để lại cho chúng ta. Mặc dù công ty chúng ta phát triển nhanh chóng, nhưng trước sự cường hãn của tập đoàn Thanh Hào, chúng ta hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Chị, chúng ta nên nhờ anh rể giúp. Đừng nói nhảm nữa được không? Tôi đã đủ phiền não rồi. Em không nói nhảm. Lúc này, ngoài anh rể, chẳng còn ai có thể giúp chúng ta nữa đâu. Chưa nói đến anh ta sẵn lòng giúp đỡ chúng ta không. Cho dù anh ta có sẵn lòng, chắc chắn cũng sẽ bất lực.
anh rể rất lợi hại, em nghĩ nếu chị kêu anh ấy sẽ chắc chắn không từ chối. Thanh Tuyết cô nương, tôi nghĩ cô phải giữ vững quan điểm của mình, đừng bao giờ coi trọng cuộc hôn nhân này. Thanh Giao cũng ở đây à? Anh rể, anh đến rất đúng lúc, anh có thể giúp chúng tôi không? Có chuyện gì vậy? Mẹ nó, bọn chúng đám bắt nạt cô à? Thật không biết điều à? Yên tâm, việc này cứ để tôi. Anh thật sự sẽ giúp chúng tôi tất nhiên sẽ giúp. Nhưng cô phải đồng ý với một điều kiện. Điều kiện gì? Không được đồng ý cuộc hôn nhân giữa chúng ta. Thanh Tuyết, tôi có thể giúp cô giải quyết khủng hoảng công ty, nhưng cô phải đồng ý không kết hôn với tôi. Hừ, Thần Húc, anh đồ khốn nạn. Anh rể, anh thật quá đáng. Hai người có chuyện gì vậy? Yêu cầu này của tôi quá đáng sao? Chị tôi là một người đẹp nổi tiếng ở Huyền Thành, ai mà gặp chị ấy mà không động lòng? Lẽ nào anh rể không bình thường? Tên khốn nạn này, nam nhân theo đuổi tôi có thể xếp hàng từ Huyền Thành đến Kinh Thành. Anh nghĩ mình đặc biệt như thế nào? Anh không muốn cưới, bổn cô nương cũng không muốn lấy chồng. Không, nếu anh đã không muốn cưới, thì tôi sẽ lấy anh, sinh cho anh 10 đứa con, cho anh mệt chết hê hi. Cô hãy cho tôi một cơ hội để giải thích. Tôi không nghe. Nếu anh không rời khỏi đây ngay, tôi sẽ gọi bảo vệ đến đây đấy. Chuyện là như này, tôi thừa nhận cô là một người phụ nữ hoàn hảo. Sự xuất sắc của cô là điều mọi người đều thấy. Còn tôi chỉ là một người đàn ông lười biếng như tôi, một con ếch nhỏ. Làm sao tôi có thể xứng với một thiên nga như cô? Ha ha ha. Tôi sẽ nói thẳng, tôi không lấy cô vì tôi là một người hoang đàng. Cuộc đời này của tôi không bao giờ ổn định. Sau khi kết hôn, tôi không thể sống chắc tán. Tôi sẽ tránh xa cuộc sống buông thả và xa hoa. Vậy tôi thả chết còn hơn. Vì vậy, tôi không muốn vì một cái cây như cô mà từ bỏ cả một khu rừng. Sau này cô nên thể hiện quan điểm với ông Trần, không thể lấy tôi, có đồng ý không? Tại sao lại là tôi? Hamum, sao anh không nói với gia đình của anh? Tôi không dám, vì nếu tôi không lấy cô, thì ông cố của tôi thực sự đánh tôi chết. Anh đang cầu xin tôi à? Đây không phải cầu xin, tôi chỉ hợp tác với cô. Chỉ cần cô đáp ứng điều kiện của tôi, đừng nói tập đoàn Thanh Hào, làm cho Vân Dương của cô phát triển thành tập đoàn hàng đầu cả nước, không vấn đề. Anh đang khoác lác đúng không? Anh nói mà không suy nghĩ trước à? Chị, anh rể thực sự không đùa đâu. Tôi không quản anh có xạo hay không, tôi chỉ muốn biết vừa rồi anh cầu xin tôi phải không? Lão tử cầu xin cô à? Nếu cô dám lấy tôi, hãy thử xem. Lão tử một ngày chói cô đánh 3 lần, anh dám đụng vào tôi xem sao? Cô cứ thử xem, dù sao thì cô cũng quyết định lấy tôi. Hôm nay tôi sẽ cho cô nếm thử gia phát thần gia chúng tôi. Á, Thần Húc, đồ khốn nạn. Hu hu, anh rể, anh không thể làm vậy với chị tôi. Tôi là anh rể của cô, nếu cô không giúp thì thôi, sao còn dám giúp đỡ người ngoài? Anh rể khốn nạn. Hu hu ha ha, đó là kết cục của việc không nghe lời. Sau khi thực hiện xong gia pháp, tôi nhanh chóng rời đi, để lại hai chị em khuôn mặt đỏ ửng. Nhà tu tử thần đây, anh là ai đấy? Là tôi, Thần Húc. Hóa ra là đại đương gia. Anh có chỉ thị gì không? Misen tự xưng là thần tài tài chính đúng không? Hãy để anh ấy đến gặp tôi trong vòng 1 ngày. Buổi chiều, tất cả các cấp cao của Vân Dương tụ họp lại. Trên mặt mọi người đều sợ hãi. Nếu không có gì xảy ra, vài ngày sau công ty của họ sẽ trở thành tài sản của tập đoàn Thanh Hào. Họ công bố phá sản. Cuối cùng, Lưu Phong đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Trần tổng, sức khỏe của chủ tịch thế nào rồi? Cảm ơn chủ Lưu quan tâm, ông nội sẽ xuất viện sớm thôi. Vì chủ tịch không có mặt ở đây, vậy nên tôi có đủ tư cách đứng lên và dẫn dắt công ty. Chú Lưu, ông tôi đã nói khi ông không có ở công ty, tất cả việc lớn nhỏ sẽ được chị tôi xử lý. Ông có vẻ không phù hợp nhỉ? Khả năng của Trần tổng rất rõ ràng. Nhưng lần này, tập đoàn Thanh Hào sao lại không lý do mà họ đối đầu với chúng ta? Tôi đoán rằng mọi người có thể đoán được phần nào bên trong. Vì vậy tôi đề nghị hội đồng quản trị bỏ phiếu, chọn ra một người lãnh đạo mới. Chú Lưu, có phải ông quá đáng quá rồi không? Hiện tại không chỉ không nghĩ cách đưa công ty qua khủng hoảng, mà còn gây ra xung đột và chia rẽ nội bộ. Tôi hỏi ông có ý đồ gì? Mọi người đều biết lý do mà tập đoàn Thanh Hào đối đầu với chúng ta. Tôi nghĩ rằng chỉ cần Trần tổng giao quyền quản lý công ty, chắc chắn tập đoàn Thanh Hào sẽ ngừng lại. Hừ, tại sao chủ Lưu lại chắc chắn như vậy? Chẳng lẽ người nào đó ở tập đoàn Thanh Hào đích thân nói với ông? Tập đoàn Thanh Hào hiện tại đã đầu tư hàng tỷ trên thị trường chứng khoán. Nếu họ ngừng lại vào thời điểm này, họ sẽ mất toàn bộ số vốn. Chủ Lưu, nếu ông là người kiểm soát tập đoàn Thanh Hào, ông sẽ ngừng lại vào thời điểm này sao? Ngoài ra, hội đồng bỏ phiếu. Ha ha, nếu thích thì cứ bỏ đi. Dù sao, quy định tại thời điểm thành lập công ty, ông nội tôi có quyền quyết định cuối cùng. Trần tổng, tôi cũng chỉ vì lợi ích của công ty, nếu cô không trân trọng thì thôi. Bây giờ tôi sẽ rút cổ phần, chắc chắn cô không phản đối điều này chứ? Vân Dương hiện tại đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng. Lưu Phong thành viên cấp cao, rút cổ phần vào thời điểm này sẽ làm gia tăng khủng hoảng của công ty. Nhiều người nhìn Lưu Phong với ánh mắt tức giận và bất mãn, nhưng cũng có một số người lên tiếng ủng hộ anh ta. Trần tổng, tôi nghĩ Lưu tổng nói có lý. Chỉ cần cô cho quyền quản lý công ty, chúng ta có thể đàm phán với tập đoàn Thanh Hào. Không sai, vào thời điểm này tôi nghĩ Lưu tổng đảm nhận quản lý công ty là hợp lý nhất. Nếu Trần tổng không đồng ý, chúng tôi cũng sẽ rút cổ phần cùng Lưu tổng. Các người là đồ vô ơn. Anh muốn bỏ cuộc phải không? Vậy thì anh hãy rút lui đi. Ô, anh rể, nếu tôi nhớ không lầm, anh sở hữu 10% cổ phần của Vân Dương. Theo giá trị thị trường hiện tại, nó có giá gần 1,2 tỷ. Tiểu huynh đệ, thông tin của cậu rất chính xác, các người cộng lại có thể chiếm 15% cổ phần. Hãy ký đi, tôi mua cổ phần của các người. Khi tôi nói xong, Misen đưa ra một đống tài liệu. Tất cả mọi người ở đó đều nhìn tôi. Trên mặt mọi người đều có vẻ khó tin. Anh có biết anh đang làm gì không? Tôi không phải là đứa trẻ, tôi tự biết tôi đang làm gì. Chị đừng lo, hãy để cho anh rể xử lý. Ha ha, tiểu huynh đệ, dựa vào cậu có thể đưa ra hàng tỷ không? Hàng tỷ, hình như là có thể.
Trần Tổng, đây không phải là cảnh do cô sắp xếp chứ? Muốn trêu chọc tôi à? Anh không phải là khỉ, ai cần trêu đùa? Các người có biết cái này không? Thậm chí còn là thẻ vàng, đây là thẻ quý giá nhất ở Hạ Quốc cho đến nay. Người sở hữu thẻ này có thể rút tiền tại bất kỳ ngân hàng nào với số tiền dưới 10 tỷ. Làm sao có thể? Là giả, chắc chắn thẻ này là giả. Tôi nói các người đừng lãng phí thời gian của tôi nữa. Hãy nhanh ký và nhận tiền. Các người đừng vì chuyện nhỏ này mà làm tôi lãng phí thời gian. Nhanh ký và lấy tiền. Được, miễn là có đủ tiền, tôi sẽ ký ngay. Nhìn thấy Lưu Phong đã đồng ý, tôi đã đưa thẻ vàng cho Misen. 5 phút có đủ không? Không vấn đề, Misen lấy ra máy tính và bắt đầu làm việc. Tất cả chỉ thực hiện trong 1 hoặc 2 phút. Lúc này cả phòng họp đều im lặng. Bây giờ có thể ký chưa? Tiểu huynh đệ, tôi sẽ hoàn tiền cho anh. Chúng tôi không bán cổ phần nữa. Lúc này, Lưu Phong và nhóm của mình bắt đầu lo sợ, bởi vì nếu làm cho nội bộ Vân Dương xáo trộn, thì tập đoàn Thanh Hào sẽ thưởng lớn cho họ. Nếu họ bán cổ phần lúc này, thì họ sẽ mất giá trị đối với tập đoàn Thanh Hào. Ông không bán thử xem? Hứ, tôi sẽ không bán. Chẳng lẽ cậu còn dám đánh tôi sao? Hi hi. Ai à? Tay tôi đau. Cậu dám đánh người? Ông đã thấy kết quả của việc chọc giận tôi. Hoặc ngoan ngoãn ký, hoặc ông đừng nghĩ ra khỏi đây. Dù tập đoàn Thanh Hào có lợi ích tốt đẹp họ muốn có, nhưng trước mắt tất cả mọi thứ chỉ là mây mù. Sau khi cân nhắc cẩn thận, Lưu Phong và nhóm đã ký tên lên hợp đồng, rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Nhìn cảnh này, hai chị em Trần ra thở phào nhẹ nhõm. Đợi đã, cổ phần đã bán cho cậu, cậu còn muốn cái gì? Vừa rồi chỉ là giao dịch cổ phần, bây giờ chúng ta phải tính toán cụ thể. Theo như tôi biết, mấy năm qua với tư cách là giám đốc của Vân Dương, ông đã làm giàu cho túi của mình. Trước khi đi, ông có muốn giải quyết những việc này trước không? Cậu đừng ngậm máu phun người. Nếu cậu còn dám vu oan tôi, cẩn thận tôi kiện cậu tội phỉ báng. Dô, ông muốn kiện tôi à? Tôi sợ quá. Cho mọi người xem một màn kịch thú vị. Lưu Tổng, tài sản đó ở nước Sakuza, tôi đã chuyển vào tên ông rồi. Hãy nhờ đóng dấu vào danh sách tháng trước. Hãy yên tâm, tôi sẽ xử lý vụ này. Lưu Tổng, gần đây chúng tôi không muốn ở bên nhau. Chồng tôi đã bắt đầu nghi ngờ tôi. Còn nữa, ông đã hứa cho tôi vị trí trưởng phòng hành chính. Được rồi, bảo bối, tôi sẽ sớm lại bỏ Lục Chính Hằng. Ngày mai, em sẽ là trưởng phòng hành chính mới. Khi máy ghi âm tiếp tục phát đoạn hội thoại, Lưu Phong đã bị sợ hãi đổ mồ hôi. Nếu bằng chứng này được đưa đến cảnh sát, hậu quả sẽ ra sao, ông ta không dám nghĩ đến. Lưu Phong, bây giờ ông còn gì để giải thích? Ông nội tôi rất tin tưởng ông, tôi không ngờ ông lại đối xử với ông ấy như vậy. Trần Tổng, tôi sai rồi. Xem xét tôi làm việc với chủ tịch nhiều năm, dù tôi không có công lao, cũng có khổ lao. Xin hãy tha cho tôi, nếu việc xin lỗi có ích. Còn cần luật pháp làm gì? Tôi vừa nói xong, vài người từ cục cảnh sát đã bước vào. Người đứng đầu là đội trưởng Phùng. Ông Lưu, xin mời theo tôi một chuyến. Đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo án. Người này vừa nãy đánh người còn đe dọa chúng tôi. Những người trong cục cảnh sát đã rất chú ý đến tình hình bên trong. Không thấy anh Thần đánh ai cả. Các người có ai nhìn thấy không? Thì theo tôi về cục cảnh sát hỗ trợ điều tra. Thái độ của đội trưởng Phùng đã rõ ràng. Anh đã ở cùng một phía với tôi, cả phòng làm việc đã không còn tiếng động gì. Cuối cùng, Lưu Phong bị người của cục cảnh sát đưa đi. Trần tiểu thư, cô muốn nói gì với tôi? Cô nam của nữ ở chung một chỗ rất dễ gây hiểu lầm. Tôi cảnh cáo anh đừng đánh chủ ý lên em gái tôi. Nếu anh dám làm hại Thanh Giao, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho anh. Cô nói gì vậy, người ngoài không biết, còn tưởng tôi bắt nạt hai chị em cô nữa. Tôi luôn có phân biệt rõ ràng đúng sai. Việc hôm nay của công ty, cảm ơn anh. Không cần đâu, tôi chỉ là đánh giá cao tiềm năng của Vân Dương. Vừa hay có người muốn bán cổ phần, vậy tại sao tôi không mua? Cô không nói, tôi cũng đã quên. Bây giờ, tôi là cổ đông lớn của Vân Dương. Có vị trí nào phù hợp cô có thể sắp xếp cho tôi không? Anh muốn làm việc ở đây, có vấn đề sao? Hi hi, bộ phận bảo an cần một trưởng phòng. Nếu anh có hứng thú, tôi có thể giúp anh hoàn tất thủ tục nhận việc. Cô nói gì? Tôi làm việc bộ phận bảo an. Nhưng làm bảo an không tồi đâu, dễ dàng và đơn giản. Và bây giờ, tôi chỉ mới 21 tuổi, so với người khác tiết kiệm được 40 năm. Anh thực sự muốn làm ở bộ phận bảo an? Đúng, tôi quyết định rồi, đừng có ai cản tôi nữa. Nhìn tôi kiên quyết, Trần Thanh Tuyết không nói nên lời. Nhìn tôi như bị một con lửa đá vào đầu. Còn có việc gì khác không? Nếu không thì tôi sẽ giới thiệu cho cô một người. Ai? Đợi một lát. Sau một lúc, tôi đưa Misen trở lại văn phòng. Cô biết anh ấy không? Không biết. Anh không phải nói anh nổi tiếng sao? Không ai trong giới tài chính không biết anh sao? Dám đùa giỡn với tôi. Đại đương gia, bình tĩnh. Trần Tổng, cô có thể mở máy tính và tra cứu thần tài tài chính, rồi cô sẽ biết danh tính của tôi. Thần tài tài chính? Lẽ nào anh là ông Misen? Nếu giả bao đổi, có hai nhân vật mạnh mẽ trong ngành tài chính thế giới. Một người nổi tiếng, Lafitte được mệnh danh là ngón tay vàng của phố Wall. Người còn lại chính là thần tài tài chính Misen. Lúc này, Trần Thanh Tuyết thay đổi biểu cảm lạnh lùng và nhanh chóng xin lỗi. Ông Misen, tôi xin lỗi. Vừa rồi không thể nhận ra ông. Trần Tổng nặng lời rồi. Được rồi, được rồi. Misen, hiện tại tôi là cổ đông lớn của công ty này. Nếu anh làm tôi mất tiền, vậy tôi sẽ không ngần ngại để anh vào hồ xí ngâm 3 ngày 3 đêm. Khi tôi đầu tư hàng tỷ đô, kết hợp với thần tài tài chính Misen điều hành công việc, chưa đầy nửa ngày Vân Dương đã được sống lại. Việc này đã tạo nên một sự rung chuyển lớn trong thị trường doanh nghiệp. Buổi chiều, giao tranh trên thị trường chứng khoán tiếp tục. Đến thời điểm này, tập đoàn Thanh Hào đã mất hàng chục tỷ đồng. Không chỉ không thể mua được Vân Dương, họ còn mất một phần lớn. Chủ tịch tập đoàn Thanh Hào, Hà Thục Hoa, đang tức giận, dám đối đầu với Hà gia chúng tôi. Thật là tìm chết. Ba nghĩ ai có thể giúp Trần gia? Ta cũng không biết, sao cậu không điều tra? Con sẽ đi ngay.
đợi đã. Ba, có phân phó gì khác sao? Vân Phi, dừng lại đi, lần này chúng ta đã thất bại. Ba, con nghĩ chúng ta không nên từ bỏ, chỉ cần chúng ta đầu tư thêm vốn, sớm muộn gì chúng ta cũng có thể kiểm soát Vân Dương. Cậu dạy tôi cách làm việc. Con không dám, Vân Dương có người giúp đỡ. Trước khi tìm hiểu rõ người đó là ai, hãy tránh hành động quá vội vàng. Vâng, còn nữa, con hãy đi tới Huyền Thành. Bất kể phải chi bao nhiêu tiền, chúng ta phải cứu em rể và cháu trai của con. Em gái con đã không còn, không thể để con bé dưới đó lo lắng thêm. Ba yên tâm, con sẽ giải quyết việc này. Con tuyệt đối sẽ không bỏ qua kẻ đã tấn công Đông Cường. Người dưới đã nói rằng kẻ đó có người bảo vệ, có lẽ không phải là những người bình thường. Tốt nhất là xác định danh tính của họ trước. Hà Thục Hoa có thể tự mình xây dựng tập đoàn Thanh Hào thành tập đoàn đứng đầu Giang Đông. Ngoài tài năng phi thường, cũng nhờ vào tính cẩn trọng đó, thoáng chốc ông đã ngửi thấy mùi đe dọa. Không thể nói rõ. Lạy trời, con hy vọng người ban phúc cho Hà gia của con. Ban đầu tôi là thiếu gia của một gia đình, nhưng tôi đã làm công việc bảo vệ cho người khác, không phải vì mức lương $2,800. Trưởng phong thần gần đây đã tuyển thêm một số kỹ thuật viên. Sau giờ làm, tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc. Trưởng phong thần, hãy nể mặt. Tên của cậu là gì? Tôi tên là Vương Đại Khải. Không tồi, rất biết cách làm quen. Từ bây giờ, cậu sẽ là phó trưởng phòng bảo an. Đa tạ trưởng phòng thần đánh giá cao. Tôi sẽ chăm chỉ làm hết sức mình cho trưởng phòng thần đến chết. Dù giàu sôi lửa bỏng cũng không từ. Ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi. Vâng vâng vâng, Vương Đại Khải rời khỏi phòng với vẻ tươi cười. Bất ngờ thay, khi quay về lại bị dẫn đến một góc. Được lắm, ngươi dám tranh nghịch ngọt đại ca với chúng tôi. Đánh hắn? Sao lại đánh tôi? Tôi sắp là phó trưởng phòng bảo an rồi đấy. Hê hi. Ây da, tôi sai rồi. Xin hai anh tha mạng. Nhớ kỹ, khi chúng tôi ở bên cạnh đại ca, không được giành nịnh đại ca. Tôi biết rồi hai vị đại ca. Sau này, trước mặt trưởng phòng thần, tôi chắc chắn sẽ không cạnh tranh để nịnh trưởng phòng. Nếu cần tôi sẽ tâng bốc cả hai vị. Không tôi. Địa hổ, tên tiểu tử này khá biết điều. Tha cho anh ta đi. Cảm ơn anh Long, cảm ơn anh Hổ. Hai người làm phiền giấc trưa của tôi. Nếu không cho tôi một lý do hợp lý, thì chuẩn bị đá vào to lất. Thiếu gia, xin lỗi, thực sự có một việc quan trọng cần báo cáo với anh. Vừa rồi có tin tức đến từ phong vệ. Kẻ chủ mưu đứng sau Hắc Lang đã được tìm thấy. Thật sao? Thế thủ phạm đó là ai? Tập đoàn Thanh Hào, theo thông tin từ phong vệ, chủ tịch tập đoàn Thanh Hào, người đứng đầu tinh di các bố vợ của Lâm Trung Hổ. Quả nhiên không chỉ là trùng hợp, chẳng trách Thanh Hào tấn công Vân Dương trên thị trường chứng khoán. Chắc chắn là vì hai cha con không biết sống chết đó. Đúng rồi, Hắc Lang thì sao? Anh Hắc Lang quyết định trực tiếp tấn công. Anh ấy đi tìm chúng luôn. Hai người có ốc không? Sao không cản anh ấy lại? Nhưng anh ấy là anh em của thiếu gia, tôi thật sự sẽ chết vì hai thằng ngốc này. Đợi tôi ở đây. Nói xong, tôi quay người đi lên phòng của Trần Thanh Tuyết. Khi bước vào, cô ấy đang cười đùa cùng một chàng trai trẻ. Nhìn thấy tôi đột nhiên xuất hiện, Trần Thanh Tuyết tỏ ra hơi hoang mang, nhưng nhanh chóng che đi điều đó. Có việc sao? Cho tôi mượn xe một chút. Xe đỗ ở tầng hầm, biển số 98.105. Nghe thấy con số này, tâm trí tôi chấn động. 98.105, ngày hôm đó là ngày ba mẹ tôi qua đời. Trần Thanh Tuyết thấy tôi trông không ổn và liền hỏi. Anh sao thế? Không sao, tôi lấy chìa khóa và rời đi. Khi tôi tới cửa thang máy, Trần Thanh Tuyết đuổi theo tôi. Đợi đã, có việc gì thì nói. Người vừa nãy là giám đốc là của bộ phận tiếp thị của Gia Quên. Tôi và anh ta chỉ đang thảo luận về việc hợp tác. Ồ, tôi biết rồi, thấy tôi lạnh lùng như vậy, Trần Thanh Tuyết cảm thấy một chút không dễ chịu. Trần Tổng, cô có sao không? Tôi không sao, ông Lạc, tôi đột nhiên không khỏe. Chúng ta có thể trao đổi về việc hợp tác sau. Trần Tổng có muốn đến bệnh viện xem không? Tôi có thể đưa cô đi. Không cần đâu, tôi chỉ là hơi mệt thôi. Nghỉ một chút sẽ khá hơn. Vậy tôi không làm phiền Trần Tổng nữa. Lần sau tôi sẽ đến thăm cô. Lạc Trường Thanh hành động rất quân tử. Nhưng khi quay đi, anh ta bắt đầu lẩm bẩm. Tôi và Trần Thanh Tuyết đang nói chuyện vui vẻ. Bây giờ thái độ của Trần Thanh Tuyết thay đổi, lẽ nào là vì tên bảo an kia? Trong một câu lạc bộ ở Kim Lăng, Hà Vân Phi đang vui vẻ trong phòng riêng. Bất ngờ, cánh cửa bị đạp mạnh. Cái quái gì thế? Tên khốn nạn nào thế? Con gái tôi đâu? Hóa ra là anh à, đưa con gái tôi ra đây. Nếu không, tôi sẽ giết anh. Ha ha, chỉ cần anh dám bước về phía trước, thì con gái anh sẽ chết đấy. Thậm chí ông trời cũng không cứu được. Hắc Lang nghe vậy lập tức dừng lại, đôi mắt đầy sát khí. Tôi không tin, Thiên Long Địa Hổ, tôi nghĩ tôi mạnh hơn cả trời. Các người nghĩ sao? Hà Vân Phi vừa nhìn đã biết tôi không phải là người bình thường, lập tức ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng. Cô gái, ở đây không còn việc của cô có thể đi trước. Anh là ai vậy? Kinh Thành Thần Gia, Thần Húc. Hóa ra, Thần Thiếu Gia à? Lượng thứ, đừng đùa nữa, chúng ta chưa quen đâu. Hà Gia được coi là một gia tộc danh giá ở Giang Đông, nhưng trong 10 lá gan anh ta cũng không dám gây chuyện với Kinh Thành Thần Gia. Hắc Lang là anh em của tôi nghe nói anh giữ con gái của anh ấy. À, này, mặt Hà Vân Phi bất giác xuất hiện dáng vẻ bối rối. Nhìn thấy cảnh này, Hắc Lang bất ngờ trở nên tức giận. Con gái tôi xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì đâu, huynh đệ không nên tức giận. Thực ra, anh căn bà không có con gái. Lời của Hà Vân Phi khiến tất cả mọi người sửng sốt. Hóa ra sau khi Hắc Lang ra tù, Hà Gia sợ rằng anh ấy sẽ không làm việc cho họ, nên họ đã bịa ra câu chuyện trên trời này, mục đích để kiểm soát Hắc Lang. Khi biết được sự thật, Hắc Lang không kiềm chế được cảm xúc, anh ấy rất muốn câu chuyện đó là thật. Huynh đệ, làm người phải hướng về phía trước. Tôi nghĩ vị hôn thê của anh không muốn thấy anh như này đâu. Thần thiếu, hiểu lầm đã được giải quyết. Tôi có thể đi rồi phải không? Tôi nghe nói ba anh Hà Thục Hoa là người thông minh, sao lại sinh ra một thằng ngốc như anh? Tôi ngu ngốc, xin thần thiếu làm ơn nói rõ, anh đã lừa anh em tôi, chuyện này giải quyết thế nào? Thế này đi, anh đền bù 18 tỷ, việc này sẽ cho qua. Cái gì? Anh đừng lo,
Tôi là chuyên gia trong việc tính toán. Hắc Lang và tôi đốt giấy vàng, cắt cung chôn đầu. Anh lừa dối anh em tôi, nghĩa là lừa dối tôi. Anh phải trả 18 tỷ là có lương tâm rồi đấy. Hà Vân Phi không nói nên lời. Dù Hà Gia đã lợi dụng Hắc Lang, nhưng nếu không có sự hỗ trợ của Hà Gia, chắc chắn là Cảng Làng đã đi ăn dỗ Hắc Lang. Và anh ta không thể ngờ được người thừa kế của thần gia kinh thành đe dọa anh ta. Nói tóm lại, trả hay không trả, không trả tôi sẽ lấy theo cách của tôi. Nhưng tôi có vẻ đói hơn một chút. Nếu tôi tự hành động thì 18 tỷ chắc chắn không giải quyết được đâu. Thần thiếu, tôi đồng ý, tôi đồng ý. Rất tốt, tiếp theo, chúng ta sẽ tính một khoản khác. Thần thiếu, anh không đùa phải không? Anh đang giả ngu à? Tập đoàn Thanh Hào của anh đang rình rập thị trường chứng khoán và cố gắng cướp công ty của hôn thê tôi. Anh có ý kiến gì không? Hôn thê của anh, chẳng lẽ Trần gia? Tôi tưởng anh không chữa được bệnh ngu đấy, nhưng không ngờ anh lại có chút đầu óc đấy. Anh đoán đúng rồi, Trần gia, Trần Thanh Tuyết là vị hôn thê của tôi. Thần thiếu, tôi thật sự không biết chuyện này. Nếu không làm sao tôi dám đánh chủ ý với Vân Dương? Tất cả đều do em rể và cháu trai ngu ngốc của tôi. Tục ngữ nói không biết không có tội. Nếu nói như vậy, tôi không biết vợ anh là ai. Quay về tôi sẽ đánh đổ cô ta. Dù sao cũng không biết không có tội. Địa hổ, thiếu gia làm sao thế? Từ khi nào nói chuyện trở nên lưu loát thế? Ai hỏi tôi biết hỏi ai. Tôi không muốn nói nhiều, chỉ cần trả thêm 10 tỷ, chuyện này coi như xong. Sắc mặt Hà Vân Phi trở nên tái nhợt, anh ta tức giận không nói nên lời. Nếu họ thật sự đã thu mua Vân Dương thì còn chấp nhận, nhưng công ty Vân Dương không những không thua mà anh ta còn bỏ hơn 10 tỷ vào, giờ họ lại đòi thêm 10 tỷ. Thiên lý ở đâu? Được rồi, tiếp theo, hãy giải quyết món nợ anh sai sát thủ đến ám sát tôi. Thân thiếu, chúng tôi có nhiều hợp tác với Tần gia kinh thành. Còn có Tần Hạo Nhiên và con gái tôi. Anh có ý gì? Muốn dùng Tần gia để ép tôi? Lão tử cho ông thời gian gọi điện. Ông có thể gọi tất cả người Tần gia đến đây, xem họ có thể bảo vệ ông không. Kiêu ngạo, độc đoán, tôi bị ám ảnh bởi bốn từ này. Hà Vân Phi đè nén cơn giận trong lòng, anh ta thực sự muốn lấy điện thoại, nhưng một giọng nói trong lòng nhắc anh ta, không nên làm như vậy. Thần thiếu, lần này Hà Mỗ nhận sai. Nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền Hà gia tôi sẽ trả. Nhưng mà tôi cần thời gian. Cứ lừa xem sổ sách, cứ đi rồi tính. Cái quái gì vậy? Ông nghĩ mình là ai? Dám đe dọa thiếu gia nhà tôi? Nếu anh có can đảm thì hãy làm đi. Ông có dám không? Nếu tôi chết thì không ai sống sót ra khỏi đây. Thiên Long địa hổ, dừng tay. Sao nào, không dám giết tôi? Hắc Lang, anh nên đi trước đi. Đại đương gia, Hắc Lang muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của tôi, anh ấy ngay lập tức hiểu. Anh ấy có thể cảm nhận được tôi có ý định giết người, nhưng vì trước đây Hà gia đã giúp đỡ anh ấy, tôi muốn anh ta rời đi để không làm khó anh ấy. Nếu anh muốn chết như vậy, nếu tôi không thành toàn cho anh, người khác sẽ nghĩ rằng lão tử sợ chuyện. Ngay khi nói xong, tôi giẫm gãy cổ anh ta. Thiên Long địa hổ, đứng hình mất 5 giây, một cú đá làm gãy cổ. Lực không quá nhiều, không quá yếu, vừa đủ. Đây không phải là điều mà cao thủ bình thường có thể làm được. Thôi rồi, lão tử vội quá rồi. Thiếu gia làm sao thế? Tôi quên yêu cầu con chó này trả tiền. Chính xác là 30 tỷ, thiếu gia, chúng ta có thể trực tiếp đến Hà gia đòi tiền. Đúng rồi, cuối cùng hai người cũng thông minh một chút, mang xác anh ta đến Hà gia và đòi tiền. Thông báo với họ nếu thiếu một xu, ngày mai bổn thiếu gia sẽ đánh sập Hà gia. Kẻ nào đã giết con trai ta? Kinh thành thần gia. Cái gì? Ba, anh cả đã chết dưới tay Thẩm Húc. Hắn còn nói cái gì? Hắn ta nói trong hôm nay chúng ta không trả 30 tỷ, ngày mai Hà gia chúng ta sẽ bị xóa sổ. Hắn ta thật quá đáng. Đúng vậy, nhất định phải báo thù. Ha ha, thật là ngông cuồng. Ba, chúng ta không thể đối đầu với thần gia. Vân Long ở lại, những người còn lại ra ngoài đi. Ba, dự định xử lý vụ này thế nào? Hãy liên hệ với người của Hóa Kiếp. Chỉ cần họ tiêu diệt được tên nhóc đó, ta sẽ trả cho họ 10 tỷ. Ba, con biết là ba muốn trả thù cho anh trai, nhưng người của Hóa Kiếp không phải tốt lành gì. Nếu Hóa Kiếp đồng ý cho người ám sát Thần Húc, sau khi xong việc, chúng ta sẽ bị Hóa Kiếp nắm đuôi. Họ sẽ tận dụng việc này để đe dọa chúng ta. Nếu họ từ chối, họ sẽ tiết lộ vụ việc này cho thần gia. Chúng ta sẽ phải đối mặt với sự tuyệt diệt. Hãy làm như tôi nói. Việc còn lại, đừng quá lo lắng. Hỏa Kiếp có vẻ chỉ là một tổ chức ám sát, nhưng mạng lưới của họ mới là điều đáng sợ nhất. Họ nắm quá nhiều người quyền lực trong tay. Vì vậy dù họ có làm nhiều điều ác, họ vẫn có thể mạnh mẽ tồn tại. Ngay cả chính phủ không dễ để động vào họ. Nhưng Hà Thục Hoa không thể nuốt trôi cơn giận này. Từ sau khi cứu ông Trần, ông ấy đã yêu cầu tôi chuyển đến biệt thự để sống với Trần Thanh Tuyết. Ông ấy muốn chúng tôi vun đắp tình cảm. Khi chúng tôi đang trò chuyện, Địa Hổ hoảng hốt vội vàng chạy đến. Có gì vậy? Vừa rồi một số cao thủ đã lẻn vào đây, chúng tôi nghi ngờ rằng họ có ý định hại thiếu gia. Thiên Long đã ngăn chặn họ. Tôi đến để đưa thiếu gia đi trước. Cậu đang đùa thế kỷ à? Tôi cần phải chạy sao? Thiếu gia, chúng ta không phải chạy, chỉ là tạm thời rời khỏi đây. Hiện tại chỉ có vài người đến, tôi và Thiên Long vẫn có thể đối phó, nhưng sợ rằng họ sẽ kéo đến từng đợt. Không cần rồi, kêu Thiên Long cho họ vào đây. Hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy tôi có khả năng gì. Thiếu gia, giờ là lúc nào rồi? Làm sao anh vẫn còn muốn ra vẻ? Sau này cậu và Thiên Long bảo vệ chị em họ, còn lại không cần cậu lo. Địa Hổ thấy tôi rất kiên quyết, chỉ còn cách làm theo tôi, nhưng cậu ấy đã bí mật gửi một tin nhắn. Khi tôi ra ngoài, Thiên Long đã giải quyết xong, chỉ còn lại một người sống sót, người của Hỏa Kiếp. Anh có mắt nhìn tốt, bây giờ biết tôi là người của Hỏa Kiếp, anh còn giết tôi không? Mày muốn làm gì? Nói đi, ai sai mày đến đây? Tôi không thể tiết lộ. Dám ra vẻ trước mặt tôi? Thiên Long, đưa hắn ra ngoài nuôi chó. Không phải lẽ thường anh không nên tra khảo tôi một chút sao? Tôi cảm nhận được rằng anh không phải là người tham sống sợ chết.
Cho dù tôi tra tấn anh, chắc chắn cũng vô dụng. Tôi nghĩ anh nên thử một chút. Nếu tôi không thể chịu đựng được đau đớn thì sao? Thế thì không cần, tôi tin vào tính cách của anh, nên không cần phải lãng phí thời gian. Thiên Long, đưa hắn ra ngoài nuôi chó. Tiên, tiên sinh, đừng giết tôi. Tha cho tôi một mạng. Tôi thật sự không thể tiết lộ thông tin người thuê. Thiên Long vừa mới đưa hắn ra ngoài, một vài bóng người đã xuất hiện trong sân. Chính là đội cận vệ của thần gia, chúng tôi đã đến muộn, xin thiếu gia thứ tội. Không sao, bọn chúng không thể làm hại tôi. Địa hổ, là ai đã ám sát thiếu gia? Phong tỷ, những người đó là người của Hỏa Kiếp. Chỉ là không biết người thuê phía sau là ai. Hãy đi điều tra. Không cần rồi, Địa hổ, cậu và Thiên Long ở lại bảo vệ chị em Trần gia. Phong tỷ, chị cùng tôi đi đến Kim Lăng. Thiếu gia, người đưa chúng tôi đến Kim Lăng làm gì? Tiêu diệt Hà gia. Mặt trăng lên đêm đầy gió, giờ là lúc thích hợp để giết người. Lúc này, toàn bộ Hà gia yên tĩnh. Bất ngờ, hơn 10 bóng người từ đầu xuất hiện, rồi một giọng nói vang khắp nhà Hà gia. Hà Thục Hoa, lão gia đến lấy mạng ông. Là kẻ nào dám đến Hà gia hỗn xược? Sát. Sau khi Phong tỷ ra lệnh, mấy người phía sau lao đến. Âm thanh vang dội khắp khuôn viên. Khi Hà Thục Hoa đi đến, mặt đất đã đầy xác chết. Dừng tay, mau dừng tay cho tôi. Sao ngươi dám đến Hà gia ngông cuồng? Là ai đã cho ngươi dũng khí? Thế là ai đã cho ngươi dũng khí? Lại dám khiêu khích lão tử? Ba, anh ta là Thần Húc đã giết anh cả. Thần Húc, ngươi thật là to gan. Ta vẫn chưa trả xong món nợ ngươi giết con trai ta. Giờ ngươi còn dám đến Hà gia gây chuyện? Ngươi thật sự cho rằng Hà gia không dám làm gì ngươi sao? Đúng, lão tử đã xem Hà gia là của Hồng Mền rồi. Ông có thể làm gì? Thần đại thiếu, tôi muốn biết Hà gia đã khi nào xúc phạm cậu. Ông dám nói không làm gì? Tôi không bao giờ bắt nạt người khác, nhưng tôi không gây rắc rối không có nghĩa là sợ rắc rối. Hà gia của ông ba lần bảy lượt khiêu khích lão tử. Hôm nay lão tử không dạy dỗ ông, mọi người sẽ nghĩ lão tử là một kẻ hèn nhát. Rõ ràng là cậu giết con trai tôi, còn muốn tống tiền 30 tỷ. Bây giờ còn muốn đổi trắng thay đen. Xem ra ông không hiểu rõ. Được rồi, hôm nay tôi sẽ cho ông chết minh bạch. Thứ nhất, ông đã bắt nạt huynh đệ của tôi. Thứ hai, ông đã bắt nạt hôn thê của tôi. Khi ông ta nghe tôi nói, lúc đó Hà Thục Hoa mới biết, nguyên nhân ban đầu là do tên con rể và cháu trai vô dụng. Ngay thời điểm này, ông ta thực sự muốn tự tay giết chết hai đứa bất hiếu đó. Thần thiếu, Hà gia sẵn sàng bồi thường 30 tỷ cho anh. Xin anh hãy thương xót và tha cho Hà gia. Muộn rồi, vì ông dám ám sát lão tử, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng để chết đi. Thần thiếu, tôi không hiểu ý anh là gì. Xem ra ông chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Người của Hỏa Kiếp đã nói cho tôi biết rồi, chính là Hà gia đã thuê họ đến ám sát tôi. Không thể nào, người của Hỏa Kiếp rất đáng tin cậy. Họ không đời nào tiết lộ ra chúng tôi. Ngươi cái đồ ngu. Hà Thục Hoa, ông còn gì để giải thích không? Thần thiếu, đây đều là hành động của khuyển tử, không liên quan đến những người còn lại trong Hà gia. Bây giờ, tôi sẽ để khuyển tử này đền tội cho thiếu gia. Hà Vân Long lúc này rất bối rối, không thể ngờ ba mình lại đẩy mình ra gánh tội. Ba không thể làm vậy, đó đều là vì ba. Câm miệng, Vân Long. Lẽ nào con muốn Hà gia tuyệt tử tuyệt tôn? Một câu đơn giản đã khiến Hà Vân Long suy tư. Anh ta thà chết một mình còn hơn là cả nhà cùng chết. Mặc dù không muốn, sợ hãi, nhưng anh ta không có lựa chọn. Anh ta chỉ có thể quỳ trước mặt tôi cầu xin. Thần thiếu, anh đại nhân đại lượng. Tôi đã biết tội, xin anh tha mạng. Thần thiếu, anh thấy đấy, khuyển tử đã thừa nhận. Mong anh rộng lượng tha cho Hà gia chúng tôi. Có được lệnh, phòng vệ bắt đầu hành động. Hà Thục Hoa thật sự tàn nhẫn. Để được sống, ngay cả mạng của con trai cũng không quan tâm. Loại người này nếu không bị loại bỏ, tương lai sẽ là đại họa. Thần thiếu, một người là một người chịu. Con trai tôi đã được giao cho anh, sao anh lại đuổi cùng diệt tận? Hà Thục Hoa rất không bằng lòng. Tuy nhiên, câu trả lời duy nhất là thanh kiếm lạnh. Khoảng nửa giờ sau, Hà gia không còn ai sống sót. Lúc này, điện thoại của tôi cũng nhận được một tin nhắn ghi chép chi tiết về hành động xấu xa của Hà gia trong những năm qua. Dựa vào danh sách này, diệt trừ tất cả. Nguyên tắc diệt cỏ diệt tận gốc. Những lời dạy của các sư phụ luôn ở trong tâm tôi. Ngày hôm sau, Hà gia Giang Đông đã bị xóa sổ. Tin này nhanh chóng lan truyền khắp Hạ Quốc. Mọi người khắp nơi đều bị sốc. Sau khi Lâm Trung Hồ cùng con trai ra khỏi sở cảnh sát, ông ta không thể tin vào sự thật này. Hơn 20 thành viên cốt lõi của Tinh Dị Các, chỉ có cha con ông ta thoát chết. Thật là kinh ngạc. Con trai, sao họ lại để chúng ta đi chứ? Ba, mới được mấy ngày chứ? Chắc chắn là ông ngoại đã ra tay. Ba bồi rồi quá. Bây giờ đến Kim Lăng ngay để tìm ông ngoại của con để trả thù cho chúng ta. Hừ. Hai người vội đến gặp Hà Thục Hoa phải không? Là ngươi, hi hi, ông thật tinh mắt. Là chú Long đây. Anh định làm gì? Tôi cảnh cáo cậu, ba vợ tôi là chủ tịch tập đoàn Thanh Hào. Nếu cậu không muốn chết thì hãy cút đi. Xin lỗi hai người, Hà Thục Hoa đã đến chỗ đó trước ông rồi. Tôi bây giờ sẽ đưa hai người đi gặp ông ấy. Nếu đã đến rồi thì đừng che giấu nữa. Làm sao anh phát hiện ra tôi? Nếu như tôi nói, trong phạm vi 10 thước ngay cả ngọn cỏ cũng không thể thoát khỏi tai tôi. Anh có tin không? Nếu tôi không nhầm thì Long Vương đích thân đến gặp tôi, có lẽ là về chuyện của Hà gia. Anh thật sự biết danh tính của tôi? Long Tổ là tổ chức bí mật hàng đầu Hạ Quốc, nhưng Long Vương Hạ Quốc đã danh chấn thiên hạ. Tôi biết về danh tính của anh không có gì lạ, cho nên anh không cần quá lo lắng. Người trẻ tuổi, mặc dù tôi không biết anh làm thế nào mà phát hiện tôi, nhưng nếu anh biết danh tính của tôi là Long Vương, sao anh dám chơi trò nói tôi đang lo lắng? Anh thực sự không lo lắng. Sau khi tôi đã nói, một luồng khí mạnh mẽ lan tỏa từ cơ thể tôi. Ngay lập tức, cả căn phòng tràn ngập sát khí. Long Thiên Quân cảm nhận mình bị một lực lượng vô hình khóa chặt. Có một giọng nói trong cơ thể nhắc nhở anh, tốt nhất đừng hành động hấp tấp, cẩn thận, không sẽ chết. Anh giờ có cảm thấy lo lắng? Cậu rốt cuộc là ai? Ngay cả danh tính của tôi cũng không rõ ràng, anh lại dám đến chỗ tôi? Anh thật sự nghĩ tôi không dám giết con tiểu Long Anh sao? Kể từ khi Long Tổ khởi sự,
Long Thiên Quân đã thực hiện vô số nhiệm vụ cao cấp và tiêu diệt vô số cường giả trong và ngoài nước. Anh không thể tin được, một ánh mắt duy nhất đã làm anh ta không dám hành động. Ngay lập tức, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, cậu đã tàn sát 16 người của Hà gia, bằng chứng xác thực. Lần này, tôi đến đây để bắt tôi đến Long Tổ, đúng không? Không sai. Đây là bằng chứng tội ác của người Hà gia. Tôi nghĩ sau khi anh xem, anh cũng sẽ cảm thấy rằng những người đó đáng chết. Hà gia đáng chết thì có thể để Long Tổ chúng tôi xử lý. Anh không nên tự tay hành động. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ông của tôi đã dạy đạo lý này từ khi tôi còn nhỏ. Nhưng cách tôi làm việc không cần giải thích với ai. Cho tôi thời gian 3 ngày là có ý gì? Trong vòng 3 ngày, tôi sẽ tiêu diệt hoàn toàn Hỏa Kiếp. Như vậy, có thể coi tôi đã làm một việc tốt cho Hạ Quốc, cứ coi như tôi trả xong công đức. Cậu có biết rằng Hỏa Kiếp mạnh đến đâu không? Rất nhiều quý tộc đều ủng hộ họ. Nếu cậu không chuẩn bị chu đáo mà tấn công tổ chức này, có thể đất nước có thể rung chuyển. Tôi đảm bảo, tiêu diệt Hỏa Kiếp sẽ không ảnh hưởng đến Hạ Quốc. Cậu dựa vào cái gì mà đảm bảo? Nếu tôi không làm được, sau 3 ngày tôi sẽ tự đến Long Tổ để chịu tội, thế nào? Long Thiên Quân không biết tôi tự tin như thế nào, nhưng hiện tại, ngoài việc tin tôi, anh ta không còn cách nào khác. Tôi trở lại mạnh mẽ trong một đêm tiêu diệt Hà gia, nhanh chóng gây chấn động ở kinh thành. Tất cả các gia tộc đều đang dục dịch. Thiếu gia, tôi đã điều tra rồi. Hà gia thực sự do tiểu tử Thần Húc tiêu diệt. Rất tốt, vì sắc đẹp mà nổi giận. Xem ra anh ta rất quan tâm đến Trần Thanh Tuyết. Vì vậy, nếu anh ta để tôi đội mũ xanh, tôi sẽ đáp trả anh ta. Chắc là không quá đáng. Ba, lúc này, thằng nhóc Thần Gia quay trở về. Không biết Giang Gia có nghĩ nhiều không? Không có gì lạ khi Giang Gia nghĩ nhiều. Nhưng tôi tin lão hồ ly Giang Thượng Đức đó vẫn có chút khả năng nhẫn nhịn. Nhưng tôi thắc mắc nhất là tại sao Thần Gia lại làm như vậy? Lẽ nào họ muốn ngăn chúng ta liên minh với Giang Gia? Nhưng không thể nào, dựa vào hiểu biết của tôi về Thần Định Quốc, ông ta chắc chắn không làm điều vô ích đó. Gần đây, Thần Gia không làm gì nhiều. Con nghi ngờ đây là sự tĩnh lặng trước cơn bão. Tôi nghĩ họ không phải là không làm gì, mà là không có lý do để hành động. Ba vị của ba là Thần Gia muốn ngăn cản chuyện chúng ta liên hôn với Giang Gia sao? Chỉ là không tìm thấy lý do để can thiệp. Không sai, tiếp tục theo dõi. Tất cả thành viên Yến gia gần đây kiềm chế hơn một chút. Tốt nhất là không nên xung đột với Thần gia. Hiểu rồi, kinh thành dạo này thế nào rồi? Không có gì thay đổi so với những ngày trước. Chắc chắn con bé đang căm hận ông nội như tôi. Ba, kinh thành sẽ hiểu mà. Ba, con có chuyện muốn nói với ba. Nói đi, chuyện gì? Tiểu Húc dường như thay đổi rất nhiều. Nó đã tiêu diệt Hà gia trong một đêm. Bình thường thằng bé tuy ham chơi, nhưng thằng bé không bao giờ chủ động gây rắc rối. Vì vậy, nếu nó đã tiêu diệt Hà gia, chắc chắn có lý do của mình. Ừ, con cũng nghĩ vậy. Cậu vừa nói thằng bé đã thay đổi, có phải vì điều này? Long Thiên Quân ba còn nhớ đúng không? Người phụ trách của Long Tổ. Ừ, có chút ấn tượng, có chuyện gì vậy? Con có quan hệ tốt với Long Thiên Quân. Anh ta đã nói với con. Chuyện là thế đó. Hơn nữa, Tiểu Húc tuyên bố mạnh mẽ, trong vòng 3 ngày, nó sẽ xóa sổ Hỏa Kiếp. Ha ha, không uổng phí là người Thần gia ta, thằng bé đang làm cho Hạ Quốc sạch hơn. Dù có chuyện gì cũng phải ủng hộ thằng bé. Cái gì vậy trời, đại đương gia, anh đang ở đây làm gì vậy? Xin đừng nói với tôi là anh đang làm bảo an ở đây. Yeni, nếu thấy người ngáy thì cứ việc nói ra. Còn nữa làm bảo an thì sao? Anh còn khinh thường nghề bảo an hay sao? Không, không, đại đương gia, đừng giận, tôi hoàn toàn không có ý đó. Đại đương gia, yên tâm, vì thứ đó Hạ Quốc đã kiểm soát nghiêm ngặt. Tôi chỉ có thể cho người vận chuyển bằng đường biển. Có thể giao muộn nhất là tối nay. Làm việc rất tốt. Đại đương gia, anh mời chúng tôi đến đây để làm gì? Anh chuẩn bị làm việc lớn ở Hạ Quốc sao? Chắc chắn không phải việc lớn. Chỉ là một số việc nhỏ. Yeni, cậu từng tự xưng là hacker giỏi nhất thế giới đúng không? Tất nhiên là vậy, tôi, Yeni đứng thứ hai, không ai dám tự xưng thứ nhất. Nhiệm vụ lần này quan trọng đối với tôi. Vì vậy, xin cậu hãy cẩn thận, hãy lấy tất cả dữ liệu tôi cần. Hắc Lang, hãy nói cho họ biết về nội dung chính của nhiệm vụ lần này. Được, đại đương gia, chúng tôi đang thảo luận cách tiêu diệt Hỏa Kiếp. Trần Thanh Tuyết đột nhiên bước vào. Những người này là ai? Họ đều là bạn tù của tôi. Ôi trời ơi, thiên hạ lại có người đẹp như vậy. Đại đương gia, cô ấy là của anh phải không? Cũng đúng, chỉ có thiên thần như vậy mới xứng với đại đương gia. Các người im lặng hay là chết? Hắc Lang, cậu dẫn họ đi ổn định trước. Được, đại đương gia. Chào chị dâu, tôi là Genny. Tôi từng nghe một câu nói rất kinh điển ở Hạ Quốc. Người đẹp sẽ tụ tập cùng một chỗ, chắc chắn sẽ không thiếu bạn bè. Liệu chị có thể nể mặt của đại đương gia, giới thiệu bạn gái cho tôi không? Sau 3 giây cậu không rời khỏi đây, tôi sẽ ném cậu vào hồ xí. Cô có chuyện muốn nói. Tối nay, tôi có sự kiện kinh doanh, anh có thể đi cùng tôi không? Cô muốn tôi làm bạn trai của cô. À, anh có thể từ chối nếu anh muốn. Không quan tâm, khi tôi nói xong, Trần Thanh Tuyết bắt đầu khóc. Làm cho tôi không biết nói gì. Tôi thực sự không biết cách dỗ dành phụ nữ. Đừng khóc được không? Tôi đồng ý được rồi chứ. Tôi đã đồng ý rồi, cô khóc cái gì? Hừ, quả nhiên, phụ nữ là loài động vật khó đoán nhất trên thế giới. Tất cả đã sẵn sàng chưa? Tốc đã giao thám địa hình trước. Genny đã bắt đầu hành động theo phân phó của anh. Vậy thì đi thôi. Thiếu gia, chúng ta đi đâu vậy? Chúng ta đi tiêu diệt Hỏa Kiếp. Thiếu gia, anh chắc chắn không đùa phải không? Chúng ta sẽ đối phó Hỏa Kiếp chỉ với vài người.
Có vấn đề gì sao? Thiếu gia, tôi sẽ cho phòng vệ đến ngay lập tức. Không cần, hôm nay tôi sẽ cho các cậu thấy khả năng của thiếu gia tôi. Những người của Hỏa Kiếp, lão tử đã đến rồi đây. Thiếu gia, anh học cách dùng hàng nóng khi nào vậy? Thiếu gia, tôi biết rất nhiều thứ. Hôm nay tôi sẽ cho các người thấy một phần nổi sức mạnh của tôi. Thiếu gia, người của Hỏa Kiếp rất giỏi ám sát. Hơn sức mạnh cũng không yếu, thậm chí còn có cường giả đại tông sư, đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Thiếu gia, nếu anh đã biết rõ, chúng ta nên rút lui đi. Phải đó thiếu gia, uống rượu ngon nhất, ôm mỹ nữ đẹp nhất. Cuộc sống như thế không phải tốt sao? Tại sao lại muốn tìm chết? Im miệng, hai người chỉ cần đợi ở đây. Tiếp theo, hãy xem tôi biểu diễn. Hắc Lang, thông báo cho Genny bắt đầu. Đồng thời, chịu trách nhiệm bao quát sau khi tôi và Gốc Lèn vào biệt thự. Hãy sử dụng tên lửa để gây sự chú ý của họ, thuận tiện cho chúng tôi tiêu diệt, đã hiểu? Thiên Long, thiếu gia đâu rồi? Sao lại biến mất rồi? Tôi không nhìn rõ chuyện gì xảy ra. Hớ, ngươi là ai? Sao lại dám to gan như vậy? Dám đến Hỏa Kiếp để gây rắc rối? Cô là Tề Tiên Nhi phải không? Rốt cuộc anh là ai chứ? Mấy ngày trước Hà Gia đã thuê các người ám sát tôi, cho nên cô chắc nhớ tôi phải không? Tôi còn tưởng là ai đến. Hóa ra là anh chàng Playboy của Hạ Quốc. Chẳng lẽ ăn xong người phụ nữ đẹp nhất kinh thành còn chưa thỏa mãn, còn muốn ăn một người phụ nữ yếu đuối như tôi? Mặc dù tôi là người ăn chơi nhưng không thể thô tục. Khi đã chọn giết cô thì tôi sẽ không chạm vào cô. Người ta nói thần thiếu gia là một tên phá gia, xem ra tin đồn là sai. Nhưng nếu muốn giết tôi, thần thiếu có lẽ chơi đùa nữ nhân đến phát điên rồi. Vậy sao? Hãy để tôi cho cô thấy tôi có khả năng gì. Anh là ai? Anh chắc chắn không phải tên tờ Playboy đó. Hãy hỏi Diêm Vương đi. Dừng tay. Hừ. Trần lão, lão phu cửu già chậm trễ, mong thánh nhân thứ tội. Ai dám bất kính với thánh nhân? Chàng trai trẻ, cậu muốn chết thế nào? Trong đời, tôi ghét nhất là thấy người khác giả vờ trước mặt tôi. Hôm nay cho dù Như Lai Phật Tổ đến đây, ông cũng không thể thấy mặt trời ngày mai. Chàng trai trẻ, ngươi khẩu khí thật lớn. Ô nào. Làm sao có thể? Trần lão là một đại tông sư, nhưng anh đã giết ông ấy. Đừng nóng vội, tiểu mỹ nữ. Bây giờ, tôi đưa cô đến gặp ông ta. Nếu giết tôi, anh sẽ đối mặt với vô số quyền thế mạnh mẽ, và anh sẽ không thể sống sót. Nếu anh cần nhắc thả tôi, chúng ta có thể làm hòa và kết bạn. Từ giờ trở đi, Hỏa Kiếp sẽ luôn trung thành nhất đối với anh. Hãy tự mình suy nghĩ kỹ, người trung thành nhất. Vậy nếu tôi cần gì, cô chắc chắn sẽ không từ chối phải không? Không sai, miễn là chúng ta trở thành bạn, tôi sẽ sử dụng sức mạnh của mình. Khi chúng ta trở thành bạn thân, vậy chúng ta nên thành thật với nhau. Cô hiểu rõ tôi hiểu rõ cô. Đây là cách để trở thành người bạn trung thành nhất. Tôi nói có lý phải không? Không vấn đề, tôi sẽ tiết lộ tất cả bí mật của Hỏa Kiếp, bao gồm những người quyền thế đã hợp tác với chúng tôi. Không không không, cô hiểu sai ý tôi rồi. Vậy là có ý gì? Hãy nghĩ kỹ xem. Anh đúng là tên biến thái, sĩ khả sát, bất khả nhục. Ban đầu tôi định tha cho cô, vì cô đã thật lòng muốn chết. Vậy tôi sẽ miễn cưỡng đồng ý với cô. Tôi không thích giết phụ nữ, nhưng không có nghĩa là tôi không giết. Tiểu mỹ nữ, kiếp sau nhớ đừng làm kẻ thù của tôi nhé. Làm sao có thể? Dấu ấn của cô ta sao lại giống của mẹ tôi? Vì sao cô lại có dấu hoa mai? Nhanh nói tôi biết. Đây là dấu ấn đặc trưng của hội phái phù thủy. Khi tôi định hỏi cô ta về hội phái phù thủy, Tề Tiên Nhi bất thình lình đau đớn đổ xuống. Cơ thể cô có cổ trùng. Trần lão đến đây để đưa thuốc cho tôi, chắc chắn ông ấy có thuốc giải lấy giúp tôi. Lão gia hỏa vừa nãy bị tôi đánh thành tro bụi rồi. Yên tâm, tôi sẽ không giết cô. Cuộc sống này của cô đã thuộc về tôi. Sau khi được chẩn đoán và điều trị, tính mạng Tề Tiên Nhi cũng không còn nguy hiểm. Sau khi sắp xếp, tôi chuẩn bị đi đến buổi tiệc tìm Trần Thanh Tuyết. Lúc này cô ấy đang lờ đãng đợi tôi. Kể từ khi Vân Dương đánh bại Thanh Hà trên thị trường chứng khoán, giá trị thị trường của công ty đã tăng gấp đôi, trở thành doanh nghiệp lớn nhất Huyền Thành. Cộng thêm nhan sắc của chính mình, Trần Thanh quyết định sẵn là tâm điểm của bữa tiệc này. Trần tổng, tôi có thể mời cô nhảy được không? Xin thứ lỗi, tôi cảm thấy không được khỏe. Anh Lục, vì Trần tổng không được khỏe, tốt nhất anh không nên làm phiền người khác. Lạc Trường Thành bất ngờ xuất hiện, dù nam nhân có lòng tự trọng, nhưng anh ta vẫn rời đi. Trần tổng, ông Trần đã khỏe hơn chưa? Ông nội tôi đã hồi phục khá tốt, một vài ngày nữa có thể xuất viện. Vậy thì tốt, thành chủ Tần ở bên đó, chúng ta cùng nhau đến đó chào hỏi nhé. Thành chủ Tần, kể từ khi thành chủ Huyền Thành qua đời, không phải đều do Tống Minh Cao đại diện sao? Đúng là như vậy, thành chủ Tần mới vừa được điều đến hôm nay, tạm thời đảm nhiệm vị trí thành chủ. Tôi muốn chia sẻ với cô một chút tin tức. Thành chủ Tần đến từ kinh thành Tần gia. Vị trí thành chủ đã được xác định rồi. Công ty chúng ta ở Huyền Thành vẫn cần xây dựng mối quan hệ tốt. Trần Thanh Tuyết khẽ gật đầu, sau đó theo Lạc Trường Thanh đi vào. Lúc này, một người đàn ông được vây quanh khen ngợi. Đó là thủ lĩnh đời thứ 3 của kinh thành Tần gia, Tần Hạo Nhiên. Thành chủ Tần xin chào, tôi là Lạc Trường Thanh của tập đoàn Gia Quên. Anh là còn trẻ có triển vọng, vị này chắc là Trần tổng của công ty Vân Dương. Trước khi đến Huyền Thành, tôi đã nghe nói Tần tổng là mỹ nữ đẹp nhất Giang Đông. Hôm nay được gặp của Nhiên không sai. Tôi mời cô ly này. Tần Hạo Nhiên nói xong liền một ngụm uống hết. Trần Thanh Tuyết chỉ nhấp một ngụm. Cảm ơn thành chủ Tần khen ngợi, nhưng tôi tửu lượng không tốt,
mong thành chủ Tần thông cảm. Trần tổng, thành chủ đã uống xong rồi. Cô chỉ uống một ngụm, không thích hợp lắm nhỉ? Đúng vậy, Trần tổng hãy uống nốt đi. Nếu cô ấy không muốn uống, tôi muốn xem ai dám ép cô ấy uống. Sau khi tiêu diệt hỏa kiếp, tôi để Gốc và Hắc Lang bảo vệ Tề Tiên Nhi. Sau đó, tôi cùng Thiên Long Địa Hổ đến buổi tiệc giao lưu. Không ngờ đám người Tần Hạo Nhiên đã ép Trần Thanh Tuyết uống rượu. Nếu cô ấy không muốn uống, lão tử xem ai dám ép cô ấy uống. Khi tôi nói xong, nhiều người có mặt đã nhận ra tôi. Thần thiếu đến rồi. Lạc Trường Thanh có chút bối rối. Không ngờ tên bảo vệ trong mắt anh ta lại có khí chất như vậy. Vừa chuẩn bị nói, Địa Hổ nhíu mắt nhìn anh ta. Hãy ra khỏi đây, nếu không muốn bị đánh gãy chân. Anh nói cái gì? Anh nghĩ tôi đang nói đùa với anh à? Thần Húc, nơi này không chào đón anh. Vui lòng rời khỏi đây ngay. Tôi đứng ở đây, ai dám đuổi tôi đi? Vị tiên sinh này, tôi là Lưu Gia Thành, chủ tịch hội thương mại Huyền Thành. Ý của Tân Thành chủ chính là ý của tôi. Vui lòng rời khỏi đây ngay lập tức. Đợi chút, chủ tịch Lưu, thần tiên sinh là khách quý của tôi. Anh có chắc là muốn đuổi anh ấy đi không? Lưu Gia Thành sửng sốt, rõ ràng không ngờ tôi lại có quan hệ với phó thành chủ Tống Minh Cao. Lúc này không biết làm thế nào, anh ta chỉ có thể nhìn Tần Hạo Nhiên. Hôm nay là buổi tiệc giao lưu của thương gia Huyền Thành, một người ngoại đạo rõ ràng không phù hợp. Lẽ nào tôi là thành chủ Huyền Thành, không có quyền đưa ra quyết định hay sao? Với sự ủng hộ của Tần Hạo Nhiên, Lưu Gia Thành lập tức tự tin. Thần tiên sinh, thật sự xin lỗi, vui lòng rời khỏi đây ngay bây giờ. Thần Húc, quên đi, chúng ta đi thôi. Buổi tiệc này ngay từ đầu đã không thú vị. Yên tâm, để tôi xử lý. Nếu tôi nhớ không nhầm, ngươi, Tần Hạo Nhiên, là thành chủ Huyền Thành tạm thời đúng không? Từ tạm thời trong chức vị của Tần thành chủ sẽ sớm biến mất thôi. Chậm nhất không quá 3 ngày. Hi hi, anh hứa sẽ thuyết phục nhà Vino đầu tư vào Huyền Thành. Cho nên anh rất tự tin về vị trí thành chủ, tôi nói đúng không? Tần Hạo Nhiên nghe xong vẻ mặt hơi khó coi. Anh ta có thể được chuyển từ vùng Tấn Trung đến Huyền Thành để làm thành chủ. Không thể không kể đến sự giúp đỡ của Tần gia, nhưng điều quan trọng hơn là anh ta có thể khiến nhà Vino là một trong 10 nhà tài chính lớn nhất thế giới đến Huyền Thành đầu tư. Có sự hỗ trợ của thành tựu lớn như vậy, nên anh ta mới lấy được vị trí thành chủ Huyền Thành. Nhưng bí mật này chỉ Tần gia mới biết. Xin lỗi cậu, tôi mới nghe nói nhà Pino sẽ không đầu tư vào Huyền Thành nữa. Tuy nhiên, họ đã nói rõ, Tống Minh Cao có tài năng vượt trội, hơn nữa có khả năng lãnh đạo. Nếu anh ta đảm nhiệm vị trí thành chủ, có lẽ họ sẽ thay đổi quyết định. Haha, anh thật giỏi khoe khoang. Nếu nhà Pino thật sự không đầu tư vào Huyền Thành, tôi sẽ là người biết trước đầu tiên. Anh cười rất nhiều, hy vọng sau này anh không khóc. Lời nói vừa xong, một vài người đàn ông đã đến hội trường. Người đứng đầu là sếp gia chủ của nhà Pino. Ông sếp, hoan nghênh ông đã đến. Tần Hạo Nhiên nhìn thấy sếp, lập tức thay đổi sắc mặt. Nhưng mà đối phương hoàn toàn không quan tâm. Đại đương gia, sau khi nhận được chỉ thị của anh, tôi đã đến ngay. Hy vọng không làm trễ đại sự của anh. Làm sao có thể, làm sao chuyện này có thể xảy ra? Người đứng đầu nhà Pino, làm sao lại cung kính một tên thiếu gia ăn chơi? Tần công tử, hợp tác giữa chúng ta kết thúc tại đây. Và nhà Pino của chúng tôi sẽ không bao giờ hợp tác với Tần gia nữa. Tại sao? Vì anh đã xúc phạm người mà anh không nên xúc phạm. Lời nói của sếp khiến Tần Hạo Nhiên như bị sét đánh. Anh ta đương nhiên hiểu người sếp nói đến là tôi. Lúc này anh ta vô cùng không cam lòng. Hơ hơ, lần này anh thắng. Anh ta nói xong liền quay đầu cùng đồng bọn rời đi, vì anh ta không còn mặt mũi để ở lại nữa. Thiếu gia, có cần giữ anh ta lại không? Không cần, một số người tra tấn tinh thần còn tệ hơn tra tấn thể xác. Thanh chủ Tống, tôi không cần giới thiệu quá nhiều. Về phần Huyền Thành cần đầu tư cái gì, các người thảo luận nhé. Sếp sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Cảm ơn thần thiếu, chúng ta đi thôi. Dưới ánh mắt choáng ngợp của mọi người, tôi đã dẫn họ ra khỏi hội trường. Vừa đi ra đã nhìn thấy Long Thiên Quân đứng ở một bên đợi. Các người đợi ở đây một lát. Hang ổ của Hỏa Kiếp đã bị đánh sập. Cậu thực sự làm điều đó? Không sai, chính tôi đã làm. Cậu quả thật là một con bê mới sinh không sợ hổ. Đủ rồi, đủ rồi. Đây là tất cả thông tin át chủ bài của Hỏa Kiếp. Đối phó thế nào, anh tự quyết định. Tôi nói xong, rồi quay đi. Long Thiên Quân vội vàng kêu trợ lý xem tài liệu bên trong. Kết quả khiến cả hai kinh ngạc. Long Vương, đây đều là thông tin bí mật của Hỏa Kiếp. Long Thiên Quân không trả lời, chỉ nhìn về phía tôi đã rời đi. Anh thực sự không thể tin được, những con át chủ bài ủng hộ Hỏa Kiếp. Tôi thực sự đã lấy được một cách dễ dàng. Khi chúng tôi về đến biệt thự, chỉ thấy Hắc Lang và Gốc nằm trên mặt đất. Tề Tiên Nhi đã biến mất. Đại đương gia, người phụ nữ đó quá mạnh, chúng tôi không phải đối thủ. Không sao, miễn là cô ta còn ở Hạ Quốc, đừng nghĩ đến việc thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Các người mau đi điều trị vết thương. Sáng sớm hôm sau, tôi trở lại kinh thành để điều tra về hội phái phù thủy. Vừa ra khỏi sân bay, một chiếc xe quân sự dừng lại trước mặt tôi. Một người phụ nữ từ trên xe bước xuống. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ. Cô là ai? Chó ngoan không cản đường, xin cô tránh ra. Thiếu gia, hãy nghe tôi nói. Cái quái gì? Cô là gì của Yến Khuynh Thành? Yến Thanh Nhuận, nữ chiến thần của quân Huyền Vũ. Tôi từ lâu đã nghe nói Yến gia chủ có con gái khi đã già, nhưng không ngờ cô còn trẻ như vậy. Xem ra ông Yến vẫn còn tráng kiện nhỉ. Đặng Tử Tử chính là Đặng Tử Tử, trong đầu chẳng có thứ gì nghiêm túc. Nghiêm túc hay không liên quan gì đến cô. Lão tử ăn cơm nhà cô à, hay ngủ cùng giường với cô mà cô dám quản tôi? Thiếu gia, anh ngủ với cháu gái của người ta. Vậy thì sao? Lão tử đã ngồi tù 3 năm vì cô ta, còn muốn gì nữa? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu ngay cả không dám ngồi tù vì một người phụ nữ, thì còn điều kiện gì nói lại yêu cô ấy? Gì nhỏ, tôi nói đúng không? Miệng chó không nói được lời hay. Tôi có nói sai à? Vì cháu gái cô, tôi thậm chí vào tù 3 năm. Lẽ nào không xứng đáng gọi cô là gì nhỏ? Tôi không muốn nói nhảm với anh, lên xe đi. Hờ. Hai người có biết người phụ nữ này muốn gì ở tôi không? Bao nuôi tôi đấy. Thiếu gia, anh không thể đi cùng cô ta.
thấy rất nguy hiểm. Nguy hiểm, không tồn tại đâu. Nếu cô ta chọc tức tôi, lão tử sẵn sàng ngồi tù thêm 3 năm. Thiếu gia nói đúng. Chúng tôi đều thấy thiếu gia bước vào xe cô ta. Nếu cô ta dám làm gì với thiếu gia, hừ, lão thái gia sẽ không tha cho cô ta. Vẫn là địa hổ nhìn xa trông rộng. Thiên Long, cậu phải học hỏi nhiều đấy. Trên đường đi, Yến Thanh Nhuận không nói với tôi, cho đến khi chúng tôi đến một sườn núi hoang vu. Khi đó, cô ta dừng xe lại, xuống xe. Cô đưa tôi đến nơi hoang vu này là muốn làm gì? Có phải muốn làm chuyện gì sai trái không? Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh mà thôi. Đừng lo, tôi sẽ không làm hại anh. Có gì thì nói thẳng đi. Tôi hỏi anh có thừa nhận anh nợ Khuynh Thành không? Tôi nợ cải giám. Vì cô ta mà tôi ở tù tròn 3 năm. Cô có biết 3 năm qua tôi trải qua những gì không? Tôi giả vờ bi thảm. Yến Thanh Nhuận bên cạnh cảm thấy rất có lỗi. Thiếu gia nhà giàu chăn ấm nệm em như tôi, đi tù 3 năm. Cô ấy thực sự không dám nghĩ đến những chuyện tôi đã chịu. Ban đầu tôi đã chấp nhận bồi thường cho cô ấy. Ba của cô khăng khăng cắn tôi không chịu buông. Tôi không chỉ không nợ cháu gái cô, sau cùng cô ấy phải nợ tôi. Anh có biết rốt cuộc đã làm tổn thương Kinh Thành thế nào không? Anh nghĩ con bé vui vẻ làm sao? Anh có biết ngoài kia có bao nhiêu tiếng xấu về con bé không? Nếu không phải tại anh, làm sao nó có thể bị gắn mác là hoa tàn tiểu thư? Đồ khốn nạn. Sau cùng, Yến Thanh Nhuận không thể không hét lên. Tôi im lặng. Yến Khuynh Thành xuất thân danh gia vọng tộc, xảy ra chuyện như vậy, tôi có thể tưởng tượng được có biết bao nhiêu ánh mắt khinh miệt cô. Nói đi, cô tìm tôi là có mục đích gì? Nếu anh là một người đàn ông thì hãy mau đi cứu Khuynh Thành ra khỏi biển khổ. Ý cô là gì tôi không hiểu lắm. Chắc anh đã có nghe qua cha tôi đã đính hôn cho Khuynh Thành với Giang thiếu gia. Nếu Khuynh Thành kết hôn với tên rác rưởi đó, con bé sẽ không bao giờ hạnh phúc. Yến Thanh Nhuận không quên nhìn tôi sau khi cô ấy mắng xong. Cô mắng hắn là rác rưởi cũng thôi đi, cô nhìn tôi với ánh mắt đó làm gì? Cô có ý gì? Hầm ôm, cái thứ rác rưởi đó cả ngày quanh quẩn trong thanh lâu, là tên bại hoại không biết gì, vợ tốt như một ai đó. Một số phụ nữ có bộ ngực lớn mà không có đầu óc, sao lại đến nhờ một tên ăn chơi nổi tiếng? Anh nói ai ngực lớn không có đầu óc? Ai mắng tôi thì tôi mắng người đấy. Anh đang tìm cái chết. Sao có thể, làm sao anh lại có thân thủ như vậy? Dì nhỏ, tôi cảnh cáo cô nên an phận một chút, bằng không đừng trách tôi không khách khí. Hỗn đản thả tôi ra. Nữ chiến thần trong quân đội phải không? Coi lời của lão tử như gió thoảng bên tai phải không? Tên hỗn đản mau thả tôi ra. Cô cầu xin tôi, hãy cầu xin tôi thả cô ra. Tôi xin anh hãy thả tôi ra. Hờ, như vậy còn được. Sau khi tôi thi hành gia pháp, Yến Thanh Nhuận ngoan ngoãn hơn nhiều. Thần húc, nếu anh còn là đàn ông, mau đi cứu Khuynh Thành ra khỏi biển khổ. Thần gia là gia tộc giàu có hàng đầu ở Kinh Thành. Ngoài thần gia ra, Yến Thanh Nhuận không biết nhờ ai giúp đỡ. Nếu như tôi không đồng ý, nếu anh không đồng ý, tôi thề những việc mà anh đã gây ra cho Khuynh Thành, tôi sẽ trả lại anh gấp đôi. Cô có năng lực đó không? Tôi thừa nhận anh rất mạnh. Nhưng nếu như tôi nói, tôi yêu cầu nhị ca của tôi ra tay, thì anh làm thế nào đối phó? Con trai thứ hai của Yến Thanh Quang được biết đến là đại tông sư số 1 của quân đội. Tôi đã nghe nói về nhân vật này, nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ sợ hãi, nhưng tôi không còn giống ngày xưa. Hay, vì cô rất tự tin, tôi có thể cho cô chút thời gian để gọi nhị ca của cô. Đúng lúc, tôi cũng muốn thử sức với đại tông sư mạnh nhất quân đội. Đừng ép tôi. Tôi ép cô đó. Mau gọi nhị ca của cô đến đây. Ai chạy người đó làm chó. Yến Thanh Nhuận đang đầy tự tin nháy mắt đã mất hết. Tôi xin anh đấy được không? Chỉ cần anh có thể cứu Khuynh Thành ra khỏi đó, miễn là tôi có thể làm được tôi sẽ không từ. Bao gồm bản thân tôi. Cô nghiêm túc chứ? Nghiêm túc, chỉ cần anh đồng ý tôi sẽ là của anh. Đó là câu nói đó. Vừa nói xong, tôi tiến đến sờ mông cô ta. Yến Thanh Nhuận lập tức đỏ mặt. Chúng ta làm điều này có phù hợp không? Dù gì cô cũng là dì nhỏ của Khuynh Thành, anh chưa cứu Khuynh Thành, vì vậy đừng chạm vào tôi. Haha, không chiều cô nữa. Đừng lo lắng dì nhỏ, hôn nhân của Yến Khuynh Thành không ai có thể ra quyết định thay cô ấy. Sau khi tách khỏi Yến Thanh Nhuận, tôi đến Long Tổ. Tôi nhất định phải tìm manh mối về mẹ tôi. Điều làm tôi ngạc nhiên, ngoại trừ Long Thiên Quân, trong phòng còn một ông già khác, chính là tiểu tử cậu đã nhổ tận gốc Hỏa Kiếp. Lão già này là ai vậy Long Vương? Đây là lão sư của tôi, xin hãy tôn trọng. Thì ra là sư phụ của Long Vương. Thảo nào hỏi nhiều như vậy. Lão phù Long Thanh Phong, tiểu tử cậu cũng thật là ngông cuồng đấy. Hóa ra là người dùng chính đôi tay của mình tạo ra Long Tổ. Long Thanh Phong tiền bối, thất lễ. Được rồi, đừng giở trò trước mặt lão phu. Hôm nay cậu đột nhiên đến đây là muốn Long Tổ của tôi làm gì? Long tiền bối có nhiều thông tin, không biết ông đã nghe nói về hội phái phù thủy chưa? Sao cậu lại hỏi điều này? Long tiền bối có thể không biết, thủ lĩnh của Hỏa Kiếp thực sự là người của hội phái phù thủy. Điều này không thể nào. 10 năm trước hội phái phù thủy đã bị ba đại thế lực phá hủy. Sư phụ, có thể lúc đó đã có cá lọt lưới, đã ẩn nấp suốt những năm qua, có thể đang chờ thời cơ quay lại. Long Thanh Phong nghe xong, vẻ mặt nghiêm lại. Cuộc chiến giữa thế gia và hội phái phù thủy thương vong vô số, mỗi khi nghĩ về nó ông đều thấy sợ hãi. Nếu đứa trẻ này không nói dối, vậy thì vấn đề phải được ghi chép từ lâu rồi. Có cần phải căng thẳng vậy không? Tiểu tử cậu không biết về lịch sử của nó, nên không biết nếu hội phái này thực sự tái sinh, sự yên bình của võ lâm sẽ bị phá vỡ, ngay cả người bình thường cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không thể không lo lắng được. Thiên Quân hãy tự mình điều tra. Nếu tiểu tử này không nói dối, ngay cả khi đào ba tức đất, chúng ta cũng phải tìm ra những tên phù thủy xấu xa đó. Tân Mạnh, sư phụ, nếu tra được tin tức của hội phái phù thủy, nhớ báo cho tôi sớm nhất. Sao tiểu tử cậu muốn tìm hội phái phù thủy? Tôi không thể nói bất cứ điều gì. Dù sao, tôi sẽ không để ông giúp tôi vô ích.
hãy coi như tôi nợ Long Tổ một ân tình. Ân tình của cậu có giá trị không? Sư phụ, con không cần phải nói. Tiểu tử, tôi nghe nói rằng thân thủ của cậu khá tốt. Cậu có thể chỉ điểm cho lão già này không? Hay là thôi đi, tôi sợ lỡ tay sẽ vô tình đánh ông chết. Nghe nói tiểu tử cậu rất lợi hại, có thể đánh với tôi một trận không? Tốt hơn là đừng đánh, tôi sợ sẽ lỡ tay đánh chết ông. Cậu có tự tin có thể đánh bại lão phu? Sức mạnh của Long Tiền Bối cũng khá tốt, nhưng nếu tôi đánh thật sự, một tay cũng đủ đối phó với ông. Được được được, tôi từng nghĩ khi còn trẻ mình đủ ngông cuồng, nhưng không ngờ tiểu tử cậu lại ngông cuồng hơn. Như thế này, nếu tiểu tử cậu có thể đánh bại lão phu, nếu Long Tổ chúng ta phát hiện ai thuộc hội phái phù thủy, nhất định sẽ thông báo cho cậu đầu tiên. Vì lão tiên sinh muốn bị đánh, thì tôi sẽ thỏa mãn ông. Hào tiểu tử, tôi còn chưa dùng hết sức mà ông đã không chịu nổi rồi. Tôi nói xong và quay người đi ngay. Long Thanh Phong không kìm được phun ra một ngụm máu. Sư phụ, người không sao chứ? Tiểu tử đó thời khắc quyết định đã dừng tay. Nếu không, tôi sợ ngày mai không thấy được mặt trời nữa. Sư phụ, cậu ấy chỉ mới 20 tuổi thôi, làm sao có thể mạnh đến thế? Thôi không nói chuyện đó nữa, nhanh đỡ lão phu đi điều trị. Khuynh Thành yên tâm, di nhỏ của con sẽ không bao giờ cho phép con kết hôn với tên khốn đó. Đủ rồi di nhỏ, người đã làm đủ cho con rồi. Tên đó đã đồng ý với tôi, nhất định sẽ giúp con thoát khỏi biển khổ. Di nói là thần húc. Đúng, hôm nay tôi đã gặp anh ta. Nhắc đến tên tôi, Yến Khuynh Thành vẫn còn sợ hãi. Dù rất muốn thoát khỏi xiềng xích của gia đình, nhưng cũng biết rằng tôi không phải người tốt, nên nhờ tôi giúp đỡ cũng không dễ dàng. Di nhỏ, tên khốn đó bắt nạt gì đúng không? Còn nữa, di có hứa với tên đó chuyện gì không? Không có, sức mạnh của di nhỏ của con mà con không biết sao? Chẳng ai có thể lợi dụng di nhỏ của con được. Còn về điều kiện, Hamum, tên đó nào dám đề cập trước mặt tôi, những gì anh ta nợ con không bao giờ trả được. Di nhỏ, hãy nói thật với con, giữa di và hắn có thỏa thuận cái gì không? Tôi đã đồng ý với tên đó, chỉ cần anh ta đồng ý ngăn cản cuộc hôn nhân này, tôi sẽ cho anh ta cơ hội theo đuổi tôi. Yến Thanh Nhuận nói một câu dối trá, làm cho Yến Khuynh Thành rất lo lắng. Vì tôi nổi tiếng là người không tuân theo luật lệ, con cũng đừng lo lắng. Dù sao, di chỉ nói rằng sẽ cho anh ta cơ hội theo đuổi, khi đó việc có từ chối hay không phụ thuộc vào tôi. Di nhỏ, thực ra di không cần tìm anh ta đâu, dù anh ta đồng ý hay không cũng không thay đổi gì, bởi vì anh ta không có khả năng ngăn chặn nó. Con có biết không, tên đó dường như là một người hoàn toàn khác. Tóm lại, đừng hỏi nhiều, chỉ cần tin rằng tên đó có thể giúp con thôi. Dù không hiểu vì sao di nhỏ lại tự tin đến vậy, nhưng ngày mai là ngày cô cười với Giang gia, Yến Khuynh Thành không còn lựa chọn khác. Thành Tuyết, con có trách ông nội vì đã sắp xếp cuộc hôn nhân này cho con không? Ông nội, giới trẻ ngày nay đều theo đuổi tình yêu tự do, con chỉ cần trả lời có hoặc không. Có. Vậy thì ông nội sẽ hỏi tiếp, con nghĩ tính cách của thần húc như thế nào? Trần Thanh Tuyết ngơ ngác khi nghe điều này. Mặc dù bên ngoài có nhiều lời đồn đại về tôi, nhưng vài ngày quen nhau, cô ấy cảm thấy tôi không giống như mọi người nói. Chị, anh rể không như những gì mà mọi người nói đâu. Ai biết anh ta có đang giả vờ không? Không, sẽ không có ai giả vờ hoàn hảo như vậy đâu, sẽ luôn có dấu vết gì đó. Tính cách phóng khoáng, dễ dãi của anh rể không phải giả đâu. Ngay cả những lời em nói không sai, nhưng mà ông nội con với anh ta chỉ mới gặp nhau vài ngày, hôn nhân không phải trò đùa, làm sao có thể cầu thả? Hồi đó ông chỉ biết bà nội con một ngày thôi, hôm sau ông đã lấy bà ấy làm vợ. Ông nội, hiện tại không thể so sánh với thời của ông được. Ai dám tự phụ như vậy? Anh là Kỳ Lân Thủ Tả Kinh Vân. Đã mấy năm rồi tôi không xuất hiện trên giang hồ, không ngờ còn có người nhận ra Tả Mỗ. Hê hi. Ba, con dự định đưa thằng nhóc này vào quân đội. Ông nội, ông không đùa phải không? Thằng nhóc này quá hoang dã rồi, mang đi rèn luyện trong quân đội cũng không tồi. Không đi, con không có thời gian. Con không muốn vào quân đội, vậy thì định làm gì? Tiếp tục làm thiếu gia lời biếng à? Như vậy thật tốt, người khác muốn chơi cũng không được. Hỗn trướng, cậu mới hỗn trướng, im miệng, không được mắng trách của tôi. Ông cố, ông nội, con tự có kế hoạch của riêng mình, đừng lo lắng cho con nữa. Tiểu Húc à, tương lai ta và ông cố của con không còn nữa, con định sẽ làm gì? Chỉ cần làm những gì con phải làm, dù sao tiền của nhà mình cũng không tiêu hết trong ba đời. Được rồi, được rồi, nếu không có việc gì khác, con sẽ đi ngủ. Ngày mai con còn việc phải làm. Con có thể làm việc gì? Thằng nhóc con có phải định đi cướp dâu không? Không sai. Hào tiểu tử, không hổ là con cháu thần gia có tinh thần như thế. Thiếu gia, thiếu gia, có chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Phong tỷ bị thương nặng, hai chị em Trần gia đã bị bắt cóc rồi. Cái gì? Cha, mau điều tra cho tôi, dù người đó là ai phải trừng trị nghiêm khắc. Ba, xin đừng lo lắng, con sẽ báo Long Tổ xử lý chuyện này. Không cần đâu, việc này để con xử lý. Anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi? Để tôi tự giới thiệu, tôi là Giang Như Phong. Chắc hẳn cô đã nghe qua. Anh đã làm gì ông nội tôi? Cái lão già đó à? Có lẽ đã chết rồi. Khốn nạn, tôi liều mạng với anh, cảnh sát sẽ không tha cho anh đâu. Chắc chắn sẽ không. Phụ nữ tôi chơi đùa cũng 80 đến 100, nhiều người trong số họ bị tôi ép buộc. Nhìn xem, không phải tôi vẫn đứng ở đây sao? Giang thiếu gia, đồ đã được chuẩn bị rồi. Làm tốt lắm, ra ngoài và nhận thưởng đi. Cảm ơn Giang thiếu, hai người có biết vì sao tôi bắt hai người không? Tên khốn kiếp, công lý luôn tồn tại. Ông trời sẽ không tha cho anh đâu. Ngày mai tôi sẽ kết hôn. Hơn nữa cô dâu của tôi còn rất xinh đẹp. Nhưng tôi không thể vui được, bởi vì kể từ ngày mai, tôi sẽ bị chụp một cái nón màu xanh lên đầu. Và người đội nó lên đầu tôi là thần húc.
hẳn cô đã biết hắn rồi phải không? Thật thất lễ khi nhận mà không đáp lễ, tôi cũng muốn anh ta nếm mùi phản bội. Chỉ là tôi không nghĩ tới hai chị em của các cô lại là sinh đôi. Ha ha ha, tính ra thì tôi cũng không thiệt. Đừng lo lắng, miễn là các người uống ly rượu này. Tiểu mỹ nhân, tôi khuyên các người đừng chống cự nữa. Tên khốn, đừng động đến em gái tôi. Tên khốn, anh dám đụng vào chị tôi sẽ đánh anh. Ha ha, các người cứ hết thoải mái, ngay cả hết khang cổ họng cũng không ai đến đâu. Thế à? Phụt, thần húc. Lão tử đến đây, bây giờ anh có thể cho tôi biết anh muốn chết như thế nào? Ha ha, chỉ bằng ngươi, Vân sư huynh, giúp tôi đem tiểu tử này đi. Giang thiếu gia, tôi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vân sư huynh là cường giả bán đại tông sư. Anh cái tên ăn chơi làm sao có thể giết được Vân sư huynh? Anh không muốn chết phải không? Vậy thì tôi sẽ để anh sống. Anh muốn làm cái gì? Rượu ngon như vậy không uống của thật là lãng phí. Sau khi đổ rượu vào miệng Giang Như Phong, tôi đã cởi trói cho họ. Anh rể, tên khốn này đã giết ông tôi. Yên tâm đi, ông nội Trần không sao, các người về huyền thành. Chuyện bên này để tôi xử lý. Thần húc, anh đừng qua đây. Đây là kinh thành, là địa bàn của Giang gia chúng tôi. Thiếu gia, đồ tôi bảo các cậu chuẩn bị đâu? Nó đã ở trong phòng. Thiếu gia, nửa đêm cậu bảo chúng tôi tìm một con lợn này đến làm gì? Lát nữa sẽ cho các cậu xem một màn hay. Thần thiếu, anh để tôi đi được không? Tôi sẽ không quan tâm đến chiếc mũ xanh anh đội cho tôi nữa. Bây giờ biết hối hận rồi, xin lỗi. Trễ rồi, anh muốn làm gì tôi? Hiệu quả của thuốc trên người anh nên bùng phát rồi. Yên tâm, bản thiếu gia làm sao có thể để anh chết được. Tôi đã chuẩn bị cho anh đại lễ. Thần thiếu, anh thả tôi ra. Tôi sai rồi, xin hãy để tôi đi. À, một con lợn hoa vàng bị hủy hoại như vậy. Chỉ có thiếu gia mới nghĩ ra thủ đoạn hay như vậy. Cảm ơn đã khen, hai người đi chụp ảnh. Tôi phải đưa tên này lên trang nhất của ngày mai. Thiếu gia, như vậy có quá tàn nhẫn không? Sau đó, hãy làm một bức tranh khảm cho khuôn mặt của con lợn này. Dù sao vẫn là lợn hoa vàng, da mặt sẽ mỏng hơn. Thần thiếu, hôm nay khoản này tôi nhớ rồi. Anh có điên không? Tin hay không, lão tử sẽ để anh quỳ xuống cầu xin trong một giây. Quỳ xuống, anh hãy nằm mơ đi. Huynh đệ, nhìn xem đây là cái gì? Thiên Long nói xong đưa điện thoại đến trước mặt Giang Như Phong. Sau khi nhìn rõ những gì bên trong, hắn trực tiếp sợ hãi. Đại ca, là tôi có mắt không biết Thái Sơn. Tôi xin anh, đừng để những bức ảnh này lan truyền ra ngoài. Của nhiên phế vật chính là phế vật. Chúng ta đi thôi. Tiểu tử khốn kiếp, mặt mũi của Giang gia đã bị cậu làm mất hết. Ba đánh con làm gì? Còn có mặt để hỏi, xem đây là cái gì? Giang Chính Hồng nói xong lấy điện thoại ra. Giang Như Phong chăm chú nhìn, một tiêu đề tin tức xuất hiện. Đó là sự biến dạng của nhân loại hay sự suy đồi đạo đức? Giang gia đại thiếu lại cứng bức heo hoa vàng. Chị, xem tin tức đi. Có gì nào vậy? Trần Thanh Tuyết mơ hồ mở tin tức trên điện thoại, cũng nhìn thấy tin tức bắt mắt đó. Hai người không nhịn được cười thành tiếng. Chắc là do anh rể làm. Em sẽ gọi anh rể và hỏi. Không cần gọi, Thần Húc đã trở lại. Ông nội Trần, ông không sao chứ? Tôi không sao, cậu đừng lo. Vậy thì tốt. Anh rể, tin tức vừa rồi có phải là do anh làm không? Điều đó cần thiết. Tôi như vậy có tính là làm điều xấu trước mặt cô không? Thật sự là nhẹ nhõm anh rể à? Nếu không có gì, tôi đi trước đây. Đi cái gì? Cậu ở lại đây. Ngày mai là ngày lành. Tôi sẽ định cuộc hôn nhân của cậu với Thanh Tuyết trước. Ông nội, ông không thể làm thế. Con lại không nghe lời. Thần Húc, cậu nghĩ sao? Ông nội Trần cái này, con không thể chết chống cự. Ông nội, đừng dính líu đến chuyện hôn nhân của con nữa được không? Ông nội, ý của chị là muốn bắt đầu làm bạn bè trước. Dù sao chị cùng anh rể còn phải hiểu nhau hơn một chút. Phải, ông nội Trần, chúng tôi mới quen nhau được vài ngày, dù sao cũng phải mất 3 đến 5 năm để hiểu nhau. Hiểu nhau cũng được. Tôi chỉ để hai người đưa ra hôn sự trước. Sau khi tình cảm của hai người sâu sắc thì hãy tổ chức đám cưới. Trần Thanh An nói xong liền quay người đi, hoàn toàn không cho chúng tôi cơ hội từ chối. Chị, anh rể, sao không giải quyết hôn sự trước đã? Như vậy ông nội cũng có thể yên tâm. Không thể được. Một người đàn ông tốt như tôi, trên đời có mấy người phụ nữ từ chối được. Thời gian lâu, chị của cô càng không thể rời bỏ tôi. Tôi không thể rời xa anh. Ha ha, anh đi mơ mộng xuân thu đi. Trần Thanh Tuyết hụ hụ nói xong liền đi. Tôi vội vàng kéo cô ấy lại. Cô vẫn chưa thể đi, cô phải đi thuyết phục ông nội cô. Muốn khuyên anh tự đi khuyên. Hừ, anh rể, anh cũng vậy. Đã nói rồi, chỉ là đính hôn thôi. Anh kháng cự như vậy làm gì? Hơn nữa không thấy chị gái tôi không từ chối sao? Giao giao, chị cô không đi khuyên ông nội Trần. Vậy thì cô phải giúp tôi thuyết phục. Nếu nhất định phải đính hôn thì phải đổi ngày khác. Bởi vì ngày mai tôi có việc quan trọng phải làm. Anh có việc gì không thể đổi ngày khác sao? Ngày mai tôi phải đi cướp dâu. Nếu đổi ngày khác thì không dễ cướp. Cái gì? Ba, đại ca, nhìn xem chuyện tốt mà tên rác rưởi nhà họ Giang kia làm đi. Nếu các người còn muốn cả khuynh thành cho hắn, Yến gia chúng ta chắc chắn cũng sẽ trở thành trò cười. Yến Thanh Nhuận vô cùng phấn khích, bởi vì Giang Như Phong đã làm ra chuyện xấu khiến tổ tiên 18 đời hổ thẹn. Chắc là ba cô sẽ đổi ý. Thật tiếc là không như vậy. Khuynh thành phải cưới. Ba, như vậy có được không? Ba có phải già hồ đồ rồi không? Các con nghĩ trái tim của ba được làm bằng sắt sao? Cày tổ lớn vào mùa xuân tới, có thể tiến xa được hay không? Liên quan đến tương lai Yến gia chúng ta, kết hôn với Giang gia là hy vọng duy nhất. Diệp An nghe xong im lặng không nói. Ông đã là thống đốc vùng Tây Bắc được 8 năm. Năm sau nếu không thể tiến xa hơn, có nghĩa là ông ta sẽ không bao giờ vào được kim tự tháp quyền lực. Đến lúc đó chờ Yến Chính Đình nằm xuống, Yến gia suy tàn chỉ là vấn đề thời gian. Ba,
vị Yến gia chúng ta hy sinh hạnh phúc cả đời của Khuynh Thành. Thật không công bằng, trên đời này nào có công bằng. Khuynh Thành được sinh ra với chiếc chìa khóa vàng của Yến gia. Kể từ giây phút đó, con bé đã có cuộc sống mà người bình thường mơ ước. Cho dù con bé kết hôn với Giang gia, cuộc sống tương lai vẫn là tốt nhất trên thế giới này. Chỉ là để con bé lấy một người không thích mà thôi, cũng không phải là đẩy nó xuống địa ngục. Khuynh Thành là dì nhỏ vô dụng, không thể bảo vệ con. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Dì nhỏ, dì đừng nói vậy. Dì đã làm đủ cho con rồi. Đây là số mệnh của con, mọi thứ đều là định sẵn. 3 năm trước, anh họ vì tranh đoạt vị trí gia chủ đã lừa tôi làm ông ấy đệ nhất mỹ nữ kinh thành, Yến Khuynh Thành. Yến gia vì tương lai của gia tộc đã kết thông gia với Giang gia, mà hôm nay chính là ngày cưới của Yến Khuynh Thành. Để bù đắp cho cô ấy, tôi quyết định cứu cô ấy ra. Lúc này Giang Như Phong nhìn Yến Khuynh Thành trước mặt, trong lòng là một cơn giận dữ. Dù sao tối qua cũng bị một con lợn ké ra chơi, thiếu gia là người làm việc phải bình tĩnh. Cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Bác Phúc, lát nữa tôi sẽ tìm cơ hội, người nhất định phải giúp tôi giết chết thần húc đó. Cậu cứ yên tâm đi, hôm nay là ngày trọng đại của Giang công tử và Yến tiểu thư. Hai vị trước tiên muốn cảm ơn người thân, bạn bè đã đến chúc mừng. Người dẫn chương trình phát biểu trên sân khấu, bên dưới Giang gia chủ cùng Diệp gia đang thương lượng hợp tác. Mấy ngày nữa tôi sẽ để chính Hồng đích thân dẫn người đi kiểm tra Tây Bắc. Dự án đầu tư có thể được lên kế hoạch trong vòng tối đa 1 tháng. Đến lúc đó, Giang gia tôi sẽ đầu tư 100 tỷ. Vậy thì cảm ơn Thông gia. Đến lúc đó tôi sẽ để Yến An nới lỏng chính sách. Yến Chính Đình lúc này rất vui vẻ. Chỉ cần lần này hợp tác với Giang gia thành công, Yến gia ít nhất có thể đảm bảo thêm 20 năm không suy. Xin hỏi chú rể, anh có muốn lấy người phụ nữ bên cạnh anh làm vợ không? Luôn yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy, tôi đồng ý. Vị mỹ nữ này, cô có muốn lấy người đàn ông bên cạnh cô làm chồng hay không? Tôi phản đối. Công tử ăn chơi, thần húc, sao hắn dám tới đây? Có phải là muốn chết không? Thần húc, cậu làm gì ở đây? Bảo an, đuổi anh ta ra khỏi đây. Tôi đứng ở đây, các người có gan thì động tay đi, đừng hành động hấp tấp. Thông gia, anh như vậy là ý gì? Tiểu tử này tới đây chắc chắn là thần lão thái gia đồng ý. Chúng ta không thể trực tiếp ra tay. Thần húc, nếu hôm nay cậu đến đây uống rượu cưới, vậy thì Yến gia và Giang gia có thể để chỗ cho cậu. Nhưng hy vọng cậu có thể biết điều một chút. Lão tử không muốn nói chuyện với người bán con cầu vinh. Cậu nói cái gì? Lão tử nói rồi, không muốn nói chuyện với người bán con cầu vinh. Câu nói này giống như một cái tát vô hình, xả mạnh vào mặt người Yến gia. Mặc dù không muốn, nhưng rất đau. Tôi không quan tâm đến phản ứng của người khác, mà là nhìn Yến Khuynh Thành nói, cô có muốn gả cho tên rác rưởi kia không? Thần húc, cậu nói ai là rác rưởi? Tôi không nói chuyện với anh. Anh dám nói một chữ nữa thì lão tử đánh gãy chân anh. Giang Như Phong bị tôi làm sợ đến không dám nói thêm nửa chữ. Lúc này Yến Khuynh Thành đã sớm rơi nước mắt. Cô ấy nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đưa cô ấy đi ngay bây giờ, ai ủng hộ ai phản đối. Âm thanh truyền khắp hội trường, nhưng không ai nói chuyện. Tôi lên sân khấu đi về phía Yến Khuynh Thành. Thần húc, anh lập tức cút khỏi đây, nếu không anh nhất định sẽ hối hận. Lão tử vừa nói rồi, nếu ngươi còn dám nói một lời thì đánh gãy một chân của ngươi, xem ra ngươi không có tai nghe. Bắc Phúc, đánh gãy chân hắn và ném ra ngoài. Ai dám động đến thiếu gia nhà chúng ta? Một giọng nói độc đoán vang lên, chính là Thiên Long Địa Hổ và Hắc Lang bọn họ. Người đứng đầu chính là sư phụ của Thiên Long Địa Hổ, Tiêu Cửu Minh. Ngươi cũng muốn tới đây khuấy vũng nước bùn này sao? Tống Tử Thiền, nhiều năm không gặp, không ngờ ông vẫn còn sống. Sư phụ, chuyện cũ thầy cứ giải quyết, những quả dưa hấu nứt khắc giao cho chúng con là được. Có thể, sư phụ nhiều năm rồi không gặp đối thủ, chắc hôm nay có thể thống khoái. Anh Tiêu, hôm nay ông dám đến đây, Thần Định Quốc là có ý gì? Yến lão đầu, Tiêu tiền bối còn có mấy huynh đệ này của tôi chỉ là đến xem kịch, hôm nay muốn mang Yến Khuynh Thành đi là ý của tôi, tất cả hậu quả do mình tôi gánh chịu, cậu lấy gì để gánh vác? Cái này có đủ không? Ha ha, dựa vào anh, cười chết người. Người xem lời của lão tử là gió thoảng qua tai à? Dưới ánh mắt của mọi người, tôi đạp gãy một chân của Giang Như Phong. Tiếp theo là một chân nữa, chân còn lại của Giang Như Phong cũng bị đạp gãy. Hắn nằm trên mặt đất như một con chó chết, mắt đầy sợ hãi. Tiểu tử, tìm chết. Phúc Bá bị tôi đập chết. Trong chốc lát tất cả rơi vào sự im lặng chết chóc. Thiên Long Địa Hổ thiếu gia tôi rất mạnh đấy. Bây giờ tin chưa? Thiếu gia, ngươi thật sự là siêu cấp cao thủ. Thiên Long mau cho ta một cái tát. Tôi muốn biết mình có đang mơ không. Ha ha, đại đương gia có thể chấn áp quần hùng mục chết. Ngươi cho rằng anh ấy chỉ có chút sức mạnh này sao? Huynh đệ, thực lực của thiếu gia chúng tôi mạnh đến mức nào? Không ai biết đại đương gia mạnh cỡ nào. Anh ấy có thể giết chết mọi người ở đây chỉ bằng một tay. Thân thủ không tệ. Tử Thiên, đối thủ của ngươi là ta. Tiêu lão hãy lùi lại. Ông giỏi lắm phải không? Tống Tử Thiên là cường giả của bán đại tông sư, chúng một chiêu liền bị đánh cho bất tỉnh. Làm sao có thể? Hắn chỉ mới ngoài 20 thôi. Yến Thanh Nhuận đã bị sốc. Giờ cô ấy mới biết tại sao tôi không để ý đến lời nói của cô ấy 2 ngày trước. Tôi nói lại lần cuối, những gì tôi làm hôm nay không liên quan đến người khác, tất cả hậu quả đều do tôi gánh chịu. Lão tử bây giờ sẽ đưa cô ta đi, tên nào không sợ chết thì có thể đến thử xem. Lời của tôi khiến Yến Khuynh Thành vô cùng cảm động. 3 năm rồi, người trước mắt không còn là thiếu niên ăn chơi như trước nữa. Thần húc, cậu đi đi, mối thù giữa chúng ta đã được giải quyết. Cô đừng nói chuyện, hãy đi theo tôi. Chàng trai trẻ, nếu cậu sẵn sàng rời đi ngay bây giờ, vậy thì những chuyện vừa xảy ra
Giang gia chúng tôi có thể xem như chưa xảy ra. Tôi đã dám chịu trách nhiệm. Ông muốn theo như thế nào? Tôi sẽ hầu ông đến cùng. Hôm nay ngươi phá hỏng chuyện vui của Giang gia ta và làm thương cháu trai ta. Thật sự cho rằng lão phu không dám động đến ngươi? Tôi vừa nói rồi, có gan thì ngăn tôi lại thử xem. Mặt mũi của Giang gia hoàn toàn bị ép xuống dưới đáy xã hội. Nếu không phản công nữa sẽ hoàn toàn trở thành trò cười. Mặc dù Giang Thượng Đức tức giận, nhưng không dám xé ra mặt với nhà Thần gia. Khi bầu không khí khó xử, một người đàn ông lớn tuổi đi cùng với lính gác bước vào. Tiểu tử, cậu thật có can đảm. Thiếu gia, chúng ta nên làm gì? Sao không rút đi trước? Yến lão gia thân phận đặc biệt, chúng ta không thể làm loạn. Lão già, ông muốn ngăn tôi? Tiểu tử khốn kiếp, hồi đó ta tha mạng cho ngươi, không ngờ hôm nay ngươi còn dám cưỡi lên đầu Yến gia ta. Có phải lão già ông mắt mờ rồi không? Còn mắt nào thấy tôi bắt nạt Yến gia các người? Tôi rõ ràng là đang giúp nhà ông. Quả nhiên là trên không thẳng dưới sẽ cong. Tiểu tử này, cậu cũng chưa chán như lão già Thần Viên Sơn khi còn trẻ. Kết thân với Giang gia là ưu tiên hàng đầu của Yến gia. Tôi đến đây phá hoại còn nói tốt bụng giúp đỡ Yến gia họ. Điều này khiến lão già Yến gia tức giận quá. Lúc này một giọng nói độc đoán truyền đến. Ngươi mắng ai vậy? Ngươi dám nói lại lần nữa không? Bảo an lên. Yến Trung Đường nghe thấy âm thanh, liền lùi lại hai bước. Nói cho lão tử, ông vừa nói ai vô liêm sỉ? Chú thần, bình tĩnh đi. Cút sang một bên cho tôi, hôm nay tôi sẽ dạy cho lão già này một bài học. Ba, đừng nên kích động. Lão bất phu, ông có gan thì đừng trốn. Nhưng câu nói đáng sợ vừa rồi nói với cháu tôi đâu rồi? Lão tử nào có trốn? Có gan thì đến đây. Yến Trung Đường mặc dù trong lòng hoảng sợ, nhưng vẫn kiên trì la hét. Điển hình cho việc dù chết cũng phải giữ thể diện. Tôi nói với cô, nếu ông cố của cô còn cứng miệng, lát nữa chắc chắn sẽ bị đánh. Vậy ngươi còn không mau khuyên ông cố của ngươi? Được rồi, hai người có thể tạm dừng một chút được không? Con hơi đói rồi, nếu không chúng ta ăn trước đã. He he, chủ ý này không tồi. Lão tử cũng đói rồi, khai tiệc. Giang Như Phong bị đánh gãy chân trong đám cưới của mình. Cô dâu còn ngoại tình với người đàn ông khác. Lúc này hắn vô cùng ủy khuất, nhưng tất cả người Giang gia đều là dám tức giận không dám lên tiếng. Chân của con đau quá, hãy đưa con đến bệnh viện trước đi. Hôm nay là ngày cưới của con. Chú rể con bỏ chạy là sao? Cậu nam nữ, lão tử sẽ không để hai người yên đâu. Chú thần, cốc rượu này con kính chú. Hai nhà chúng ta có chuyện gì không vui thì nói sau. Con hy vọng hôm nay là ngày trọng đại của cháu gái con. Đừng nên gây rắc rối nữa. Yến huynh, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nghĩ chúng tôi tới đây để tìm rắc rối sao? Thần huynh đừng hiểu lầm, tôi tuyệt đối không có ý đó. Vậy ý ông là gì? Đều câm miệng đi. Yên tâm đi, ngày trọng đại này làm sao tôi có thể động thủ được. Lão Diệp, còn ông thì sao? Chúng ta đã biết nhau gần nửa đời người. Ông hiểu tính khí của tôi. Vừa rồi là tôi quá bốc đồng. Tôi nâng ly chúc mừng ông. Sao chúng ta không quên đi mối hận thù đi? Tôi sẽ uống trước. Ông rốt cuộc muốn gì? Không phải vừa rồi nói rồi sao? Tôi muốn xin lỗi ông. Nếu chúng ta hãy cười quên đi mối hận thù, từ nay về sau chúng ta là huynh đệ, được không? Ông có chuyện gì trực tiếp nói đi. Đừng có vòng vo tam quốc nữa. Ông cứ như thế này làm tôi sợ. Được, tôi thích tính cách nhanh nhẹn của ông. Tiểu tử thối dẫn Yến nhà đầu qua đây. Tôi không biết ông cố đang giở trò gì, nhưng vẫn dắt Yến Khuynh Thành đi qua. Các ngươi xem, cháu trai của tôi và cô gái của nhà Yến gia có đẹp đôi không? Có giống một cặp trời sinh không? Giang Như Phong nghe trực tiếp nôn ra máu. Sắc mặt người nhà họ Giang đều khó chịu như ăn phân. Bị đánh vào mặt trước mặt nhiều người như vậy, Giang gia chưa bao giờ xấu hổ như vậy. Thần lão gia có con mắt tinh tường. Thần thiếu và Yến tiểu thư thật sự rất hợp nhau. Rất tốt, thần thiếu tài năng. Yến tiểu thư xinh đẹp, vô cùng hoàn hảo đấy. Giang Như Phong nghe những lời này cuối cùng không nhịn được bùng nổ. Yến Khuynh Thành là của tôi, cô ta là cô dâu của ta. Giang thiếu gia ưu tú như vậy, tôi tin anh sẽ tìm được người phụ nữ tốt hơn tôi. Đồ tiện nhân, lão tử nguyện ý cưới cô, đôi giày rách là may mắn tám kiếp của cô. Có phải cô bị thần hút mê hoặc không? Giang Như Phong dường như mất đi lý trí, càng mắng càng khó nghe. Lúc này sắc mặt người Yến gia đều thay đổi. Mặc dù con gái của đại gia tộc là công cụ hôn nhân, nhưng Yến Khuynh Thành sau cùng là người Yến gia. Khốn nạn, mày đang nói cái quái gì vậy? Mọi người đừng để ý, cháu tôi không có ý gì đâu. Xin đừng nghe lời của cậu ta. Tôi sẽ không bao giờ tha cho cậu ta đâu. Hôm nay đám cưới này đã kết thúc. Ông nội, im miệng cho tôi đã nói rồi. Bán con gái để cầu vinh không phải là hành động của đại trượng phu. Làm người phải dựa vào chính mình. Được, lão Yến, lời này của ông nói chạm đến lòng tôi. Tôi sẽ nâng ly một lần nữa. Yến Khuynh Thành không còn bị ép cưới, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn, không cần cảm ơn, là tôi nợ cô đấy. Tôi nói xong, trực tiếp một mặt suy ngẫm đi về phía Giang Như Phong. Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi trực tiếp một cước đạp gãy chân thứ ba của hắn. Lúc này, thái giám duy nhất của Hạ Quốc ra đời. Chứ con lợn nái, tôi không bằng anh, về mặt khác, tên hề cậu cũng xứng để so với tôi à. Nhưng đáng tiếc, từ nay về sau, mày thậm chí không thể làm với lợn nái nữa. Thần húc, thần gia các người là có ý gì? Ê gia, tiểu tử thối, sao con có thể đánh người? Làm phiền rồi, mọi người đừng bận tâm. Cháu trai này của tôi hư hỏng, khi về tôi sẽ không tha cho nó. Khi Giang Như Phong xúc phạm Yến Khuynh Thành trước đó, Giang Thượng Đức là như vậy trả lời mọi người. Lúc này, thần định quốc đáp trả nguyên vẹn lời của đối phương. Yến Khuynh Thành cảm thấy sống mũi hơi cay khi bị Giang Như Phong xúc phạm. Người Diệp gia mặc dù tức giận, nhưng không ai đứng ra bảo vệ cô ấy.
mà bây giờ lại là Thần Húc cùng Thần Định Quốc thay cô trả thù. Bắt nạt người quá đáng, bắt tiểu tử này lại, bắt kẻ sống chết. Lời vừa nói, hàng chục vệ sĩ mặc đồ đen xuất hiện, mỗi tay đều cầm súng. Hỗn xược, ở kinh thành dám phô trương vũ khí, Giang gia các ngươi muốn nổi loạn phải không? Tôi sẽ bắt bọn phản tặc này. Lời của Thần Định Quốc vừa xong, một đám binh sĩ đầy súng ống xông vào, quây kín người nhà Giang gia. Đây là kinh thành, chúng ta không thể làm gì được Thần gia, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hay lắm, Thần Định Quốc, chúng ta cứ lừa xem sổ cái, chúng ta hãy chờ xem. Ta để các ngươi đi sao? Tiểu tử thối. Giang gia giữ vị trí quan trọng trong quốc gia, ngay cả khi con muốn hạ họ, con không thể làm điều đó trong vài giây. Nếu các ngươi muốn báo thù, tôi không phản đối, nhưng tôi nhắc các ngươi, tốt nhất là đừng dùng thủ đoạn bẩn thỉu, nếu không Phật tổ đều không thể phù hộ các ngươi. Hừ, chúng ta đi. Với sự ra đi của Giang gia, đám cưới này kết thúc rồi. Thân Viên Sơn và Yến Trung Đường cùng uống rượu nhưng không ai chịu thua ai. Lão Yến, hai chúng ta cạn thêm mì nữa. Uống thì uống, ai sợ ai? Ba và chú Thần không nên uống nữa. Thân thể quan trọng, cơ thể của tôi còn có thể không rõ sao? Chưa nói xong, tay Yến Trung Đường cầm ly rượu dừng ở giữa không trung. Tiêu Tiền Bối, thế nào rồi? Tình hình ba tôi thế nào? Diệp lão gia tử là suy nội tạng, cho dù là hoa đạt tài thể cũng không thể cứu được. Lời này chắc chắn là tuyên án từ Yến Trung Đường. Bầu không khí buồn bã lập tức tràn ngập trong đại sảnh. Bỏ qua tình thân không nói, Yến Trung Đường là người sáng lập, sống thêm một ngày là thêm một phần bảo đảm cho Yến gia. Đều tại tôi không nên uống rượu với ông ấy. Chú Thần, đừng nói thế, chúng tôi biết cơ thể của ba tôi không liên quan gì đến chú. Địa hộ, thiếu gia không phải biết y thuật sao? Đúng vậy, Trần Thanh An lão gia tử đã sắp không được, thiếu gia bừa bãi đâm mấy kim, sau đó là cứu được rồi. Mọi người đừng hoảng sợ, y thuật của thiếu gia chúng tôi rất cao minh, chắc chắn có thể cứu sống Yến lão gia. Tiểu tử thối, còn biết y thuật? Biết một chút là bao nhiêu? Có thể chữa khỏi cho Yến lão gia, con có thể thử xem. Nhưng tôi nói điều xấu trước, nếu không cẩn thận chữa chết, tôi không chịu trách nhiệm. Nghe lời này của tôi, người nhà họ Yến nhất thời không nói nên lời. Cuối cùng vẫn là Thần Viên Sơn nói trước. Vậy thế nào, Tiểu An? Không bằng để thằng nhóc nhà tôi thử xem sao. Chú Thân, muốn chữa bệnh cho người khác thì chữa bệnh cho bản thân trước đi. Nếu ba tôi chết, Yến huynh vừa rồi lão Tiêu cũng nói rồi, thân thể của chú Yến cho dù hoa đạt tài thế cũng không có cách. Không bằng chữa ngựa chết như chữa ngựa sống, để cháu tôi thử xem. Ba, nếu không thì để Thần Húc thử xem, vừa vẫn xảy ra chuyện ai sẽ chịu trách nhiệm. Ông nội, ông cố đang gặp nguy hiểm, thử xem còn tốt hơn là chờ đợi. Ba, Tiểu Nhuận với Khuynh Thành nói đúng, không bằng để thằng nhóc đó thử xem. Nhớ lại sức mạnh tôi vừa thể hiện, lại nghe con cháu đều nói như vậy, Yến Chính Đình cũng không còn do dự. Được rồi, để cậu ta thử xem. Tiểu tử, còn không nhanh lên. Không chỉ là suy nội tạng, hen suyễn là nguyên nhân chết người của lão già này. Thiếu gia, nhanh lấy kim bạc của anh ra đâm cho ông ta vài cái. Cậu nghĩ kim bạc là vạn năng sao? Lẽ nào không phải sao? Hi hi, đúng là vậy. Tôi nói xong trực tiếp bắt đầu châm cứu, kỹ thuật khéo léo khiến mọi người sửng sốt. Hai người quả nhiên không nói dối sư phụ. Lão Tiêu, kỹ thuật của cháu tôi có so sánh được với Mạc đại sư không? Tôi cảm thấy châm pháp của cháu ông còn tốt hơn của Mạc đại sư. Mạc Thượng Hải, bác sĩ đứng đầu Hạ Quốc, y thuật của ông ta đã đạt đến trình độ đỉnh cao. Thần Định Quốc nghe thấy tôi mạnh hơn Mạc Thượng Hải, trong lòng không khỏi hài lòng. Tình hình không lạc quan lắm, anh có chắc là mình có thể chữa khỏi bệnh cho ông tôi không? Tôi có thể, nhưng phải mất rất nhiều sức của tôi, mà tôi không thân với Yến gia các người, không có lý do gì để giúp vô ích. Ý của anh là có ý gì? Tiểu tử thối, chữa bệnh cứu người là nhiệm vụ của bác sĩ, làm sao con có thể đưa ra điều kiện với người khác vào lúc này? Nhưng tiểu tử nhà tôi cũng nói rồi, cứu chủ Yến cần rất nhiều sức lực, Yến gia các người nên cho nó một số lợi ích thích hợp, cũng là điều nên làm. Các người chỉ cần đáp ứng điều kiện của tôi đảm bảo Yến lão gia sẽ được cứu sống ngay lập tức, và sống ít nhất 5 năm nữa. Cậu muốn cái gì? Chỉ cần Yến gia chúng tôi có thể làm được, mọi điều kiện chúng tôi đều đồng ý. Điều kiện của tôi rất đơn giản, Yến Khuynh Thành sau này muốn cưới ai thì cưới, hoặc là đời này không lấy, Yến gia bất luận kẻ nào cũng không được can thiệp. Khi nghe điều kiện này, Yến Chính Đình không nghĩ ngợi đã đồng ý. Tôi đồng ý với cậu, từ nay về sau bất cứ ai cũng không thể can thiệp hôn nhân của Khuynh Thành. Cậu hãy ra tay cứu ba tôi. Được rồi, sẽ xong ngay thôi. Vừa dứt lời tôi đã đâm một kim. Yến Trung Đường trực tiếp mở hai mắt. Tiểu tử đó thật sự rất mạnh, nếu anh ta không thương xót vào phút cuối, vậy thì tôi đã chết. Tống lão, ông nói xem thực lực của tiểu tử kia mạnh như thế nào, ít nhất là đại tông sư. Ba, tên tiểu tử đó đã thay đổi quá nhiều, thái độ của chúng ta đối với Thần gia có nên thay đổi? Tầm nhìn của con có thể nhìn xa thế này, xem ra mấy năm qua ở Tây Bắc kinh nghiệm con học được rất nhiều. Lúc trước ở khách sạn, tiểu tử đó đứng cùng với Khuynh Thành, đúng là trời sinh một cặp. Thế sao, ta cũng nghĩ vậy, chỉ mới 20 tuổi đã là đại tông sư, hơn nữa y thuật vô song, tương lai chắc chắn là vô lượng, và có quan hệ với cháu gái của mình. Yến Chính Bình lúc này tâm trạng rất thoải mái. Tiểu tử thối, kỹ năng của con là học từ đâu? Con đã ở tù 3 năm, các người nói con có thể học ở đâu? Tiểu tử, đừng nói quanh co, ý tôi là con học từ ai? Đó là một câu chuyện dài. Lúc trước con vừa mới đến nơi chết tiệt đó, con đã gặp ba cao nhân ẩn đã nhìn thấu phàm gian,
Ba người họ nói con rất ngạc nhiên. Là luyện võ kỳ tài trăm năm khó gặp. Cầu xin nhận con làm đệ tử, lúc đầu con đã từ chối. Sau này thật sự không nhịn được uy hiếp của họ. Nghe tôi nói đến đây, hai người lúc này đều kinh ngạc. Tiểu tử, sức mạnh hiện tại của con mạnh đến mức nào? Thực ra con cũng không biết mạnh đến mức nào. Dù sao ba sư phụ của con hợp lực cũng không đánh lại con. Họ nói con là bất khả chiến bại ở thế giới này. Cũng không biết có phải lừa con không. Con cảm thấy nhất định phải đưa tiểu tử này vào quân đội. Ta cũng nghĩ như vậy. Hai người biết đấy, con đã quen tự do từ nhỏ, không chịu được ràng buộc. Cho nên hai người vẫn là sớm chấm dứt ý nghĩ này. Ba đời nhà chúng ta đều nhập ngũ, một lòng phục vụ đất nước. Bây giờ con đã có khả năng như vậy, nên coi trọng phục vụ đất nước. Con chỉ muốn là một thiếu gia vô tư ngầu ngầu, không có lý tưởng lớn như vậy. Tiểu tử thối, có phải cậu đang tìm tát không? Ông nội, ông cố đang ở đây. Ông dám đánh con, không nghe lời thì bị đánh, tát cho tôi. Như này có được không? Nếu một ngày nào đó đất nước và nhân dân cần con nhất định sẽ không từ. Cũng được, vì con không muốn gia nhập quân đội. Vậy thì sớm lập gia đình, tìm một ngày nào đó con đi cưới nhà đầu Trần gia cho tôi. Lại nữa, chẳng lẽ con không được tự do tự tại sao? Dù sao cũng cho con hai lựa chọn, hoặc là nhập ngũ, hoặc là thành gia, con tự chọn đi nhé. Dư ép sẽ không ngọt. Hơn nữa, cô bé cũng không thích con. Không thích con? Mấy ngày trước con đặc biệt đến Huyền Thành gặp cô gái đó, rồi thề chết với ông nội Trần, nói gì cũng không muốn lấy con. Hắc xì, chị, chắc là có người đang nghĩ đến chị. Đừng có nói nhảm, đi làm việc của em đi. Chị nói thật cho em biết cuối cùng thì anh rể có gọi điện không? Trần Thanh Tuyết nghe lời này liền đỏ mặt, không biết trả lời thế nào. Lúc này Mi Sen đi vào. Trần tổng, bây giờ có tiện không? Tôi muốn giới thiệu với cô một vài người bạn, không biết bạn của ông Mi Sen ở đâu? Họ đang ở dưới lầu, vậy tôi sẽ đích thân xuống đón. Không, họ không xứng để cô đích thân đi đón. Tôi sẽ cho họ lên đây ngay. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy sub cơ giáp và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh. Trần tổng, mấy vị này đều là người đứng đầu 10 gia tộc tài phiệt lớn nhất thế giới. Tất cả họ đều làm theo lệnh của thần thiếu, đến hợp tác với công ty Vân Dương. Anh dễ dò như vậy sao? Có thể đồng thời phân phó 4 người tài phiệt. Tôi là Trần Thanh Tuyết, chủ công ty Vân Dương. Rất vui được gặp mọi người. Trần tổng, đây là một phương án hợp tác mà chúng tôi đã bàn trước khi đến đây. Cô có thể xem xét. Nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ lập tức bắt đầu hợp tác với công ty Vân Dương. Trần Thanh Tuyết tò mò cầm lấy tài liệu, dòng chữ lớn trên đặc biệt bắt mắt, phá hủy đế chế kinh doanh của Giang gia. Trong khi đó, bên này Giang gia lại là một mảng nặng nề. Sau một đêm giải cứu, Giang Như Phong cuối cùng cũng cứu được mạng sống, chỉ tiếc là trở nên ngốc nghếch. Ngay cả chân thứ ba cũng bị hỏng. Ba, Như Phong bị thần gia làm thành bộ dạng này, người nhất định phải báo thù cho nó. Thông báo cho anh hai của con trở về. Giang gia chúng ta phải chịu nhục như vậy. Thù này không báo, tôi sẽ chết không nhắm mắt. Ba, khi anh hai bỏ trốn thái độ của anh ấy rất dứt khoát. Con sợ anh ấy không chịu quay về. Con nói với nó, nếu nó không chịu quay về, tôi sẽ giết con tiện nhân đó. Ngoài ra, tìm hiểu xem ai trong chính phủ đứng về phía thần gia, rút tất cả các khoản đầu tư vào thành phố của những người đó. Tôi muốn chặt tay chặt chân thần gia trước. Giang Thượng Đức lúc này đã gần như điên rồi. Cho dù tự hại 1000 cũng phải cắn thần gia một cái. Thần thiếu, đế chế kinh doanh của thần gia hiện tại đang coi trọng AI. Nghe nói họ đã đặt cược hết rồi. Một khi trở thành người dẫn đầu thị trường trong tương lai, họ có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng nếu họ không phát triển AI ngay từ đầu, không thể kiểm soát thị trường, lúc đó không chỉ không có lợi nhuận, sẽ có tổn thất không nhỏ. Chúng tôi chuẩn bị khép một lỗ ở chỗ này. Thiếu gia, cậu nghĩ sao về kế hoạch này? Được rồi, tôi cần các người chuẩn bị một khoản tiền. Thần thiếu cần bao nhiêu? 100 tỷ mét, tương đương với hơn 600 tỷ Hạ Quốc. Chắc là đủ rồi. Không vấn đề thần thiếu. Nếu không đủ, chúng tôi có thể huy động thêm 300 tỷ bất cứ lúc nào. Rất tốt, các người về đi. Tôi không có hứng thú quá trình, tôi chỉ cần kết quả. Đã hiểu, chúng tôi xin cáo lui trước. Vừa rồi chúng tôi nói chuyện khiến chị em Trần Thanh Tuyết bị sốc. Công ty Vân Dương được thành lập nhiều thập kỷ, giá trị thị trường cũng chỉ đạt 30 tỷ, nhưng tôi có thể dễ dàng huy động 100 tỷ đô trong một từ. Anh rể, họ đều là do anh gọi đến. Còn nữa, làm sao anh biết họ? Họ từng ngồi tù với tôi, và tôi là lão đại của họ. Vừa rồi sếp đã nói rõ ràng rồi phải không? Tiếp theo, họ cần Vân Dương làm bàn đạp. Cô phải hợp tác nhé. Chuyện này kết thúc tôi sẽ không ngược đãi các người. Người muốn ra tay với Giang gia? Không sai, anh có thể cho tôi biết sao anh muốn đối phó với Giang gia không? Sao lại hỏi nhiều như vậy? Anh nói thật đi, có phải vì tôi không? Trần Thanh Tuyết lầm tưởng là vì Giang Như Phong đã bắt chị em họ, cho nên tôi muốn tiêu diệt Giang gia, lúc này trở nên lo lắng. Nếu không thì bỏ đi, mặc dù sếp và mấy người kia có nguồn tài chính rất mạnh, nhưng Giang gia dù sao cũng là siêu đại gia tộc kinh doanh ở Hạ Quốc, vốn nước ngoài muốn vào hạ gục con cá sấu khổng lồ này. Kết quả cuối cùng rất có thể là cả hai thất bại. Không được, Giang gia nhất định phải diệt. Trần Thanh Tuyết nghe xong xúc động rơi nước mắt, làm cho tôi trông bối rối. Sáng hôm sau, Thiên Long Địa Hổ chạy đến tìm tôi. Thiếu gia, xảy ra chuyện lớn rồi. Chỉ trong một đêm, Giang gia đã bỏ tất cả các lĩnh vực đầu tư ở 26 thành phố. Xem ra tôi đánh giá quá cao lão già Giang Thượng Đức rồi. Vốn tưởng rằng Giang gia sẽ từng cái một đối phó thần gia, như vậy mới có thể giảm thiểu tổn thất tối đa. Không ngờ hắn không tiếc làm tổn thương địch 1000 tự tổn thương 800. Đúng rồi thiếu gia, Giang Như Phong kia điên rồi. Đúng là đồ vô dụng. Tôi còn đặc biệt nghĩ ra vài ý tưởng để đả kích anh ta. Xem ra không dùng được nữa.
thiếu gia Giang Như Phong liên tiếp bị đả kích. Không điên mới lạ. Đúng rồi, tôi có thể dùng những ý tưởng đó cho con chó Tần Hạo Nhiên. Như vậy sẽ không lãng phí. Thiếu gia anh Minh. Ba, con đã làm theo lời ba bảo rồi. Những người bên phía thần gia đều như kiến trên nồi lẩu. Và con đã gửi người đến để cảnh báo những người đó. Miễn là họ ly khai thần gia, sau đó chúng ta sẽ làm cho mọi thứ trở lại bình thường. He he, con đoán không quá 3 ngày nữa, tất cả người theo thần gia phải giải tán hết. Ha ha, làm tốt lắm. Từ xưa đến nay thương nhân không đấu với quan. Vậy thì để Giang gia tôi làm tiên phong nhé. Ba, nền tảng thần gia không thể xem thường. Tốt nhất chúng ta phải cẩn thận. Yên tâm đi, tôi đã tìm được đối tác rồi. Chỉ cần chúng ta tiêu diệt đám người theo thần gia, đến lúc đó cây đại thụ kia tự nhiên sẽ có người giúp chúng ta san bằng. Người hợp tác là ai? Tần gia. Tất cả đều là nhờ con thú nhỏ đó. Không lâu trước, Tần Hạo Nhiên thế hệ thứ 3 của Tần gia có thể bổ nhiệm làm thành chủ Huyền Thành. Nhưng vì tên khốn đó đã cản đường, dẫn đến Tần Hạo Nhiên không thể nhậm chức thành công. Thế thì tốt quá, có Tần gia giúp đỡ. Vậy thì chúng ta tự tin hơn rồi. Đúng rồi, anh hai của con nói gì? Anh hai đã hứa trong vòng 3 ngày sẽ loại bỏ những thứ vớ vẩn của Tần gia. Nhưng anh ấy nói lần này ra tay coi như là trả lại ân nuôi dưỡng của ba. Từ nay về sau không liên quan gì Giang gia chúng ta nữa. Khốn nạn, để bảo vệ người phụ nữ đó, không lại quay lưng lại với chúng ta sao? Ba cũng đừng nghĩ nhiều. Dòng máu của Giang gia luôn chảy trong người anh hai. Một ngày nào đó anh ấy sẽ hiểu ra. Đúng rồi, tình hình Như Phong có chuyển biến tốt hơn không? Đả kích là quá lớn, bác sĩ nói rất khó để trở lại bình thường. Con dự định vài ngày nữa gửi thằng bé đến Mỹ để điều trị. Quên đi, ngay cả đả kích này cũng không chịu nổi. Sau này cũng khó thành đại sự. Con vẫn còn trẻ, con kịp thêm vài đứa nữa. Ba yên tâm, con sẽ không để cho Giang gia chúng ta cắt đứt hương hỏa. Giang Chính Hồng có ý định này. Vì xa xi lớn không còn nữa, vậy thì phải tranh thủ thời gian để luyện kèn. Ngay lúc này, quản gia hoảng sợ đi vào. Lão gia, không hay rồi, có chuyện lớn rồi. Giang gia, xảy ra chuyện lớn rồi. Dự án kinh doanh chúng ta hủy bỏ đã có người thay thế hoàn toàn. Cái gì? Muốn lấp những lỗ hổng đó, cần ít nhất 300 tỷ. Mặc dù thần gia rất mạnh, nhưng họ chắc chắn sẽ không có tiền. Rốt cuộc là ai ra tay? Là công ty Vân Dương, họ được hỗ trợ bởi nhà Peanut. Hóa ra là gia tộc Peanut. Xem ra, không thể dễ để chặt đứt tay chân của thần gia rồi. Nếu trên quốc tế, chúng ta còn chưa dám tranh tài với gia tộc Peanut. Nhưng đây là Hạ Quốc, ai chết thì chưa chắc đâu. Giang gia, lần này không chỉ là gia tộc Peanut, hơn nữa còn gia tộc Cumbun, gia tộc Windows và gia tộc Gold. Giang Thượng Đức lúc này không còn có thể giữ bình tĩnh nữa. Một cái gia tộc Peanut, Giang gia cũng không chịu nổi. Bây giờ lại là 4 đại gia tộc của thế giới. Giang gia dùng tốc độ nhanh như chớp để ra tay với thần gia. Tin tức này giống như sóng thần nhanh chóng truyền khắp cả Hạ Quốc. Khi những người khác có thái độ xem kịch, Yến gia lại phát ra tin tức lựa chọn thần gia. Điều này làm nhiều người ngạc nhiên. Ba, long tranh hổ đấu, chúng ta ở phía sau làm ngư ông không được sao? Tất nhiên không được, ta hỏi con, Giang gia và thần gia còn thích ai hơn? Đó tự nhiên là thần gia, nhưng con nghe nói thần gia cũng ra tay rồi, cho nên con không thích thần gia phải không? Con không hiểu thần gia, cho dù có sai lầm lớn đến đâu, miễn là thần lão gia vẫn còn sống, số phận thần gia sẽ không bao giờ thay đổi. Là con thiển cận rồi, nhưng thần gia mặc dù không đổ được, nhưng tại sao chúng ta lại bị trói buộc với họ? Nếu thần gia không đổ được, vậy cuối cùng ngã xuống chỉ có thể là Giang gia. Huống hồ thần gia hiện tại đã xuất hiện một con cuồng long. Chúng ta muốn có quan hệ tốt với thần gia, không thể chọn đóng băng trên bánh, gửi than trong tuyết. Con có hiểu không? Ba, con đã hiểu rồi. Thân thiếu, đây là tất cả bằng chứng giao dịch đen của Giang gia trong những năm qua. Kenny, làm tốt lắm. Misen, thị trường chứng khoán thế nào? Mọi thứ đều nằm trong dự đoán của tôi, nhưng mà phong cách làm ăn của đối phương sáng nay đột nhiên thay đổi, trở nên giống như đối thủ cũ của tôi, Hafiz. Thế nào, có tự tin đánh bại hắn không? Tôi đã đấu với gã đó cả chục lần rồi, hai bên có thắng có bại. Nhưng lần này, sếp và mọi người ở đây giúp đỡ, tôi có 80% cơ hội thắng hắn. Chỉ có 80% sao? Vậy anh nói với lão già Hafiz hộ tôi, kêu hắn ra khỏi Hạ Quốc ngay. Thần thiếu, có thể cho tôi đấu với anh ta một lần nữa không? Được rồi, anh phải có niềm tin, tôi tin người thắng cuối cùng sẽ là anh. Cảm ơn thần thiếu, toàn bộ công ty Vân Dương đều đang tiến hành một cuộc chiến thầm lặng. Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng, bản thân tôi còn muốn nói vài lời với Trần Thanh Tuyết, nhưng cô ấy dường như cố tình tránh tôi. Tôi trực tiếp quay lại bộ phận an ninh. Bộ trưởng Thần, có một mỹ nữ ở quầy lễ tân đe dọa tìm anh. Thế nào là mỹ nữ? Con có thể đẹp hơn Trần tổng sao? Long ca, mỹ nữ này không thua kém Trần tổng đâu. Thiếu gia, xem ra vận đào hoa của anh lại đến rồi. Chị, không hay rồi, chuyện gì vậy? Sao lại gấp gáp như vậy? Có một phụ nữ đến công ty chúng ta, hơn nữa là một người phụ nữ rất đẹp. Cô ấy ở dưới lầu, chị đi với em xem đi. Người ta đẹp là chuyện của người ta, tôi còn phải học với ông Misen. Chị đi với em đi, người phụ nữ đó đòi tìm anh rể. Chị phải cẩn thận. Cẩn thận anh rể bị người ta câu đi, đến đây tìm thần húc. Trần Thanh Tuyết nghe xong thần sắc có chút phức tạp. Khi tôi đến quầy lễ tân, hóa ra là Yến Khuynh Thành. Hôm nay cô ấy đã thay đổi trang phục, rất là xinh đẹp. Sao cô lại ở đây? Tôi đến đây tìm anh. Người phụ nữ xinh đẹp đó, lẽ nào là bạn gái của bộ trưởng Thần? 89/10.
Thật sự ngưỡng mộ bộ trưởng thần có thể có bạn gái như tiên nữ. Hừ, tôi ngưỡng mộ người phụ nữ đó, có thể tìm được bạn trai đẹp trai như vậy. Những lời này vừa vặn bị Trần Thanh Tuyết đi ra nghe được, làm cho trong lòng cô càng thêm không vui. Trần Thanh Giao thì là lớn tiếng kêu lên, anh rể, tên gia hỏa này đã kết hôn rồi. Nhìn cặp song sinh đột nhiên xuất hiện, Yến Khuynh Thành trong lòng có chút phức tạp. Xin chào, Yến tiểu thư, tôi đã thấy cô trên TV. Xin chào, chắc cô là cô Thanh Tuyết phải không? Hai người phụ nữ mặc dù đều mỉm cười, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được mùi thuốc súng của hai người. Ngay cả Trần Thanh Giao bên cạnh cũng có chút ý đó. Tôi vội vàng mở miệng phá vỡ bầu không khí, cô đến tìm tôi có việc gì? Nghe nói ông Mi Sen đang ở công ty Vân Dương, tôi muốn học hỏi một chút về tài chính, anh có thể giới thiệu giúp tôi không? Xin lỗi tiểu thư, ông Mi Sen đang bận. Giao, không được vô lễ. Bỏ qua mối quan hệ tế nhị với Yến Khuynh Thành, Yến gia lần này có thể công khai ủng hộ thần gia. Tôi cũng xấu hổ khi từ chối yêu cầu nhỏ này. Được, tôi hứa với cô, cảm ơn, Yến Khuynh Thành mỉm cười. Trong nháy mắt tôi có chút thất thần. Điều này khiến Trần Thanh Giao tức giận. Anh rể, cô ấy là bạn tôi, hãy giới thiệu Mi Sen cho cô ấy. Tôi còn có việc, phải đi trước đây. Ế, hừ, anh rể thối, cô Yến phải không? Nghiêm túc giới thiệu với cô, chị gái tôi Trần Thanh Tuyết là vị hôn thê của anh Thần Húc. Vậy sao, chúc mừng. Thiếu gia, Giang Mộc Bạch là con thứ hai của Giang Thượng Đức, sức mạnh không hề nhỏ, anh có chắc không? Đưa tin tức ra ngoài, lão tử chấp nhận thách thức của hắn. Thiếu gia, tôi từng nghe sư phụ nhắc đến Giang Mộc Bạch. 20 tuổi, tiểu thừa, 30 tuổi, đã đại thừa, chưa đến 50 tuổi đã đạt được đại tông sư. Thiên phủ võ đạo của hắn so với Long Thiên Quân chỉ mạnh không yếu. Vậy thì sao? Thiếu gia, chúng ta người đông, sao lại đấu với anh ta? Đúng, địa hổ nói đúng. Thiếu gia, hãy suy nghĩ cẩn thận, con mèo hay con chó nào cũng có thể thách thức anh. Chẳng phải là tự mất giá sao? Vậy thì tôi càng phải chấp nhận thử thách này, vừa vặn lấy tên đại tông sư đó giết cả dọa khỉ. Thiếu gia, có thể cho chúng tôi biết mọi chuyện được không? Thực lực của người mạnh cỡ nào? Các người thật sự muốn biết? Hi hi, tôi bất khả chiến bại. Địa hộ, thiếu gia sao khoe khoang đều không đỏ mặt vậy? Bộ trưởng thần. Tiểu vương, ta nói với người bao nhiêu lần rồi, có chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Tại sao cậu luôn không bao giờ nhớ? Long ca dạy dỗ rất đúng, lần sau tôi nhất định sẽ nhớ. Nói đi, có chuyện gì muốn tìm thiếu gia chúng tôi? Có người muốn tìm bộ trưởng thần, lại có người tìm tôi, hôm nay là ngày gì vậy? Bên kia có phải là mỹ nữ không? Là nữ nhưng không phải mỹ nữ, mà là một nữ tu. Mẹ tôi, từ khi nào mà lão tử quyến rũ như vậy? Ngay cả các nữ tu cũng có thể thu hút. Thiếu gia, giả vờ bị sét đánh, hãy khiêm tốn. Không tệ, giữ mình khiêm tốn. Cậu đi nói với nữ tu đó là chúng ta không có duyên, không cần phải gặp nhau, cho cô ta vài trăm đô để bắt taxi đi. Bộ trưởng thần, nữ tu đó rất dữ tợn, cô ta nói sẽ phá hủy công ty chúng ta nếu trong 3 phút anh không gặp cô ta. Hi hi, thật thú vị, không ngờ có người còn có thể giả vờ hơn tôi. Lão nữ tu, nghe nói cô tìm tôi, cậu có phải Thần Húc, hậu duệ của thần gia? Vô nghĩa, cô tìm tôi có việc gì vậy? Tiểu tử, chịu chết đi. Làm sao có thể? Cậu rốt cuộc là ai? Tôi sẽ cho cô một cơ hội để nói mình là ai. Còn nữa, nói rõ tại sao lại đến giết tôi, như vậy tôi có thể cho cô chết một cách thông khoái. Có gan thì giết tôi đi. Rất tốt, tôi thích nói chuyện với người cứng rắn. Thiên Long đưa cô ta lên mái nhà. Lão nữ tu, tính khí của tôi không tốt lắm, nói đi, tại sao lại muốn giết tôi? Bổn Nico là trưởng lão của phái Nga Mi, có gan thì giết tôi đi. Trưởng lão phái Nga Mi, Ezo, cô thật tuyệt vời. Tiểu tử, có gan thì giết tôi đi, nếu không, Bổn Nico sẽ giết anh. Thiên Long địa hổ dạy cho cô ta một bài học. Được rồi, thiếu gia. Đừng đánh nữa, ta nói, ta cùng với Nga Mi xưa nay không thù, khôn oán. Nếu cô không nói lý do hôm nay, tôi sẽ quét sạch phái Nga Mi của cô. Bổn Ni là hệ Vân, trưởng lão của Nga Mi, là sư muội cho ta một khoản tiền lớn mời ta đến giết người. Sư muội cô là ai? Sư muội tôi là Tề Tiên Nhi. Thì ra là cô ta, quan hệ hai người không tốt sao? Sao anh lại biết? Nếu không tại sao cô ta lại để cô đến đây để chết? Liên hệ với sư muội cô ngay lập tức. Không bắt máy, vậy thì cô ở lại đây, khi nào gọi được, khi đó tôi sẽ để cô đi. Geni, chỗ này tôi giao cho cậu. Thiên Long địa hổ, chúng ta đi. Đi giết cái tên đại tông sư kia, giết cả dọa khỉ. Thiên bảng địa bảng là hai đại thần bảng của võ đạo Hạ Quốc. Giang Mộc Bạch mặc dù xếp hạng trong địa bảng, nhưng lại có thực lực chém giết cường giả thiên bảng, đã từng dùng sức một người chém giết 3 đại tông sư. Giang Mộc Bạch là tên khốn nào? Lão tử đến đánh ngươi. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tiểu huynh đệ, Giang Mộ ngưỡng mộ. Đừng nói những lời tâm bốc nữa, bắt đầu đi, chúng ta chiến nhanh thôi, đừng trì hoãn bữa tối của tôi. Tiểu huynh đệ, ngươi là một trong những thiên tài hạng nhất hiện nay. Giang Mộ không muốn làm hại tính mạng ngươi, nhưng ba tôi vẫn còn sống. Giang Mộ không thể từ. Hóa ra là lão già Giang Thượng Đức bảo anh đến giết tôi. Giang Mộ không giết người không có binh khí bằng kiếm. Cho xem binh khí của ngươi đi. Đây là binh khí của tôi, tôi lớn hơn cậu nhiều, là tiền bối của cậu. Như vậy đi, tôi sẽ nhường cậu 30 chiêu, tôi không thích người khác giả vờ trước mặt tôi. Như vậy đi, lão tử nhường anh 60 chiêu, xem ra tiểu huynh đệ là hy vọng có thể cùng ta công bằng chiến một trận. Giang Mộ nếu lại khoa trương thì không thích hợp. Nào, để ta xem một chút, ngươi kỳ tài luyện võ trăm năm hiếm gặp mạnh bao nhiêu. Lắm lời thế, nhanh tay ra tay đi. Giang
coi thường cậu, nhưng không ngờ vẫn đánh giá thấp sức mạnh của cậu. Đã 59 chiêu rồi, còn một chiêu cuối cùng, ngươi thật sự rất mạnh. Nếu có thể thua trên tay ngươi, vậy thì Giang Mộ chết cũng không oan. Tiếp theo, Giang Mộ sẽ dùng chiêu mạnh nhất. Hy vọng cậu vẫn có thể chặn. Sao nhiều lời nhảm nhí thế? Chẳng thiên kiếm tiệt. 60 chiêu đã qua, đến lượt tôi rồi. Cậu thắng, Giang Mộ tâm phục khẩu phục. Là anh tự làm hay muốn tôi giúp anh? Đợi đã. Long Thiên Quân, anh làm gì ở đây? Long Tổ cần người như anh ta. Cho ta một cái mặt mũi được không? Không được, anh ta phải chết. Nếu anh thấy cổ mình cứng, có thể thử xem có thể cứu anh ta khỏi tay tôi không? Giang Mộc Bạch đã sớm vạch rõ ranh giới với Giang Gia. Sao anh nhất định phải giết hắn? Người không phạm tôi không phạm người. Nếu người phạm ta không tha một ai. Tôi không có chống lại anh ta. Sao hôm nay hắn lại tới giết tôi? Không phải là đại diện cho Giang Gia, anh còn không ngại nói hắn cùng Giang Gia vạch rõ ranh giới. Rõ ràng là hắn đến giết tôi trước. Bây giờ hắn không giỏi bằng người khác thua dưới tay tôi. Là lỗi của tôi nếu tôi không giết hắn. Cái quái gì thế này? Đừng tưởng rằng lão tử không biết chút gì trong lòng anh. Không phải chỉ là thấy Giang Mộc Bạch thân thủ bất phàm, muốn lấy làm của riêng. Tôi nói anh biết, Giang Mộc Bạch hôm nay không thể không chết. Đại La Thần Tiên không cứu được hắn. Long Thiên Quân nhất thời không nói nên lời. Hắn biết sức mạnh của tôi, nói một không hai, trong nhất thời chỉ dám đứng tại chỗ. Anh có nguyện vọng nào có thể nói cho tôi, miễn là tôi có thể làm được. Tôi có thể hứa với anh, Thanh Kim Lăng có một cô gái tên là Tiểu Thiên Thu. Mối quan tâm duy nhất của Giang Mỗ là cô ấy. Tôi đảm bảo với anh cô ấy sẽ được cơm no áo đẹp đến cuối đời. Vô lo, như vậy Giang Mỗ cảm ơn anh nhiều. Giang Mộc Bạch bị tôi một chiều đánh chết, tin tức này chậm rãi bắt đầu truyền ra. Mà lúc này Giang Gia cùng Vân Dương trên thị trường chứng khoán cũng khói lửa cuồn cuộn. Hà Phi tiên sinh, tôi mạo muội hỏi anh một chút. Tại sao lại chủ động giúp đỡ Giang Gia chúng tôi? Bởi vì một đối thủ cũ, mười mấy năm trước, anh Hà Phi đã có thể đánh bại Misen. Lần này tôi tin rằng người chiến thắng cũng sẽ là anh. Giang Thượng Đức và Hà Phi đồng thanh cười, có cảm giác muốn ăn mừng sớm. Ngay lúc này, Giang Chính Hồng đột nhiên xông vào. Ba, không tốt rồi. Hoảng sợ cái gì? Không thấy tôi đang ăn tối với ông Hà Phi sao? Hà Phi tiên sinh, thật sự xin lỗi, làm phiền tâm trạng của anh. Không sao, các người còn có việc quan trọng hơn phải làm. Anh hai chết rồi. Làm sao có thể? Anh hai của con là đỉnh cao của Đại Tông Sư. Ba, con cũng không thể tin được. Nhưng mà thủ hạ tận mắt nhìn thấy tên kia một chiêu giảm đánh bại anh hai. Con thú nhỏ kia làm sao có thể mạnh như vậy? Ba, con thú nhỏ kia mạnh thì sao? Chỉ cần chúng ta có thể tiêu diệt đám người theo thần gia kia, lại cùng tần gia liên thủ kéo thần gia xuống, cũng có thể báo thù rửa hận. Không sai, Hà Phi tiên sinh, hy vọng của Giang gia chúng tôi sẽ đặt lên người anh. Giang gia chủ yên tâm, mấy năm nay tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng đối thủ cũ của tôi. Người chiến thắng trong trận đấu này chắc chắn sẽ là tôi. Nghe lời hứa tự tin của Hà Phi, Giang Thượng Đức lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật tội nghiệp Giang gia, ngay cả khi tôi đánh bại Misen, bên thua cũng chỉ có thể là đế chế kinh doanh của nhà họ Giang. Dù sao thì là chuyện của thần gia, cho tôi mượn 10 lá gan cũng không dám nhúng tay vào. Thiếu gia, tài năng của cô Yến trên thị trường chứng khoán thật kinh khủng. Ông Misen quá khen rồi. Misen, thị trường chứng khoán thế nào rồi? Thiếu gia, tối đa chỉ 7 ngày. Tôi nhất định có thể làm cho đế chế kinh doanh của nhà họ Giang hoàn toàn sụp đổ. 7 ngày quá lâu rồi, tối nay tôi sẽ đập tan chúng. Đã đến lúc Giang gia phải bị loại ra khỏi Hạ Quốc. Tiểu tử thối, đã tìm thấy hội phái phù thủy. Những tàn dư đó ở đâu? Thập Vạn Đại Sơn, chúng ta Long Tổ điều tra rất lâu, không ngờ họ vẫn còn trốn trong hang ổ. Rất tốt, Long lão đầu, ông tránh đi một lát. Tôi có chuyện nhà nói với ông nội. Đây là Long Tổ biết chưa? Cậu coi đây là nhà của mình. Chẳng lẽ cậu muốn gia nhập Long Tổ chúng ta? Vậy ta có thể cho người vị trí Long Vương của Long Thiên Quân. Long lão đầu, đừng nói chuyện này với tôi. Tôi không thể chịu được ràng buộc. Sau này, nếu ông còn dám nhắc đến chuyện này, tôi sẽ giết chết ông, tin không? Ông nội, con muốn biết ba con chết như thế nào? Ba của con đã chết trên chiến trường. Không đúng, ba của con chính là đệ nhất chiến thần Hạ Quốc. Sức mạnh cao cường, người nghĩ ai đó có thể giết ông ấy trên chiến trường mà không một tiếng động nào? Năm đó ta cũng cảm thấy chuyện này có gì mờ ám. Vậy là tự mình kiểm tra suốt 3 tháng. Cuối cùng chỉ có điều tra ra là ba con chết vì ám khí bôi độc. Ba con mất 3 tháng, rồi mẹ con bỏ con lại một mình. Ngay cả khi bà ấy có trái tim sắt đá, cũng không thể nào để con lại một mình. Ý con là chuyện này không đơn giản như vậy. Không sai, ba con không chết trên chiến trường, mẹ con cũng không chết vì ba con. Cái chết của họ còn có chuyện khác. Nhưng năm đó mẹ con có để lại di thư, chữ viết tay của nó không thể sai được. Đừng nói mười mấy năm trước, ngay cả trong thời cổ đại, làm giả chữ viết tay có khó không? Điều tại ta hồ đồ, tại sao lúc đó ta không nghĩ đến việc này? Ông nội, không thể trách ông được, dù sao thì ông cũng đang đau khổ. Ông nội, khi trước con có gặp một tàn dư của hội phái phù thủy, người phụ nữ đó có một vết hoa mai trên vai. Cô ta nói với con, đây là dấu hiệu đặc biệt của hội phái phù thủy. Và trên vai mẹ con cũng có một dấu ấn như vậy. Có chuyện này sao? Con cũng rất tò mò, cho nên con mới nhờ Long Tổ giúp bắt được tàn dư của hội phái phù thủy. Tiểu tử, con muốn làm gì thì cứ làm đi, ngay cả khi trời sụp xuống, ông cố của con và ta sẽ chịu cho con. Chuyện này con nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Mặc kệ đối phương là ai, con sẽ giết cửu tộc hắn. Gọi được rồi, gọi được rồi.
nói chuyện với cô ta càng lâu càng tốt. Tì tì, sư muội, muội ở đâu? Tôi vừa trở về nơi tôi sống. Tì tì, tì đã về chưa? Tôi vẫn chưa về. Chuyện muội bảo ta làm lúc này đã làm hỏng rồi. Tì tì không phải là đối thủ của tiểu tử đó. Không, làm sao tên đó có thể là đối thủ của tôi? Nhưng tiểu tử đó rất là may mắn. May mắn trốn thoát rồi. Vài phút tới, Huệ Vân nhất quyết kéo Tề Tiên Nhi nói chuyện phiếm, cho đến khi cuối cùng nhìn thấy Genny gật đầu nói có thể cúp máy rồi. Huệ Vân lúc này mới đổi chủ đề. Sư muội, không nói với muội nữa. Ta chuẩn bị đêm nay trở về. Bây giờ có thể thả tôi đi chưa? Tôi sẽ giữ lời hứa. Cô có thể đi, nhưng khi trở về, tôi hy vọng cô giữ miệng cẩn thận. Nếu không Phật tổ cũng không bảo vệ được cô. Tôi đưa Thiên Long Địa Hổ đến vị trí theo dõi của Genny, rất nhanh đã thấy một mỹ nữ. Tiểu yêu nữ, lâu rồi không gặp. Là anh, Thần Húc. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Sao anh lại đuổi theo tôi? Không ngờ một mỹ nhân xinh đẹp như vậy lại là gián điệp của hội phái phù thủy cài cắm ở Ngami. Cô nói nếu ta đem chuyện này nói cho sư phụ cô biết, bà ta sẽ làm gì? Anh muốn cái gì? Tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với sư môn. Tôi không quan tâm cô đã làm hay chưa, chỉ cần cô kể mọi thứ về tàn đàn của hội phái phù thủy, tôi có thể nói tốt cho cô, coi như là sự bù đắp cho cô. Từ khi tôi hiểu chuyện đã bị hội phái phù thủy nhận vào, có rất nhiều người như tôi. Chúng tôi bị điều khiển như những con rối. Các phù thủy đã gieo chất độc trong cơ thể chúng tôi, sau đó để chúng tôi ẩn nấp trên khắp thế giới. Ý cô là các đệ tử của pháp sư không chỉ là những người trên bề mặt, và cái bị phá hủy lúc đầu chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Không sai, trong số đó trở thành gã khổng lồ trong kinh doanh, một số trở thành quan chức, một số gia nhập quân đội. Cô có thể lấy danh sách những người đó không? Thân phận của con rối là thấp kém nhất trong hội phái phù thủy. Trong những năm qua, tôi thậm chí còn không được phép gặp giáo chủ. Nhưng tôi biết danh tính của một đường chủ là ai. Thành chủ Kim Lăng, Chu Vạn Kiệt. Là hắn ta, nếu tôi nhớ không lầm, Chu Vạn Kiệt hẳn là người Tần gia. Tôi đã nói tất cả với anh rồi. Anh có thể để tôi đi không? Tiểu yêu nữ, cô nghĩ gì vậy? Có trời mới biết những gì cô nói là thật hay giả. Thần Húc rốt cuộc làm sao anh mới chịu buông tha cho tôi? Rất đơn giản, cô cứ ở cạnh tôi. Khi nào phá hủy hội phái phù thủy, tôi sẽ để cô đi. Đừng quên, tôi đã giúp cô diệt cổ trùng. Nói thẳng ra, cô phải cảm ơn tôi. Không biết xấu hổ. Hey 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 hey. Chu thành chủ thật là thanh lịch. Bắt đầu làm ruộng vào buổi sáng. Hóa ra là thần thiếu. Sao anh lại đột nhiên đại giá quang lâm? Ở đây không có việc của cô. Cô ra ngoài đi. Chu đại nhân, không nghe thấy lời của thần thiếu sao? Nhanh chóng cút ra khỏi đây. Không biết ta nên gọi ngươi là Chu thành chủ hay là Chu đường chủ? Thần thiếu, tôi không biết anh đang nói cái gì. Chu đường chủ, chúng ta hãy thẳng thắn với nhau. Ngươi trực tiếp nói cho lão tử biết đại hộ pháp ở đâu. Tôi có việc rất quan trọng cần bàn với anh ta. Miễn là ông thành thật, tôi sẽ không làm khó ông. Nếu ông không trung thực, vậy tôi sẽ để ông thành thật. Nghe tôi nói ra đại hộ pháp. Chu Vạn Kiệt khẩn trương nuốt nước bọt. Biểu cảm trở nên rất nặng nề. Đừng ngần ngại nữa. Thời gian của tôi có hạn, cho ông 1 phút để suy nghĩ. Thần thiếu, chúng ta có phải hiểu lầm gì không? Ngươi lại đánh mắt ngựa thử xem. Tin hay không, lão tử trực tiếp giết người. Thần thiếu cũng không cần dọa tôi. Chu Mộ tuy làm quan nhỏ, nhưng cuối cùng là người của chính phủ. Giết tôi, hừ, cho dù thần gia các anh một tay che trời, thì cũng không bảo vệ được anh. Long Thiên Quân, ta báo cáo Kim Lăng thành chủ Chu Vạn Kiệt phong cách làm việc không chính, nên bị cách chức ngay lập tức. Vấn đề báo cáo không thuộc về Long Tổ chúng tôi. Cậu tìm nhầm người rồi. Tôi biết không phải việc của các anh, nhưng Long Tổ các người có quyền trực tiếp gặp Long Chủ. Tôi tin anh sẽ hiểu ý tôi. Tôi biết rồi. Chẳng bao lâu nữa người sẽ không còn là thành chủ Kim Lăng nữa. Đến lúc đó người nghĩ ta có dám giết người không? Nếu anh báo cáo thì sao? Nhiều nhất tôi cũng là kiểm tra cách chức. Vị trí chính thức vẫn sẽ được giữ lại. Chu thành chủ, đại sự không hay rồi. Tôi đã bị sa thải và điều tra. Ông đã bị trực tiếp sa thải khỏi tổ chức. Cái gì? Chu Vạn Kiệt nghe xong ngạc nhiên. Hắn là quan chức cấp thành chủ. Cho dù là thần gia cũng không thể lập tức lột bỏ quan phủ trên người hắn. Toàn bộ hạ quốc chỉ có một người có thể làm được. Đó chính là Long chủ hiện tại Tô Cẩm Hoa. Chu thành chủ, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện chưa? Thần thiếu, anh có biết mình đang chơi với lửa không? Tôi không thích người khác khoe khoang trước mặt tôi. Tôi sẽ phế bỏ hai chân của ông, làm cho ông nhớ lâu. Bây giờ ông có thể nói cho tôi biết đại hộ pháp ở đâu không? Tôi không biết. Tôi thật sự không biết. Đã nhiều năm rồi tôi không thấy vị đại hộ pháp nào. Tôi không có quyền hỏi anh ta đi đâu. Được rồi, vậy thì nói cho tôi biết giáo chủ là ai. Tôi sẽ tự đi tìm anh ta. Tôi không biết, anh giết tôi đi. Thả chết không khai. Đâu ông có phải có vấn đề rồi không? Ngay cả chết cũng không sợ, còn có gì phải lo lắng nữa. Thần thiếu, là hắn không dám nói. Chất độc trong cơ thể sẽ khiến ông ta sống không bằng chết. Cô cũng là người hội phái phù thủy, cô có gan phản bội. Không sợ không có thuốc giải sao? Chất độc trong cơ thể cô ta đã bị ta giải rồi. Cho tôi biết giáo chủ là ai, tôi cũng có thể giải quyết những lo lắng của ông. Anh có thể giúp tôi loại bỏ độc tố trong cơ thể. Sự thật đang ở trước mặt ông, lão tử còn phải lừa ông? Tôi sẽ cho ông 2 lựa chọn. Thứ nhất, nói cho tôi biết câu trả lời, sau đó tôi sẽ giải độc cổ trùng cho ông. Thứ hai, tôi chọn 1. Rất tốt, đã học được cách trả lời rồi. Giáo chủ của chúng tôi là Tần gia chủ. Hóa ra là hắn. Câu trả lời này làm tôi rất ngạc nhiên, không ngờ là thống lĩnh oai nghiêm của Thiên Long Quân mà lại là người của hội phái phù thủy. Thần thiếu, anh thực sự có thể giúp tôi loại bỏ cổ trùng trong cơ thể không? Có thể, tôi nói xong liền trực tiếp một cước đạp gãy cổ hắn. Không phải anh nói là cứu ông ta sao? Không phải tôi đã giúp ông ta diệt trừ cổ trùng sao?
hắn không chết thì tôi không thể tìm ra đại hộ pháp của hội phái phù thủy. Tần gia không phải là mèo chó, tôi không thể trực tiếp giết đến Tần gia. Vậy thì giờ phải làm sao? Không sao, tôi có thể hạ gục Tần gia trước, đến lúc đó giáo chủ Tần Chấn này có thể tùy tôi xử lý. Sau khi Giang Mục Bạch bị ta đánh chết, Giang gia chỉ có thể đặt hy vọng vào Hafiz. Lúc này cuộc chiến giữa Hafiz và Misen trên thị trường chứng khoán đã đến thời điểm quan trọng nhất. Giang gia các người còn có thể huy động được bao nhiêu tiền để không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty chúng tôi? Có thể huy động khoảng 350 tỷ. Quá ít rồi. Nếu ông muốn đẩy công ty Vân Dương vào tình thế không thể cứu vãn, cần ít nhất 600 tỷ Hạ Quốc. Nghe thấy con số này, hai cha con Giang gia sắc mặt lập tức thay đổi. Số tiền này nếu Giang gia dùng hết tất cả, vẫn có thể miễn cưỡng huy động được. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì rơi vào tình thế không thể cứu vãn không phải là Vân Dương nữa, mà là đế chế kinh doanh của Giang gia. Thời gian càng kéo dài rất bất lợi cho các người. Suy cho cùng, tứ đại gia tộc lớn thế giới có thể lấy ra nhiều hơn các người. Ba, chúng ta phải làm sao? Tiếp tục đầu tư. Chúng ta không còn đường lùi nữa. Thần Húc, tôi đói rồi. Cô đói thì đi ăn cơm đi. Nói với tôi làm gì, anh là hôn phu của tôi. Anh không thể đi lấy một chút thức ăn cho tôi sao? Lời này nói xong, Yến Khuynh Thành bên cạnh thần sắc trở nên phức tạp. Tôi cũng có chút sửng sốt. Đây là lần đầu tiên Trần Thanh Tuyết ở bên ngoài tự xưng là hôn thê của tôi. Anh có đi hay không? Được rồi, Trần Thanh Tuyết thấy tôi đồng ý đi, liền khiêu khích nhìn Yến Khuynh Thành một cái, làm cho cô ấy cảm thấy như bị bắt của tang. Không thể nào, làm sao tôi có thể bị anh ta lừa? Mi Sen không thể thắng tôi. Làm sao có thể như vậy? Hafiz tiên sinh, anh là ngón tay vàng, phải có cách khắc phục, đúng không? Miễn là các người cho tôi thêm 300 tỷ, tôi có thể ngay lập tức cướp lại những tổn thất trước đó. Hơn nữa tôi đã tìm ra quỹ đạo của Mi Sen, hắn chắc chắn sẽ thua. Còn thêm 300 tỷ nữa, đó là giới hạn của chúng ta. Nếu thua, vậy thì chúng ta phải lên sân thượng qua đêm rồi. Nếu bây giờ dừng lại, tổn thất trước đó không thể hoàn lại được, mà địa vị của Giang gia chúng ta ở Hạ Quốc nhất định sẽ giảm mạnh. Tốt hơn là nên chiến một lần nữa. Sẽ không thua đâu, chỉ cần có thêm 300 tỷ nữa, tôi nhất định có thể lật bài. Hafiz tiên sinh, nhất định phải chiến thắng. Sau khi hoàn thành, Giang gia chúng tôi tuyệt đối sẽ không đối xử tệ với anh. Giang gia cứ yên tâm, Hafiz khẳng định điều đó. Lập tức bắt đầu giao dịch. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Hafiz trực tiếp lấy 300 tỷ cuối cùng họ huy động được để mua một cổ phiếu đã lên đến trần. Trong nháy mắt, cổ phiếu đó bắt đầu giảm. Hafiz tiên sinh, anh đang làm gì vậy? Hai cha con Giang gia vẻ mặt bối rối, hoàn toàn không nhìn thấu hành động của đối phương. Chị, Giang gia phá sản rồi, chúng ta phát tài rồi. Chúc mừng Trần tiểu thư, cô chúc mừng họ làm gì? Công ty chúng tôi ăn một miếng bánh lớn như vậy của Giang gia, lẽ nào không phải phát tài sao? Là phát tài, nhưng có liên quan gì đến các người? Đừng quên, tôi mới là cổ đông lớn nhất của Vân Dương. Anh rể, anh không phải là của chị gái tôi sao? Đều là người nhà, sao lại xa lạ thế? Xem chúng tôi chơi đùa ở bên cạnh, Yến Khuynh Thành trong lòng vô cùng mất mát. Cảm ơn anh, tôi đã học được rất nhiều từ ngài Mi Sen. Khách sáo, chuyện nhỏ thôi. Vậy tôi đi trước đây. Đến rồi, sao lại vội về thế? Anh muốn tôi ở lại. Em ơi, những gì tôi vừa nói khiến ba người phụ nữ sắc mặt thay đổi. Trần Thanh Tuyết nhíu mày, Trần Thanh Giao thì là vẻ mặt bất mãn, mà Yến Khuynh Thành nhìn tôi với đôi mắt tòng mấn nước có chút mong đợi. Khi tôi cảm thấy khó xử, Mi Sen bước vào với Hafiz. Thân thiếu, lâu rồi không gặp. Hafiz, vất vả rồi. Mi Sen chúc mừng, anh thắng rồi. Lần trước tôi trúng đạn của anh, lần này anh vấp ngã. Chúng ta hòa nhau rồi, thân thiếu, nếu không có gì khác, vậy tôi đi trước đây. Được rồi, tôi có việc khác cần giải quyết, không thể tiễn anh, chúc anh thượng lộ bình an. Vậy thì tôi đi trước đây. Trên thực tế, Hafiz đã làm mất 600 tỷ của Giang gia, trận đấu giữa hai người đã phân thắng bại. Chỉ là Giang gia không bao giờ ngờ tới, chính mình lại bị Hafiz hầu 300 tỷ, buộc phải chạy trốn. Ba, chúng ta đi thôi, ta già rồi, còn đưa những người khác đi. Ba, đừng làm thế, trước đây con đã chuyển rất nhiều tài sản ra nước ngoài, đủ ăn đủ mặc cho cả nhà chúng ta. Hãy đi thôi nào, ta sẽ không đi với các con. Nếu không muốn đi, vậy thì đừng đi nữa. Thần Húc, cậu muốn làm gì? Tiểu xuất sinh, mày muốn cười lão phu sao? Con kiến như ông có ý gì? Vậy cậu làm gì ở đây? Tự nhiên đến để đưa ông lên đường. Ngươi muốn giết tất cả chúng tôi sao? Ha ha, cậu đừng quên đây là Hạ Quốc. Thần gia các ngươi còn có thể một tay che trời không? Trong này ghi lại mọi việc ác mà Giang gia các ngươi từng làm. Những tội danh này cộng lại cho dù là Chu Di cửu tộc cũng không quá đáng. Thần thiếu, chúng tôi sai rồi. Làm ơn thả chúng tôi đi đi. Khốn nạn, mau đứng dậy cho tôi. Hắn là kẻ thù giết người của Giang gia chúng ta. Sao ngươi có thể cầu xin anh ta? Giờ mới biết hối hận, vô dụng rồi. Xin hãy cho tôi một cơ hội để thay đổi. Tôi có hàng tỷ đô ở nước ngoài. Nếu anh thả tôi ra, tôi sẽ tặng tất cả cho anh. Anh nghĩ tôi thiếu tiền của anh sao? Với cái chết của những thành viên Giang gia, Giang gia kiêu ngạo đã hoàn toàn bị loại khỏi Hạ Quốc. Trận đấu giữa các siêu cấp gia tộc, Thần gia đã chứng minh thành công sức mạnh của mình với mọi người. Yến gia trước đây công khai theo Thần gia, để bày tỏ lòng biết ơn, tôi đã để họ hợp tác với Vân Dương. Từng bước chia nhỏ sản nghiệp mà Giang gia để lại, Yến Khuynh Thành vội vàng mang theo tin tức trở về kinh thành.
những ngày nhàn nhã không được mấy ngày, ông nội gọi cho tôi. Tiểu tử thối, mau đến Long Tổ một chuyến. Có chuyện gì thế ông nội? Là vấn đề lớn, khi nào con đến đây rồi nói. Sau khi tôi điều tra, không ngờ Tần gia lại có liên quan đến hội phái phù thủy. Muốn hạ bệ Tần gia, phải có sự ủng hộ của Long chủ. Long chủ, hôm nay tôi tới đây là có một việc muốn báo cáo với người, chắc là liên quan đến hội phái phù thủy. Không sai, đó là một câu chuyện dài, tôi sẽ nói ngắn gọn. Sau đó tôi đem kết quả điều tra mấy ngày này báo cáo trung thực cho Long chủ. Tiểu tử thối, chuyện này không thể đùa được. Con có bằng chứng không? Hiện tại con không có bằng chứng, nhưng chỉ cần cho con chút thời gian, con chắc chắn sẽ xác nhận. Lý do hôm nay cậu đánh gặp tôi, không chỉ là để nói với tôi những điều này đúng không? Không hổ là Long chủ, thực ra còn có chuyện muốn nói với các ông, nhưng tôi muốn các ông chuẩn bị. Tôi đã quen với ông cậu nhiều năm rồi, sóng gió gì chưa từng trải qua. Cậu cứ nói đi. Có những người quyền lực, rất có thể cũng thuộc hội phái phù thủy, hắn chính là Thiên Long Quân chi soái Tần Chấn. Tiểu tử thối, cơm có thể ăn bừa, lời không thể nói lung tung. Lão Tần là anh hùng hạ quốc, không phải con nói chỉ là rất có thể, con vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Việc này cậu đã biết được những gì? Long chủ hẳn là biết Chu Vạn Kiệt là tôi giết. Chuyện này, tôi hy vọng cậu có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý. Chu Vạn Kiệt là một đường chủ của hội phái phù thủy, cũng là hắn nói cho tôi biết, giáo chủ chính là Thiên Long Quân chi soái Tần Chấn. Chu Vạn Kiệt có vu oan Tần Chấn không? Con cần điều tra, nhưng nếu muốn tìm ra đại hậu pháp của hội phái phù thủy, tôi không thể bộc lộ bản thân với người khác quá sớm. Vậy ý cậu là, tôi muốn gây chiến với Tần gia? Cậu nói thực lực của đại hậu pháp rất mạnh. Vậy cậu có thể xử lý được không? Điểm này, Long chủ có thể yên tâm, bởi vì tôi là thiên hạ vô địch. Tần thiếu, đây đều là hàng hạng nhất Giang Nam. Cảm thấy thế nào? Không tệ, Tần thiếu, sao tối nay anh không lật bài? Không chọn được, giữ lại lần sau lại thưởng thức. Không tồi, không tồi, chú ý này rất hay, mấy người lôi xuống trước đi. Tần thiếu, huyền thành bên kia là càng ngày càng khó trộn lẫn. Tôi thật sự muốn đến cùng anh. Chuyện này còn không dễ làm sao? Ngày mai giấy tờ công việc mới sẽ được gửi xuống. Lần này vị trí thành chủ Kim Lăng ta định rồi. Chúc mừng Tần thiếu, thành chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử vẫn chính là anh. Lúc đầu nếu không phải là thần hút rác rưởi kia, tôi đã sớm làm thành chủ huyền thành rồi. Tần thiếu không cần phải tức giận với loại rác rưởi đó, quá mất giá rồi. Theo tôi thấy, anh ta không có tư cách liếm món chân cho Tần thiếu. Trường Thanh à, thực ra trong lòng tôi luôn có một ảo tưởng, cậu biết nó là gì không? Tần thiếu đề cập đến cặp song sinh Trần gia. Ha ha, vẫn là cậu hiểu tôi nhất, cái này còn không đơn giản. Chỉ cần Tần thiếu ngài mở miệng, tôi đảm bảo tối mai vào giờ này, họ sẽ ngoan ngoãn xuất hiện trước mặt anh. Cậu có cách sao? Tôi sẽ xử lý chuyện đó. Ha 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 ha. Chuyện ngớ ngẩn, anh vẫn có thể cười được. Tần đại thiếu, có chuyện gì vậy? Sao lại giống như cha mẹ đã chết? Nào, cười lên đi. Dừng lại, ai bảo anh chụp? Đưa máy ảnh cho tôi. Đây là máy ảnh của anh sao? Sao tôi phải đưa? Thần Húc, ngươi đang muốn làm gì? Không muốn làm gì cả, chỉ là muốn cho dân chúng biết phong cách sống của Tần đại thiếu gia mà thôi. Thần Húc, có điều gì để nói? Miễn là cậu xóa những bức ảnh đó đi. Nghĩ thế nào về việc xóa bỏ mối thù giữa chúng ta? Khoản của cậu chống lại lão tử vẫn chưa được tính, bây giờ còn có mặt mũi nói xóa sổ với tôi, là ai cho ngươi dũng khí? Ngươi đừng quá đáng. Yến Khuynh Thành, tôi tặng cho anh. Ở Huyền Thành, anh lại suýt hủy hoại cuộc đời tôi. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn tử chiến với ta? Trong vòng nửa tiếng nữa, tôi muốn nhìn thấy Tần đại thiếu đứng chẳng nhất. Yên tâm đi thiếu gia, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Long nói xong liền quay người rời đi, trực tiếp làm cho Tần Hạo Nhiên biến sắc. Thần Húc, nếu ngươi dám gửi những bức ảnh đó ra ngoài, ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi. Tôi không để ý đến Tần Hạo Nhiên, mà nhìn về phía Lạc Trường Thanh bên cạnh. Vừa rồi hình như tôi nghe cậu nói muốn đi tìm vợ sắp cưới của tôi phải không? Thần thiếu, đừng hiểu lầm, tôi không có chút ý nghĩ nào về cô Trần. Tôi chỉ muốn nói chuyện hợp tác kinh doanh với cô Trần. Thế sao? Thấy tôi với ánh mắt giết người. Lạc Trường Thanh vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thần thiếu, tôi sai rồi, làm ơn hãy thả tôi đi. Tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, cho dù là một con chó cũng phải dùng mắt để chọn chủ nhân. Đi theo loại rác rưởi này có lợi gì? Vâng vâng vâng, thần thiếu dạy phải. Tần Hạo Nhiên là một thứ rác rưởi, tôi là kẻ vô dụng đã theo anh ta. Ngươi muốn chết hả? Lạc Trường Thanh lúc này cũng không dám thở mạnh. Cả hai bên hắn đều không đắc tội được, nhưng anh ta biết nếu tôi không vui, anh ta đêm này sẽ chết. Cậu biết không, rồng có vảy ngược, đụng phải chết. Cho dù ngươi muốn nhận tội, cũng chỉ có thể xuống địa ngục. Tôi nói xong, trực tiếp đưa Lạc Trường Thanh đi gặp Phật Tổ. Thiếu gia làm xong rồi, chỉ một vài phút nữa, Tần thiếu đã trở thành người nổi tiếng trên mạng. Tần Hạo Nhiên nghe xong đã ngốc rồi. Thân là thành chủ tương lai, lại lưu luyến xứ sở pháo hoa, tiếp xúc với những tai tiếng vậy, nỗ lực cả đời của hắn đã kết thúc. Không chỉ vậy, gia tộc cũng rất có thể bỏ rơi hắn. Thần Húc, hôm nay chúng ta cùng chết đi. Tần Hạo Nhiên, nếu ngươi giữ mình sạch sẽ, có một trái tim hướng về nhân dân, ta có thể hủy diệt ngươi bằng một chiêu đơn giản như vậy sao? Tôi nói xong liền quay người rời đi. Tần Hạo Nhiên ngơ ngác nhìn bóng lưng tôi, trong lòng vô cùng hối hận. Trong lúc đó, gia chủ Tần sau khi xem tin tức của Tần Hạo Nhiên, trong lòng tràn đầy lửa giận. Tần Bách Phong, đây là đứa con trai ngoan mà cậu đã dạy. Ba, tất cả là lỗi của con, để mở đường cho con trai cậu. Tần gia chúng ta đã tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên, bây giờ giỏ tre lấy nước trống rỗng. Cậu nói lỗi của tôi là xong rồi. Ba, Hạo Nhiên còn trẻ, cuối cùng sẽ phạm sai lầm, nhưng tất cả là do con thú nhỏ của Thần gia. Lão nhị Tần Bách Long mặc dù trên miệng cầu xin, nhưng trong lòng vô cùng vui.
Bởi vì Tần Hạo Nhiên bị phế, vậy thì con trai ông ta sẽ trở thành người đứng đầu thế hệ thứ ba của Tần gia. Nhị đệ nói rất đúng, tất cả là do con thú nhỏ Thần gia đó. Lẽ nào ta không dạy các ngươi sao? Làm bất cứ việc gì cũng đừng để lại đuôi cho người khác cầm. Nếu là Hạo Nhiên tự giác hơn, có thể có hôm nay sao? Nhưng Thần gia đã cho một đòn giáng mạnh vào Tần gia ta. Nếu ta không hào hào đáp trả lại bọn họ, người khác còn tưởng rằng Tần gia của ta là của hồng mềm. Lão gia, có người muốn gặp ông. Ai muốn gặp tôi? Đó là Thần Húc. Tiểu xúc sinh kia lúc này đến Tần gia chúng ta, đây rõ ràng là khiêu khích. Cầm miệng cho tôi. Đưa tiểu tử đó vào đây. Không cần đâu, tôi biết đường rồi. Dô, sao nhiều người ở đây vậy? Vậy tiểu gia sẽ không vòng vo tam quốc nữa. Từ giờ trở đi, Thần gia của tôi chính thức tuyên chiến với các người, không chết không ngừng. Từ giờ trở đi, Thần gia ta chính thức tuyên chiến với Tần gia các người, không chết không thôi, khai chiến với Tần gia chúng ta. Ngươi tưởng Thần gia ngươi mạnh lắm sao? Thật sự cho rằng Tần gia chúng ta sợ các ngươi sao? Thần Húc, cậu có hiểu lầm gì với Tần gia chúng tôi không? Hiểu lầm, 3 năm trước nếu không phải Tần gia các người xúi giục đại bá tôi sẽ phải ngồi tù sao? Giờ không còn quan trọng nữa. Lời của tôi đã nói xong, các người cứ quất ngựa tới đây, Tần gia chúng ta sẽ chiến đến cùng. Đại ca, nếu chúng ta gây chiến với Thần gia, kết quả cuối cùng là thế thua cả hai bên. Anh không thể vì chuyện của Hạo Nhiên mà không quan tâm cả nhà. Nhị đệ, ý của cậu là như thế nào? Đủ rồi, tất cả các người ra ngoài cho tôi. Nhìn Tần Chấn tức giận, hai người nhanh chóng chán nản bỏ đi. Khai chiến với Tần gia chúng ta. Nhưng Thần Định Quốc có ý gì? Không, đây là ý tôi. Cậu có thể đại diện cho toàn bộ Thần gia. Thần gia thế hệ thứ tư chỉ có mình tôi. Ông nghĩ tôi không thể đại diện, nhưng tôi cũng có thể nói với ông, tuyên chiến với Tần gia của ông cố và ông nội đều ủng hộ tôi. Cả nhà cậu có phải điên rồi không? Kết quả trận chiến của chúng ta sẽ chỉ làm tổn thương cả hai. Nếu làm vậy các nhà khác sẽ được hưởng lợi. Điều này chúng tôi tự biết. Nếu đã biết, tại sao còn phải làm như vậy? Tôi khuyên các người nên bình tĩnh lại. Nếu có hiểu lầm gì thì có thể ngồi xuống thương lượng. Chuyện cũ đến bây giờ, ông còn muốn giả vờ trước mặt tiểu gia sao? 3 năm trước Tần gia các người kéo ta vào chuyện phong lưu ở kinh thành, vì vậy ta đã phải ngồi tù 3 năm. Nó gần như làm Yến gia và nhà ta cá chết lưới rách. Lẽ nào đây cũng là hiểu lầm sao? Bỏ qua những thứ khác không nói, cháu trai tôi, Hạo Nhiên, đã bị hủy hoại cuộc đời. Tôi cũng chưa tính sổ với Thần gia các người. Lão tử cho ông cái dám. Chúng ta trực tiếp khai chiến là được. Hừ, hãy nói lại cho ông nội cậu biết. Thần gia các người mặc dù có Thần lão gia tử phụ trách, nhưng đừng nghĩ mình là gia tộc đứng đầu Hạ Quốc. Nếu ông ta còn muốn đi theo con đường riêng của mình, cuối cùng ngã xuống tuyệt đối sẽ không phải là Tần gia chúng ta. Vậy à, chúng ta hãy chờ xem. Thông qua bài kiểm tra vừa rồi, tôi đã có thể khẳng định Tần Chấn tuyệt đối là giáo chủ. Nếu không, với xuất thân của Tần gia, hắn không dám nói ra những lời tự tin như vậy. Ba, Thần gia dám tuyên chiến với chúng ta, nói rõ Long chủ đã đứng về phía Thần gia rồi. Chúng ta phải làm gì đây? Hừ, Thần gia hắn có sự ủng hộ của Long chủ, lẽ nào người nghĩ ta không có tay sau sao? Ba thì ba là sao? Mưa bão sắp đến, gió đầy tòa nhà, tin tức Thần gia khai chiến với Tần gia nhanh chóng lan truyền khắp cả Hạ Quốc. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của mọi người, Yến gia lần này cũng không chút do dự đứng về phía Thần gia. Lão Thần, ông nghĩ gì về cháu gái lớn của tôi? Ông muốn tiểu tử nhà tôi cưới con bé? He, không sai, lão già nhà ông cũng giỏi tính toán quá. Một đứa cháu gái muốn bắt cóc kho báu của nhà tôi. Đừng nói nặng lời như thế. Chỉ cần ông nói có đồng ý hay không, tôi phải hào hào suy nghĩ chuyện này. Tôi nói ông, đừng ham rẻ mà còn phải tử tế. Ông Cố, Yến lão đầu, hai người có thể hỏi ý kiến của con không? Tiểu tử thối, con làm gì thế? Ông Cố, con đã quen tự do rồi, vẫn chưa muốn kết hôn. Điều đó không phụ thuộc vào con, tôi còn hy vọng con mở cành mở lá cho Thần gia chúng ta. Ba, xảy ra chuyện rồi, Thần gia đang nổi loạn ở biên giới. Long chủ gọi chúng ta đi qua thương lượng. Cái gì? Vừa rồi biên giới đến báo, Tần gia nổi loạn cùng Tam Quốc ở Tây Tân Cương. Biên giới đã sắp không chịu nổi rồi. Bây giờ nếu Hồ Hiếu Quân được điều động từ Bắc Tân Cương đi, đến lúc đó Hùng Quốc rất có thể sẽ lợi dụng mà vào. Dám hỏi Long Tổ có giải pháp tốt nào chưa? Ta tìm các ngươi tới là để thảo luận vấn đề này. Hồ Hiếu Quân của Bắc Tân Cương hoàn toàn không thể điều động được, mà quân Huyền Vũ ở Đông Tân Cương là lực lượng chính trong nước, căn bản không thể gửi hỗ trợ. Nếu rút quân từ Tam Đạo Quân, phải mất ít nhất thời gian 3 ngày, và 3 ngày này đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là phái người đi đến Tam Quốc đàm phán. Long chủ, tôi có cách giải quyết. Cậu có thể làm gì? Nếu tôi nói tôi có người, có vũ khí, Long chủ tin hay không? Thần Húc, cậu không đùa phải không? Những gì tôi nói đều là thật. Chỉ là tôi cần Long chủ cho một đặc quyền, bởi vì tôi cần chuyển những người này từ khắp nơi trên thế giới. Còn vận chuyển vũ khí, tôi đảm bảo không quá 3 ngày, tôi có thể khiến quân nổi dậy phải trả giá đắt. Vấn đề rất quan trọng. Cậu nói tôi lấy cái gì để tin cậu? Dùng tất cả tài sản của Thần gia làm bảo đảm, được không? Nếu tôi không thể đánh bại quân nổi loạn, Long chủ có thể cách chức tất cả mọi người trong Thần gia. Ngoài ra, tất cả mọi người trong Thần gia đều rời khỏi kinh thành, không bao giờ quay trở lại. Lời này vừa nói, mọi người ở đây đều im lặng. Cuộc chiến này không chỉ là cuộc chiến của hai nhà, mà là về vận mệnh quốc gia. Lão Tô, lời của cháu tôi chính là lời của Thần gia. Tôi tin nó có thể làm được.
Long chủ, Yến gia ta cũng nguyện ý bảo đảm cho tiểu tử này. Nếu cậu ta không làm được, Yến gia chúng ta cũng nguyện ý chịu trừng phạt. Được thôi, vậy thì cứ để mọi thứ cho tiểu tử này. Thần Húc nhận lệnh. Có, bây giờ tôi chỉ định cậu làm chủ soái viện trợ cho phía Tây. Hy vọng cậu có thể đuổi quân địch ra khỏi biên giới Hạ Quốc, nâng cao quốc uy của Hạ Quốc, sẽ không nhục mệnh. Tất cả có mặt, thần thiếu lệnh cho các người lập tức đến Hạ Quốc. Tôi đã chuẩn bị trực thăng cho các người rồi. Ngoài ra, thần thiếu để tôi nhắc nhở các người, lần này đi Hạ Quốc có thể sẽ thoát chết trong gang tấc. Nếu sợ chết thì ở lại đây. Anh ấy không trách ai sợ chết. Người nào đến đây có thể sợ chết sao? Đưa chúng tôi đến Hạ Quốc ngay lập tức. Nếu như làm chậm trễ đại sự của thần thiếu, vậy thì ông không cần làm tổng giám mục nữa. Cả nhà tù không có một tù nhân nào lùi bước. Quản giáo nhanh chóng sắp xếp máy bay đưa những người này đến Hạ Quốc. Ba vị sư phụ trong tù sau khi biết được, vội vàng gọi cho tôi. Tiểu tử thối, cậu đang gặp rắc rối à? Nhất chân sư phụ, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Một việc nhỏ, cậu cần phải điều quân như vậy. Còn không nhanh nói thật đi. Được rồi, không thể lừa được ba lão hồ ly các người. Hảo tiểu tử, không uổng công chúng ta vất vả dạy dỗ. Một người đàn ông tốt nên phục vụ đất nước và nhân dân. Cứ yên tâm làm đi, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cậu. Con muốn hỏi ba vị sư phụ, các người đã nghe hội phái phù thủy chưa? Sao con lại hỏi như thế? Nghe thấy giọng điệu của các sư phụ không đúng, tôi vội vàng nói một chút về chuyện hội phái phù thủy hồi sinh và cũng nói thật nguyên nhân cái chết của ba mẹ. Hóa ra là vậy. Đồ đệ ngoan, con phải cẩn thận. Từ khi giáo chủ Hướng Thiên Thân qua đời, liền do đại hộ Phát Nam cùng sóc nắm quyền. Người này rất lợi hại và thích sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu. Ba người chúng ta hợp lực cũng không đánh bại được hắn. Nhưng mà con yên tâm, với sức mạnh hiện tại của con, sẽ không bao giờ trực tiếp thua hắn. Thật không, cảm ơn các vị sư phụ. Buổi chiều, máy bay trực thăng liên tục đến Hạ Quốc. Những người này là lính đánh thuê hàng đầu trên toàn quốc. Bọn họ rất giỏi chiến đấu và rất dũng cảm. Giờ phút này bọn họ đang cung kính nhìn người trước mặt. Thần thiếu, hy vọng chúng tôi không đến muộn. Rất tốt, tiếp theo đây, tôi sẽ đưa các cậu đi tàn sát. Tần gia phản bội, Thần Húc dẫn đầu Tứ Vương Tử cùng vạn lính đánh thuê. Sử dụng vũ khí tiên tiến và tinh thần đồng đội, trên chiến trường đánh bại hơn 100 vạn quân của Tần gia và Tam Quốc. Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hạ Quốc mời lính đánh thuê ở đâu? Sức chiến đấu sao lại dữ dội như vậy? Tần tiên sinh, hy vọng ông có thể cho tôi một lời giải thích thỏa đáng. Cha cha tướng quân, Hạ Quốc tuyệt đối không có thực lực này. Theo tôi đoán, rất có thể là do con thú nhỏ Thần Húc kia làm. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Cha cha vừa nói xong, một tên lửa nữa rơi xuống. Người của Tam Quốc nghe đây, nếu các người đầu hàng ngay bây giờ, tôi có thể tha mạng cho các người. Tướng quân, nếu không thì đầu hàng đi. Vũ khí của đối phương quá tiên tiến, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Đầu hàng, tôi cả đời chiến đấu chỉ có thể chết, chứ không đầu hàng. Tướng quân, ông không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho những người lính. Gia đình họ vẫn đang chờ họ trở về. Xin tướng quân nghĩ lại. Được rồi, cử người đi đàm phán hòa bình với Hạ Quốc, chúng ta hàng. Tin tức Tam Quốc đầu hàng rất nhanh đã chuyển đến chỗ Long chủ. Cuối cùng hắn cũng thua. Tin tốt từ biên giới, Thần Húc đẩy lùi quân nổi dậy. Tam Quốc đã đầu hàng. Lão gia Tần Trần đã mất tích. Cái gì? Tốt quá rồi. Tiểu tử này của nhiên không làm người ta thất vọng. Tôi phải cảm ơn hai người. Nếu không có sự đảm bảo mạnh mẽ của hai người, tôi cũng không dám đặt tất cả hy vọng vào cậu ấy. Long chủ nghiêm trọng rồi. Vận mệnh đất nước, mọi người đều có trách nhiệm. Lão thần, nhà ông có đứa cháu trai này, có thể bảo đảm thêm 50 năm không suy. Lúc này trong một biệt thự ở ngoài ông, Tần Trần đã không còn tinh thần phấn chấn ban đầu nữa. Kể từ thời khắc Tam Quốc thất thủ, hắn liền biết Tần gia hoàn toàn xong đời. Cho dù hắn không cam tâm, cũng phải chấp nhận sự thật này. Tần Trần lão nhi, ông trốn thật kỹ đấy. Lão tử mất rất nhiều công sức mới tìm được. Ha ha, lão phu đánh giá thấp ngươi rồi. Thiên hạ đều đánh giá thấp ngươi rồi. Thần Húc, ngươi thật là quái vật ngàn vạn năm hiếm thấy. Không dám rồi, không dám rồi. Ngươi bây giờ đến đây, mục đích là bắt lão phu hay là giết lão phu? Có thể, phụ thuộc vào hiệu suất của ông. Tiếp theo tôi hỏi ông trả lời, vậy thì ông có thể bớt đau khổ một chút. Thần Húc, ngươi thật sự cho rằng mình thiên hạ vô địch sao? Sự tự tin của ông có phải dựa vào mấy trăm cân thuốc nổ chôn dưới tòa nhà này không? Miễn là ông nhấn nhẹ công tắc, có thể đồng quy vu tận. Làm sao cậu phát hiện ra? Không ai trên thế giới này giỏi việc này hơn tôi. Tốt tốt tốt, lão phu vẫn là coi thường cậu. Tần Trấn, không đúng, nên gọi ông là Tần giáo chủ. Nói cho tôi Nam Cung Sóc đại hộ pháp phù thủy đang ở đâu? Người biết cả thân phận ẩn giấu của ta. Tôi yêu cầu ông trả lời, không phải ông hỏi. Lão tử kiên nhận có hạn, nếu cậu biết tôi là giáo chủ hội phái phù thủy, vậy cậu có muốn hợp tác với chúng tôi không? Nếu cậu muốn gia nhập hội phái, ta bảo đảm ngươi có thể làm hộ pháp trẻ nhất, địa vị chỉ sau đại hộ pháp. Vậy à, tham gia hội phái phù thủy có lợi ích gì? Vinh hoa phú quý hưởng không hết. Ông nghĩ tôi thiếu tiền hay thiếu quyền? Ông vẫn là thành thật nói cho lão tử biết Nam Cung Sóc ở đâu đi. Nếu như ngươi ngay cả giá trị này cũng không có, vậy bây giờ tôi có thể đưa ông đi gặp Phật tổ. Cậu muốn biết nguyên nhân cái chết của ba mẹ cậu sao? Nói tất cả những gì ông biết đi.
chỉ cần cậu đồng ý gia nhập hội phái. Sau đó, cậu có thể biết mọi thứ. Ông nói thêm một câu vô nghĩa nữa, tôi sẽ giết ông. Cậu dám giết ta sao? Nếu như tôi chết, cậu sẽ không bao giờ biết ba mẹ cậu chết như thế nào. Cậu đã làm cái gì? Không có gì, tôi chỉ làm cho chất độc trong cơ thể ông bùng phát thôi. He, loại hương vị này chắc ông rất quen thuộc phải không? Miễn là ông ngoan ngoãn nói câu trả lời tôi muốn, tôi có thể giúp ông loại bỏ cổ trùng trong cơ thể. Từ nay về sau, ông có thể thoát khỏi sự khống chế của hội phù thủy. Những gì cậu nói là sự thật. Để làm cho Tần Trấn tin tưởng, tôi dùng kim bạc loại bỏ cổ trùng cho ông ta. Bây giờ ông có thể nói rồi, cái chết của ba mẹ tôi có phải do hội phù thủy gây ra? Tất cả phải bắt đầu từ mẹ cậu. Mẹ cậu Lưu Tân Lan vốn là đệ nhất thánh nữ của hội phù thủy. Nhưng vì động lòng yêu ba của cậu và phản bội hội phái, cuối cùng giấy không thể gói lửa. Đại hộ pháp sau khi biết thì vô cùng tức giận. Và trong trận chiến đó, chính hắn đã tự mình ra tay giết chết ba cậu. Thảo nào ba tôi chết một cách lặng lẽ, hóa ra là hắn làm. Còn cái chết của mẹ tôi thì sao? Mẹ cậu biết rõ nỗi kinh hoàng của hội phái phù thủy. Sau khi ba cậu mất, có lẽ cô ấy không muốn liên quan đến cậu, nên đã chọn cách tự sát. Nam Cung Sóc hiện đang ở đâu? Hắn nên đóng cửa bế quan. Vị trí ở một hòn đảo hoang gần Thập Vạn Đại Sơn. Rất tốt, ta sẽ để hắn chết không có chỗ chôn. Tần Trấn, tôi nên tiễn ông lên đường. Thần Húc, tôi đã nói với cậu tất cả những gì tôi biết. Cậu vẫn còn muốn giết ta? Ai nói tôi muốn giết ông? Dù sao ông cũng là một anh hùng, sau này xử lý như thế nào là chuyện của Long Chủ. Nam Cung Sóc lão tử đến rồi. Xem ra cậu đã biết được sự thật. Cái chết của mẹ tôi có liên quan đến ông không? Không sai, cô ấy yêu cậu rất nhiều. Lúc đầu nếu không phải cô ấy lấy cái chết để tạ tội, cậu nghĩ tôi sẽ để cậu sống tới bây giờ? Ông đáng chết. Không nghĩ tới ngươi là đồ đệ của ba lão bất tử kia. Lúc trước ba người bọn họ đều bị ta đánh trốn đi. Bây giờ lại để ngươi đến chịu chết. Rất tốt, từ khi ta đạt được thành công, chưa từng gặp đối thủ. Tiểu tử, không ngờ cậu lại trưởng thành đến mức này. Nhưng quả thật đáng tiếc, cậu vẫn còn quá non nớt. Nam Cung Sóc ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục ngay bây giờ. Cửu Hỏa Long Lâm. Tất cả bụi lắng xuống, Thần Húc cuối cùng cũng diệt được hội phù thủy báo thù giết ba mẹ. Chỉ là ba mẹ không thể trở về nữa. Lúc này Hạ Quốc hồi phục lại sự phồn vinh trước đây. Thần lão đầu, lời đề nghị lúc trước của tôi ông đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi chắc chắn đã đồng ý. Nhưng mà sao? Tiểu tử thối nhà tôi đã có hôn ước rồi. Hôn ước chỉ cần trực tiếp hủy đi là được. Hai nhà chúng ta rất hợp nhau. Trên đời này không có ai thích hợp hơn. Không được không được, lão tử cả đời quang minh lỗi lạc, bây giờ sắp vào quan tài rồi, làm sao có thể làm chuyện bội tín? Vậy ông nói phải làm sao? Lẽ nào cậu ấy không nên chịu trách nhiệm cho cháu gái tôi sao? Đây, tôi nghĩ chúng ta nên hỏi ý kiến của những người trẻ tuổi. Thần Húc, cuộc nổi loạn này đều là nhờ anh. Nếu không, cuộc sống của rất nhiều người vô tội sẽ bị liên lụy. Không có gì, chuyện này cho cùng cũng bắt nguồn từ tôi. Vậy thì khi nào anh và Trần Thanh Tuyết sẽ kết hôn? Tôi kỳ thực không muốn kết hôn với cô ấy. Hả, tại sao? Không có nhiều tại sao như vậy. Thần Húc, thật ra chuyện năm đó tôi đã tha thứ cho anh rồi. Anh không cần phải làm vậy vì tôi. Khuynh Thành, thực ra lần này tôi ra tù, ngoài việc trả thù cho ba mẹ, còn bởi vì tôi muốn có trách nhiệm với cô. Chỉ là tôi không biết cô có đồng ý không. Sau tất cả những gì tôi đã làm, tôi không trách anh. Suy cho cùng, dù sao anh cũng là nạn nhân. Còn nữa, tôi muốn. Khuynh Thành, hả? Em lấy anh nha. Để ủng hộ kinh phí cho kênh mọi người hãy subscribe giáp vào cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.